Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 689, chiếm lĩnh điểm cao. Đây là lời phân phó trực tiếp của giám đốc, tôi cũng không biết vì cái gì. Âm thanh của Lý Mạc Chí vẫn truyền đến từ đầu dây bên kia, nhưng lúc này âm thanh truyền vào trong tai Lữ Trinh Bình cũng không còn dễ nghe như bình thường. Tổng giám đốc tự mình phân phó, như vậy đại biểu cho người phụ nữ kia ra tay với mình. Tuy Lữ Trinh Bình được xưng là thiên tài trong giới đầu tư, thế nhưng hắn cũng không khỏi bội phục thủ đoạn của người phụ nữ kia, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia thì Lữ Trinh Bình chỉ nghĩ đến vẻ quyến rũ của nàng, nhưng khi công ty của nàng dần phát triển cực mạnh, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác đứng bên dưới nhìn núi cao. Lữ Trinh Bình cảm thấy người phụ nữ này hầu như là tấm ván bắc cầu với nền kinh tế thế giới, dù là hoàn cảnh kinh tế biến đổi thế nào thì nàng ta luôn chiếm lĩnh điểm cao, dễ dàng thu lợi vào trong túi. Điều làm cho Lữ Trinh Bình khắc sâu ghi nhớ chính là trong lần khủng hoảng kinh tế trước đó, chính hắn cố gắng có được chút tiền lời trong hoàn cảnh đầy nguy cơ, thế nhưng khi hắn đang cực kỳ đắc chí thì số tiền mà người phụ nữ kia kiếm được lại càng làm hắn lác mắt. Chưa nói đến sản nghiệp đầu tư, đặc biệt người phụ nữ kia còn phát triển phần mềm máy tính, gia công thiết bị điện tử, có hệ thống bán lẻ cực kỳ linh động và phát triển, tất cả đều là những thứ làm cho Lữ Trinh Bình hâm mộ không thôi. Lúc này người phụ nữ làm cho Lữ Trinh Bình sợ hãi kia lại cho ra mệnh lệnh dừng hợp tác với mình, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tập đoàn mình xảy ra vấn đề gì sao? Lữ Trinh Bình càng nghĩ càng sợ hãi, hắn cố gắng dùng giọng trấn định nói. Anh Lý, mong anh chỉ cho tôi một con đường, để xem tôi làm không tốt ở điểm nào, vì sao lại làm cho giám đốc Tần nổi giận như vậy? Lý Mạc Chí cũng không lên tiếng, sau khi trầm ngâm một lúc mới trầm lặng nói. Anh suy xét lại cẩn thận xem, gần đây anh có đắc tội với người nào không? Lữ Trinh Bình chợt sững sờ, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại đã cúp. Hắn nghe những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, hắn thầm hiểu bây giờ mình nói gì cũng vô dụng, Lý Mạc Chí đã nói ra tất cả với mình rồi. Còn lại chỉ là những lời không nên nói, hoặc là Lý Mạc Chí không biết. Chính mình gần đây đắc tội với ai, đến nổi người phụ nữ kia đoạn tuyệt hợp tác với tập đoàn của mình. Trên thế giới này có ai đáng giá để nàng ta làm như vậy? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Lữ Trinh Bình, thế nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ. Thế nhưng dù hắn có bác bỏ thế nào thì đối phương đã cho ra quyết định đình chỉ tất cả hợp tác, đây là sự thật khó thể chối cãi được. Âm thanh ồn ào truyền đến, Lữ Trinh Bình không nhịn được phải quay lại nhìn, đúng lúc thấy Vương Tử Quân được nhóm người quan lục phát vây quanh đưa ra khỏi khách sạn giống như sao sáng quanh trăng. Bí thư Vương, anh không ở lại tiếp tục tham gia bữa tiệc làm cho rất nhiều người thất vọng đấy. Quan Lục Phát vừa đi vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với hiệu quả của ngày hôm nay, thế nhưng hắn cũng sẽ không ở lại tham gia bữa tiệc sinh nhật. Dù sao thì bữa tiệc này tràn đầy khí tức tư nhân, hắn cũng không thích hợp ở lại. Hơn nữa Vương Tử Quân còn cảm thấy có rất nhiều người vận chuyển xung quanh mình, hào quang của bữa tiệc dồn hết lên người mình, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn đã chiếm 5 phút trong bữa tiệc, nếu bây giờ chiếm cả thời gian tiệc sinh nhật, chỉ sợ sẽ đả kích đến tâm linh của người ta. Vương Tử Quân là một người thanh niên thành khẩn chất phác, hắn tuyệt đối không cho phép mình cho ra những chuyện như vậy. Vì thế sau khi nói xong tất cả, khi hắn cảm thấy cá cắn câu thì kiên quyết nói lời cáo từ. Quan Lục Phát cũng xem như hiểu những cố kỵ của Vương Tử Quân, thế cho nên cũng không cưỡng cầu, chẳng qua khi bắt tay cáo từ thì cố gắng tăng thêm chút lực. Vương Tử Quân cũng ngầm hiểu hành động biểu hiện thái độ không một tiếng động của Quan Lục Phát, hắn cười khẽ gật đầu với đối phương. Hắn cùng Trì Kim Đồ rời khỏi khách sạn dưới tình huống mọi người cung kính tiễn chân. Khi đám người đi ra, đúng lúc gặp mặt Lữ Trinh Bình đang đứng ở cổng khách sạn. Khi thấy Lữ Trinh Bình thì hai mắt Vương Tử Quân khẽ híp lại, đám người đi ra tiễn chân lại mở lớn mắt ra, đặc biệt là những người quen biết với Lữ Trinh Bình, bọn họ càng trừng mắt há miệng. Lữ Trinh Bình thật sự không ngờ mình gặp phải tình huống này, hắn cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Chỉ khi ánh mắt hắn rơi lên nhóm người Quan Lục Phát, một cảm giác xấu chợt bùng phát trong lòng. Cũng đừng nên hiểu lầm, tôi thật sự không có ý nghĩ như vậy. Trong đầu Lữ Trinh Bình vang lên những âm thanh hò hét như thế, chẳng qua hắn chỉ dám nghĩ nhưng không thể nói ra khỏi miệng, dù sao thì chuyện này cũng không thể nào mở miệng nói cho rõ được. Chính mình, chút nữa mọi người cùng nhau vào cắt bánh ngọt. Quan Lục Phát có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói với Lữ Trinh Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lữ Trinh Bình chợt tái mặt, hắn biết rõ Quan Lục Phát nói như vậy là vì muốn tốt cho mình. Nhưng lời nói của Quan Lục Phát lại càng làm hắn khó chịu, hắn nhìn gương mặt giống như đã hiểu rõ vấn đề của mọi người, thế là những lời nói trong lòng căn bản là không thể nên lời. Ai bảo Lữ Trinh Bình hắn đi ra đây vào thời điểm không thích hợp và để cho người ta suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ Lữ Trinh Bình phải nói, chú Quan Lục Phát, thật ra cháu không có ý kia, cháu không phải đang định bỏ về. Giải thích như vậy còn không bằng không nói gì thì hay hơn. Vương Tử Quân đã nhìn ra biểu hiện lúng túng của Lữ Trinh Bình, hắn cười cười vươn tay nói với Lữ Trinh Bình. Tổng Giám Đốc Lữ, nếu Giám Đốc Quan đã thịnh tình như vậy, ngài cũng đừng nên từ chối. Hơn nữa hôm nay là tiệc vui sinh nhật, cũng mong ngài có thể vào chung vui với mọi người. Vương Tử Quân vừa nói vừa bắt tay Lữ Trinh Bình và khẽ nói một câu tạm biệt. Lữ Trinh Bình nhìn bộ dạng tiêu sái của Vương Tử Quân mà cảm thấy đau răng, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua hắn có đau cũng không nói nên lời, vì lúc này càng nói sẽ căn bản sẽ là càng bôi đen chính mình. Giám đốc Lữ, chúng ta vào ăn bánh kem thôi. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Quan Lục Phát chợt mở miệng nói với Lữ Trinh Bình. Đúng vậy, tiệc đã bắt đầu rồi, Tổng Giám Đốc Lữ cũng đừng nên làm cho Quan Tiểu Thư mất vui, chúng ta đi thôi. Lại có một người có quan hệ tốt tiến lên khẽ đẩy Lữ Trinh Bình, làm hắn không khỏi không đi vào khách sạn. Lữ Trinh Bình có chút thất thần, hắn bước vào bên trong dưới tình huống bị xô đẩy, khoảnh khắc khi hắn cất bước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chính mình bây giờ rơi vào hoàn cảnh gì thế này? Lữ Trinh Bình nhìn nụ cười của người bên cạnh, hắn chợt cảm thấy tình cảnh lúc này giống như khi còn nhỏ mình tranh chấp với các anh, trưởng bối trong nhà cũng có vẻ mặt và nụ cười như vậy. Xem ra Lữ Trinh Bình hắn cả đời anh minh nhưng lại bị phá hỏng trong phút chốc, hắn nghĩ đến tình huống mình sắp đối mặt, thế là tâm tình càng thêm ảm đạm. Khi Lữ Trinh Bình cảm thấy không có biện pháp gì hay, quyết định tiếp tục đi theo đám người vào tham gia tiệc sinh nhật thì điện thoại đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên xem. Lúc này trong lòng chợt sinh ra cảm giác muốn đập bỏ điện thoại. Cái điện thoại chết tiệt này sớm muộn không chịu đổ chuông, đến bây giờ mới chịu vang lên. Nếu như nó đổ chuông sớm hơn vài phút, như vậy mình sẽ không bị người ta hiểu lầm như lúc này. Tuy Lữ Trinh Bình không thoải mái nhưng sau khi nhìn dãy số gọi đến thì trầm giọng nói. Alo, tôi là Trinh Bình. Đầu đây bên kia chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Trinh Bình, rốt cuộc cậu đã phạm phải vấn đề gì? Vì sao tập đoàn Quân Thành quyết định hủy tất cả hợp tác với chúng ta? Tuy âm thanh kia không lớn nhưng truyền vào tai Lữ Trinh Bình giống như sấm sét. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ của mình là bố giao cho, nếu như hắn không làm tốt công tác, chỉ sợ tất cả sẽ rời khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng Lữ Trinh Bình căn bản không biết rõ mình phạm phải vấn đề gì, thậm chí những ngày qua còn không tiếp xúc với người của tập đoàn Quân Thành. Hắn cảm thấy cực kỳ uất ức, thế nên trầm ngâm giây lát rồi thành thật nói. Bố! Con thật sự không làm gì cả. Cậu nói không làm gì cả sao? Vậy thì tại sao tôi lại nhận được tin tức từ tập đoàn Quân Thành là cậu làm cho Tổng Giám Đốc Tần mất hứng, vì vậy nên cô ấy mới dừng hợp tác với tập đoàn Huyền Lục chúng ta? Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia căn bản không còn nổi giận như vừa rồi, lúc này càng thêm bình tĩnh, thế nhưng sự biến đổi như vậy càng làm cho Lữ Trinh Bình thấy phát lạnh. Lữ Trinh Bình là con tất nhiên hiểu rõ bố mình có tính cách thế nào. Bây giờ bố đã chuyển sang giọng điệu trầm thấp, rõ ràng mình không còn cơ hội biện luận, tất cả đã đổ lên đầu mình. Lữ Trinh Bình chợt cảm thấy một sự việc không liên quan lại đổ ập lên đầu mình, thế là hắn sinh ra cảm giác bức bối điên cuồng. Khi hắn chuẩn bị nói hai câu biện hộ cho mình, hắn chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Lý Mạc Chí vừa rồi. Lữ Trinh Bình nghĩ đến lời nói của Lý Mạc Chí, tất cả cảm giác tức giận đều tan biến, chỉ thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng Lý Mạc Chí nói đến phương diện dừng các hạng mục vừa đàm phán, bây giờ xem ra hắn nghĩ quá đơn giản rồi, người ta nói chính là dừng tất cả hợp tác với tập đoàn Huyền Lục. Giết địch 1.000 tổn thất 800. Đây là câu danh ngôn có thể ứng dụng trong quan trường và cả thương trường. Tuy tập đoàn Quân Thành dừng hợp tác sẽ mang đến tổn thất lớn cho tập đoàn Huyền Lục, thế nhưng lần này lại không có tổn thất gì quá lớn cho tập đoàn Quân Thành. Lữ Trinh Bình hắn đã đắc tội gì với người phụ nữ kia? Vì sao đối phương lại đối đãi với mình một cách điên cuồng như vậy? Bố, con thật sự không rõ vì sao, hai ngày qua con chưa từng gặp Tần Hồng Cẩm, cũng chưa từng có bất kỳ liên lạc nào với cô ấy cả. Lữ Trinh Bình giữ chặt điện thoại rồi nhanh chóng giải thích. Chương 690, áp xúc tinh hoa, ngừng tụ lực lượng. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, điều này càng làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy bị dày vò.
hắn thật sự muốn mở miệng hỏi, rốt cuộc như vậy là sao? Nhưng hắn không có cam đảm làm càn trước mặt bố mình như vậy. Cậu chờ đó cho tôi, 11 giờ tôi xe đến thành phố Nam Phương. Bố nổi giận làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy thật sự rất khó hiểu, hắn là một thành viên của gia tộc, hắn biết rõ bố mình chạy đến sẽ có ý nghĩa thế nào. Tình huống làm cho bố mình thất thố, hơn nữa quyết định tự mình chạy đến chỉ có hai khả năng, thứ nhất sự việc rất quan trọng, thứ hai là không tín nhiệm năng lực của mình. Lữ Trinh Bình nghĩ đến phương diện không tín nhiệm vào năng lực của mình mà cảm thấy lạnh cả người. Bây giờ là thời điểm phi thường, nếu như chuyện này chọc giận bố mình, như vậy tất cả lo toan trả giá của mình trong những năm qua sẽ mất sạch, bố sẽ ném tâm tư sang phía những người anh em khác của hắn. Tiếng nhạc náo nhiệt liên tục truyền ra ngoài, thế nhưng lúc này Lữ Trinh Bình căn bản không còn tâm tư quan tâm đến nó. Hắn cảm thấy rét run, hắn cố gắng suy xét xem mình đắc tội với đối phương ở điểm nào. Sao đối phương lại gây ra cho mình phiền toái lớn như vậy? Thế nhưng dù Lữ Trinh Bình có suy xét thế nào thì tất cả cũng chỉ là một mớ hỗn độn, không có bất kỳ kết quả nào. Những ngày qua hắn không đắc tội với ai, vì sao lại có kết quả như vậy? Tất nhiên đó là đã loại trừ Vương Tử Quân, vì người này thì có liên quan gì đến sự việc đang xảy ra chứ? Hai ngày này Hào Tử Động cũng cảm thấy rất nóng lòng, dù sao thì sau lưng hắn cũng có Lâm Trường Công, bí thư Lâm Trường Công rất chú ý đến chuyện này. Nếu hắn làm không xong, hắn có thể dùng Vương Tử Quân là tấm mộc cho mình, thế nhưng hắn lại căn bản khó vượt qua kiểm tra với bí thư Lâm Trường Công. Lâm Trường Công là một người rất gầy, hơn nữa còn đeo kính cận, nhìn qua không thấy giống bác sĩ thì cũng là một học giả. Năm xưa khi Lâm Trường Công đến thành phố Tam Hồ, khi đó Hào Tử Động căn bản không xem người này ra gì. Hào Tử Động tuy có biểu hiện phục tùng nhưng chẳng qua đó chỉ là tôn trọng theo lễ tiết. Loại lãnh đạo có hình tượng tràn đầy học vấn thường không quá trầm trọng và không có độ nặng, không giống như đám lãnh đạo to con lớn tiếng, tạo ra áp lực nặng nề. Nhưng ngay sau đó Hào Tử Động đã thấy được sự lợi hại của bí thư Lâm Trường Công. Sau 2 tháng nhận chức thì bí thư Lâm Trường Công căn bản không phát biểu ở hội nghị công khai hay bất kỳ chỗ nào khác, nhưng lần đó thành phố Tam Hồ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở khách sạn Tam Hồ. Hội nghị tổ chức lúc 9 giờ, trước khi tổ chức thì Lâm Trường Công cho nhân viên đóng cửa chính và điểm danh cán bộ đến tham gia. Kết quả là cho ra danh sách những người đến muộn, sau đó những người này đều phải đỏ mặt ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó khăn chính là Lâm Trường Công phát biểu bằng giọng điệu rất khí phách. Hội nghị quyết định tăng thêm một nội dung mới, đó là mời các vị lãnh đạo ở hàng đầu tiên tiến lên phát biểu ý nghĩ của mình ở phương diện xúc tiến phát triển kinh tế địa phương. Cán bộ không sợ phê bình, chỉ sợ bị người ta ép phải tiến lên làm rõ tâm tư của mình, hơn nữa lúc này bọn họ còn là những nhân viên đến trễ, thế nên dù là ai cũng cực kỳ xấu hổ. Chiêu thức này của bí thư Lâm Trường Công cực kỳ hiệu quả, nghe nói sau này tất cả hội nghị ở thành phố Tam Hồ nếu có sự tham gia của bí thư Lâm Trường Công, dù là thời gian địa điểm hay quy mô lớn nhỏ như thế nào, tất cả đều luôn ngay ngắn trật tự, các nhân viên đều đến trước nửa giờ. Điều này không khỏi làm cho người trong thể chế phải cảm thán. Không ngờ Lâm Trường Công gầy yếu thư sinh lại có thể phát ra năng lượng lớn như vậy. Vì thế có thể thấy câu nói áp xúc tinh hoa ngưng tụ lực lượng là đúng đắn thế nào. Sau này càng tiếp xúc nhiều thì Hào Tử Động càng cảm thấy Lâm Trường Công căn bản không phải là hạng người dễ nhai. Người này là điển hình nhân tài chính trị, trong mắt hắn chỉ có công tác mà không có gì khác. Trên quan trường thì có nhiều ý nghĩ khác nhau, có người xem làm quan như sự nghiệp, có kẻ xem như thủ đoạn. Có người xem như bậc thang, lại có một nhóm người xem làm quan như là một nghề nghiệp kiếm tiền. Có nhiều ý nghĩ thì tất nhiên sẽ có nhiều diễn viên, thế nhưng mặc kệ anh diễn kịch thế nào, Lâm Trường Công tôi ở chỗ này vẫn là một nhân vật không âm không dương không chính không tà. Hào Tử Động thấy rất ít người nhìn thấu Lâm Trường Công, cũng khó có người nào thật sự thấu hiểu Lâm Trường Công. Hà Tiến Trung là một người lăn lộn quan trường lâu năm, khi suy xét một vấn đề thì chú trọng câu nói hốt thuốc đúng bệnh, lại cực kỳ chú ý quy tắc trong quan trường. Lâm Trường Công thích gì? Tất nhiên lãnh đạo thích thủ hạ hiểu ý mình, làm ra thành tích để tạo nên bước đệm cho mình tiến lên. Nhưng phải làm sao mới lấy được hảo cảm của Lâm Trường Công? Hào Tử Động thật sự suy nghĩ rất nhiều về phương diện này, thế cho nên hắn thấy lần này mình đi theo Vương Tử Quân để đánh trận, chỉ cần chiến thắng quay về sẽ có thể nhận được phần thưởng, nhưng không ngờ bây giờ tất cả đã mắc kẹt. Khi đồng hồ chỉ qua con số 8 giờ. Đám người ngồi trong phòng của Hà Khởi Duệ chỉ biết hút thuốc mà trầm mặc không nói lời nào. Dù là Hà Khởi Duệ hay Hào Tử Động hay đám nhân viên phòng công thương đi theo, vẻ mặt ai cũng cực kỳ phức tạp, cũng dựa lưng ra phía sau ghế, khá mệt mỏi.
Thời gian dần trôi qua, đến 8 giờ rưỡi thì Hào Tử Động cuối cùng cũng không nhịn được, hắn mở miệng nói. Chủ tịch Hà, anh nói xem bây giờ Bí Thư Vương đã bắt đầu chưa? Có lẽ đã bắt đầu rồi. Hà Khởi Duệ cũng có chút không yên, thế nhưng lúc này hắn và Hào Tử Động chính là đầu tàu nơi đây, người khác có thể rối loạn nhưng hai người bọn họ thì không thể có biểu hiện quá khác thường được. Hào Tử Động khẽ gật đầu, hắn không nói thêm điều gì, thế là gian phòng chìm vào yên lặng. Đám người ngồi trong phòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hành động mạo hiểm lần này liệu có thành công hay không. Nếu như không thành công, sau đó bọn họ nên làm gì bây giờ? Dù bọn họ chỉ là lính, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được, thế nhưng bọn họ theo chân lãnh đạo đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư, nếu đi về không công với bộ dạng xám xịt, tuy trách nhiệm là của Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ cũng cực kỳ mất mặt. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Hào Tử Động và Hà Khởi Duệ càng thêm lo lắng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Hà Khởi Duệ bắt lấy điện thoại, hắn alo một tiếng, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Chủ tịch Hà, làm sao vậy? Chủ tịch Hà, ai gọi điện thoại vậy? Làm sao vậy? Là khách sạn gọi điện thoại, hỏi chúng ta có cần phục vụ gì không? Hà Khởi Duệ chợt đặt điện thoại xuống rồi cười khổ nói với Hào Tử Động. Vẻ mặt Hào Tử Động chợt có chút cổ quái, hắn là một người từng trải. Hắn tất nhiên biết rõ phục vụ là cái gì. Hắn nghĩ đến tình huống Hà Khởi Duệ vừa tiếp nhận điện thoại, thế là cảm thấy rất buồn cười, nhưng lúc này thật sự không thể cười nổi. Chủ tịch Hà, có cần gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Triệu hay không? 10 phút sau Hào Tử Động lại khẽ nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ tuy vẫn trầm tĩnh nhưng trong lòng thật sự rất không yên. Nếu Hào Tử Động gấp 1 thì Hà Khởi Duệ càng nôn nóng hơn gấp 2 lần. Hắn biết rõ sự việc hôm nay đối với hai thành phố Tam Hồ và Triệu Lô có thể không thành công, nhưng đối với Vương Tử Quân lại là chuyện lớn bằng trời. Nếu như sự việc không thành, không những cố gắng của Vương Tử Quân là uổng phí, chỉ sợ những thế lực đang ẩn giấu ở thành phố La Nam sẽ thừa thời cơ này để gây sóng gió. Tuy tất cả nhìn qua thì có vẻ rất tốt nhưng Hà Khởi Duệ là lãnh đạo lão thành ở thành phố La Nam, hắn biết rõ còn có rất nhiều thứ ở La Nam chưa bùng phát. Sở dĩ tất cả còn ở vào trạng thái bị áp chế là vì Bí Thư Vương làm ra được nhiều chuyện lớn, có uy tín. Nếu bây giờ Bí Thư Vương gặp tổn hại, đám người không cam lòng sẽ đứng dậy gây sóng gió. Gọi điện thoại cho Triệu Tranh Giáp. Hà Khởi Duệ có chút trầm ngâm, cuối cùng nói. Đừng gọi, Tổng Giám Đốc Triệu cũng không đi vào. Hào Tử Động có thể hiểu được tâm tư của Hà Khởi Duệ vào lúc này, cũng không quá chú ý đến lời từ chối của Hà Khởi Duệ. Hắn móc thuốc ra. Đầu tiên ném cho Hà Khởi Duệ một điếu, sau đó phân phát cho những người còn lại trong phòng. Hầu như chỉ sau chốc lát thì trong phòng có 7 ống khói, bầu không khí dần trở nên mù mịt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Hà Khởi Duệ đã hút được nửa điếu chợt đưa mắt nhìn, một viên cán bộ trẻ tuổi ở bên cạnh cửa nhanh chóng chạy đến kéo cửa ra. Chào ngài, các vị tiên sinh, lúc này ở lầu 6 có vài chương trình ca nhạc, nếu như các vị có thời gian thì có thể xuống dưới nghỉ ngơi thư giãn. Một nhân viên phục vụ mặc áo xanh nhìn vào đám người trong phòng, sau đó dùng giọng có chút dồn dập nói. Hắn đến đây vốn tặng vé ưu đãi, không ngờ lại gặp một đám đàn ông ngồi với nhau. Nếu không phải những người kia đều có bộ dạng hào hoa phong nhã, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng đây là một đám xã hội đen đang gặp mặt nhau. Biết rồi. Tên cán bộ trẻ tiếp nhận vé ưu đãi của tên nhân viên phục vụ, sau đó hắn khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại. Bầu không khí trong phòng lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều chuyển lên chiếc đồng hồ, khi những cây kim chỉ giờ dịch chuyển thì bọn họ cũng dần trở nên căng thẳng. Vì sao đến bây giờ còn chưa có tin tức gì? Dù đồng chí Tân luôn bảo trì vẻ bình thản cũng hít vào một hơi thuốc thật sâu. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, có thể nói là một người cực kỳ tin tưởng vào lãnh đạo của mình. Thế nhưng lúc này căn bản chưa nhận được cuộc điện thoại nào, không phải sự việc có biến cố gì đấy chứ. Đồng chí Tân thầm nghĩ đến khả năng có chuyện gì đó phát sinh. Thế nhưng lại mím chặt môi, căn bản không dám nói ra bất kỳ lời nào. Dù sao hắn cũng là thư ký chuyên trách của Vương Tử Quân, tuy hắn không có địa vị như Hà Khởi Duệ, thế nhưng hắn biết rõ thái độ của mình đôi khi cũng ảnh hưởng đến nhiều người. Điện thoại yên lặng nửa giờ, cuối cùng cũng đổ chuông. Khi Hà Khởi Duệ định đưa tay cầm lấy điện thoại, hắn mới chợt ý thức được đó là điện thoại di động của mình. Hà Khởi Duệ nhìn dãy số báo trên màn hình, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiếp nhận điện thoại. Đó là vợ gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì công tác quay về. Hắn mở miệng ứng phó hai câu rồi cúp điện thoại.
Khi Hà Khởi Duệ cúp điện thoại thì chuông lại vang lên, lần này đến lượt Hào Tử Động nghe máy. Alo, chào ngài. Một tiếng phổ thông có chút đông cứng từ bên kia truyền đến, Chủ tịch Hào nghe thấy âm thanh phổ thông như vậy thì giống như ý thức được điều gì đó, hắn trầm giọng nói. Cảm ơn, chúng tôi cũng không cần phục vụ. Hào Tử Động vừa nói vừa trực tiếp cúp điện thoại. Sau một thời gian có liên hệ với nhau, mối quan hệ giữa Hà Khởi Duệ và Hào Tử Động cũng tốt đẹp hẳn lên. Hai người bọn họ đều là phó chủ tịch thường vụ, thế cho nên những ngày qua cũng không quên trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nếu không phải rơi vào tình huống như lúc này, sợ rằng hai người Hà Khởi Duệ và Hào Tử Động đã nói đùa với nhau bằng vài câu nghiệp vụ, nhưng lúc này hai người bọn họ căn bản không có tâm tư mở miệng vui đùa. Hào Tử Động cũng giống như cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn, thế nên gương mặt càng căng cứng. Nhưng hắn còn chưa kịp giữ vững biểu hiện của mình, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Không phải đã nói với anh rồi sao, chúng tôi không cần phục vụ như vậy. Hào Tử Động cầm lấy điện thoại, hắn trầm giọng nói với người phụ nữ có giọng phổ thông đông cứng ở phía bên kia. Người ở đầu dây bên kia cũng không chờ Hào Tử Động nói cho xong, nàng dùng giọng cấp bách nói. Chào tiên sinh, chúng tôi không phải cung cấp dịch vụ. Tạm biệt. Chủ tịch Hào căn bản không có thời gian nói chuyện với những người thế này, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Khi hắn cúp điện thoại, chiếc điện thoại vẫn vang lên rất ngoan cố. Hào Tử Động cũng là một người có thực quyền ở thành phố Tam Hồ, trước nay lời nói cũng thật sự rất có độ nặng. Bây giờ hắn đứng trước mặt mọi người lại bị người ta gọi điện thoại quấy rầy, thế là tức giận đỏ mặt tía tai. Hà Khởi Duệ dùng ánh mắt mẫn cảm nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó Hào Tử Động nghe máy. Có chuyện gì vậy, tôi đã nói rồi, tôi không cần phục vụ. Chủ tịch Hào nói ra hai chữ phục vụ khá nặng nề. Nhưng hắn lại phải nhanh chóng hỏi ngược lại. Cô nói gì, các người là công ty gì? Tiên sinh, chúng tôi là người của công ty đầu tư Chính Thành Mậu, xin hỏi đây có phải là tổ kêu gọi đầu tư đường cao tốc Sơn La không? Người phụ nữ bên kia cũng xem như thở dài một hơi, nói thật thì nàng cũng rất oan, tuy nàng cũng cung cấp dịch vụ, thế nhưng ý nghĩa của nó cũng không rộng như của Chủ tịch Hào. Đúng đúng, đúng vậy. Hào Tử Động chợt nắm chặt lấy điện thoại. Hắn lớn tiếng nói với đầu dây bên kia. Xin hỏi bí thư Vương Tử Quân có phải là lãnh đạo của các anh không? Đầu dây bên kia dùng giọng có chút lo lắng nói. Hào Tử Động có chút trầm ngâm, hắn trầm giọng nói. Lãnh đạo của chúng tôi là bí thư Vương, xin hỏi chỉ có chuyện gì sao? Là thế này, giám đốc chúng tôi rất hứng thú với hạng mục đường cao tốc Sơn La, muốn cùng quý vị bàn chuyện hợp tác, thế nên anh ấy đặc biệt để cho tôi gọi điện thoại hỏi xem khi nào các vị có thời gian. Anh ấy sẽ đến thăm hỏi. Người phụ nữ với giọng phổ thông đông cứng ở phía bên kia chợt dùng giọng lưu loát nói. Chương 691, xua mây thấy trăng. Chủ tịch Hào lúc này thật sự sinh ra cảm giác lệ rơi đầy mặt, thật sự là quá tốt, xua mây đón ánh trăng. Hắn hầu như định nói các người cứ đến đây, lúc nào chúng tôi cũng có thời gian rảnh. Thế nhưng hắn là phó chủ tịch thường vụ thành phố, hắn tất nhiên phải có tư thái của mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Nếu các người đã có hứng thú, như vậy không bằng 9 giờ ngày mai gặp mặt. Được, tôi sẽ báo cáo cho giám đốc, ngày mai gặp lại. Người phụ nữ nói xong thì cúp điện thoại. Cuối cùng cũng có người đến bàn về hạng mục, gương mặt nghiêm túc như quân bài của Hào Tử Động cuối cùng cũng có chút hưng phấn. Khi hắn đang chuẩn bị há miệng cười lớn thông báo tin vui thì chợt nghe thấy điện thoại đổ chuông. Alo, chào anh. Tôi là người của công ty đầu tư xây dựng Thần Hồng, xin hỏi có phải đây là tổ kêu gọi đầu tư đường cao tốc Sơn La hay không? Một giọng phổ thông có chút đông cứng lại vang lên trong điện thoại, nhưng lúc này Chủ tịch Hào căn bản không còn tâm tư tắt điện thoại. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Vương Tử Quân chợt cảm thấy mình có hơi đau đầu, hắn dùng sức vuốt ve thái dương, sau đó mới cảm thấy tốt hơn một chút. Vương Tử Quân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mới cảm thấy khá hơn một chút, nhưng trong bụng vẫn có cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy trong bụng mình giống như vẫn còn cồn cào, thế là thầm cho ra quyết định, sau này tuyệt đối sẽ không đi theo Hào Tử Động uống vài ly nữa. Vì ăn mừng thắng lợi ngày hôm qua, sau khi quay về khách sạn thì Vương Tử Quân cùng Trì Kim Đồ đã bị đám người Hào Tử Động kéo đi ăn tiệc mừng chiến thắng. Vương Tử Quân yêu cầu mình mời khách, tất nhiên không ai khác dám lên tiếng, thế nhưng về phương diện rượu lại là của Hào Tử Động. Sau bữa tiệc thì Vương Tử Quân sinh ra cảm giác không biết trời đất. Hắn nghĩ đến gương mặt đỏ bừng bừng khi mời rượu của Hào Tử Động,
phản ứng đầu tiên của hắn chính là Hào Tử Động đang oán giận mình không cho đi đến khách sạn tham gia bữa tiệc sinh nhật kia, thế cho nên ôm tâm tính trả thù mình trên bàn tiệc. Tuy hôm qua uống say khướt nhưng Vương Tử Quân vẫn nhớ rất rõ ràng, tối qua có hơn 10 công ty đầu tư gọi điện thoại đến, trước khi bọn họ đi ăn tiệc còn có nhiều công ty phái người đến tận nơi hẹn ước thời gian gặp mặt. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh mình bị người ta đối xử lạnh nhạt trước đó mà sinh ra cảm giác hãnh diện. Nhưng vì hiệu suất công tác, Vương Tử Quân nắm chặt sự kiện này mà cho ra quy định, hôm nay sẽ không được thoải mái như vậy nữa. Hắn thu dọn vài thứ liên quan đến mình, sau đó rót trà, còn chưa kịp uống thì tiếng gõ cửa vang lên. Chí Tân, vào đi. Khi thấy người gõ cửa là đồng chí Tân, Vương Tử Quân mời đối phương vào, sau đó rót cho đồng chí Tân một ly trà. Đồng chí Tân tuy lớn hơn Vương Tử Quân gần 20 tuổi, thế nhưng lúc này tinh thần của hắn cực kỳ sảng khoái, trên mặt càng treo nụ cười sáng lạn. Sau khi tiếp nhận ly trà của Vương Tử Quân, hắn cười nói. Bí thư Vương, tối qua ngài không có chuyện gì đấy chứ? Không có gì. Vương Tử Quân vốn định nói vài lời quan tâm đến đồng chí Tân, thế nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua ý nghĩ này của mình. Đồng chí Tân ngày thường căn bản không uống rượu, thế nhưng hôm qua xem như bùng phát thần uy, vì vậy mà Hào Tử Động tự xưng là cao thủ rượu cấp quốc gia cũng phải ngã đổ. Lúc này đồng chí Tân lại có bộ dạng sảng khoái tinh thần, thật sự không có chút vấn đề. Sau khi đồng chí Tân nói vài câu với Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng. Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã thương lượng với Chủ tịch Hà, vì hôm nay có hẹn với nhiều người, nếu như tập trung tiếp đãi thì căn bản không những hao tổn thời gian, lại không có hiệu suất cao. Chúng tôi cảm thấy không bằng phân bọn họ ra làm vài nhóm, sau đó tiếp đãi riêng biệt, lại căn cứ vào điều kiện hợp tác của bọn họ để so sánh với nhau, hợp điều kiện sẽ được thông qua. Được, cứ thế mà làm, vậy thì chúng ta chia làm 4 tổ. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân khẽ gật đầu xưng vâng, sau khi thương lượng một vài chi tiết, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, lúc này đã bắt đầu ăn sáng, ngài nên đi ăn sớm một chút. Mọi người cùng đi. Vương Tử Quân cũng thật sự thấy đói bụng, hắn cũng không từ chối mà trầm giọng nói với đồng chí Tân. Hai người đi vào nhà hàng vừa vặn gặp mặt Trí Kim Đồ. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Trí Kim Đồ đứng lên nói. Bí thư Vương, mời ngài ngồi bên này. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối lời mời của Trí Kim Đồ, hắn ngồi xuống, chợt nghe Trí Kim Đồ dùng giọng cảm khái nói. Thật sự là năm tháng không buông tha con người, nếu như còn trẻ thì uống hai chai không là vấn đề, tối qua căn bản chỉ uống nửa bình đã ngủ không yên rồi. Được rồi, đợi khi nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ mời anh đến một nơi tốt hơn, chúng ta cùng uống vài ly chung vui. Vương Tử Quân vừa ăn bánh bao hấp vừa cười hì hì nói với Trí Kim Đồ. Trí Kim Đồ tuy mở miệng oán trách không thể uống được nhiều rượu, nhưng hắn là phó chủ tịch thường vụ, hắn nào ngại chuyện uống rượu. Quan trọng người mời là Vương Tử Quân, thế nên hắn nhanh chóng cười nói. Được rồi, tôi cũng không khách khí, đến khi đó phải đánh giá anh Hào cho thật tốt, để xem có thể uống được nhiều hay không. Hai người Vương Tử Quân và Trí Kim Đồ nói chuyện rất thoải mái, xem như bữa sáng hòa thuận vui vẻ. Hai người còn chưa kịp đi ra nhà hàng thì phó phòng công thương Cát Xương Khánh của thành phố La Nam đi đến nói. Bí thư Vương, chủ tịch Trì, có hai phái đoàn của công ty đầu tư đến rồi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, hắn phát hiện mới là 8 giờ thiếu 10, bây giờ đã có người đến, xem ra thành ý của bọn họ là rất lớn. Hắn khẽ gật đầu với Cát Xương Khánh, sau đó nói với Trì Kim Đồ. Chủ tịch Trì, anh ăn nhiều một chút, trưa nay rất bận rộn, cũng không biết khi nào sẽ làm xong. Trì Kim Đồ ăn 3 chén cháo rồi nói. Bí thư Vương, cạo đầu sớm thì mát mẻ sớm, ăn trưa muộn một chút sẽ ăn được nhiều hơn. Nhưng hai người Vương Tử Quân lại suy đoán không đúng thực tế, khi bọn họ đi đến phòng tiếp khách thuê từ đại sảnh khách sạn, vốn là hai phái đoàn công ty đã biến thành một gian phòng chật ních. Khi hai người Vương Tử Quân và Trí Kim Đồ đi đến thì đám người đang trò chuyện với nhau chợt đứng cả lên, một người đàn ông trung niên hơn 50 đứng ở bên cạnh cửa ra vào chợt cười nói với Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là Lê Phú Dương của công ty đầu tư Đại Phú. Những gì ngài phát biểu vào ngày hôm qua thật sự làm cho chúng tôi quay về mà không thể nào ngủ ngon giấc được. Người đàn ông trung niên này rõ ràng rất dễ gây hảo cảm cho người khác, hắn vừa lên tiếng đã làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ chân thành và khẩn thiết. Vương Tử Quân bắt tay với Lê Phú Dương, sau đó hắn cười nói. Tôi rất vui khi được gặp Giám đốc Lê, dù chúng ta có hợp tác với nhau hay không,
tôi cũng rất vinh hạnh được làm bạn với giám đốc Lê. Lê Phú Dương nhìn Vương Tử Quân với nụ cười tủm tỉm, trong lòng thật sự không dám coi thường. Hắn thật sự cảm thấy rất bội phục vị bí thư trẻ tuổi dám đứng trong bữa tiệc rượu mừng sinh nhật của quan tiểu thư để nói ra những lời kêu gọi đầu tư. Khi hai người nói chuyện với nhau thì có người đi đến, là một người đàn ông với mái tóc bạc, lão bắt tay với Vương Tử Quân rồi cười nói. Anh Lê, chúng ta đều đến nói chuyện làm ăn, anh cũng không thể cướp lấy bí thư Vương cho riêng mình được, phải cho tôi chút cơ hội chứ. Vương Tử Quân nghe được lời nói của người đàn ông này mà không khỏi cảm thấy có chút hương vị khác thường. Chẳng qua người đến đều là khách, dù đối phương có chút khác thường nhưng hắn cũng chỉ có thể đặt trong lòng mà thôi. Sau khi giới thiệu thì Vương Tử Quân xem như biết được vài phần về những người này. Sau khi thất bại với tập đoàn Huyền Lục, Triệu Tranh Giáp đã đưa cho Vương Tử Quân một phần danh sách những công ty đầu tư mình cần đến liên hệ. Những người này trên cơ bản đều là lãnh đạo các công ty mà những ngày trước bọn họ đến yêu cầu được gặp mặt. Tuy lúc đó Vương Tử Quân thật sự rất khó chịu trước thái độ và phản ứng của những người này, thế nhưng hắn là người phóng khoáng với ánh mắt nhìn xa, hắn cũng không so đo với bọn họ. Sau khi hàn huyên với đám lãnh đạo công ty nửa giờ, Vương Tử Quân chuẩn bị công tác đàm phán với bọn họ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân đang nói chuyện vui vẻ với nhóm người Lê Phú Dương, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Đồng chí Tân ở phía sau lưng càng nhanh chóng đi ra phía cửa. Mở cửa thì thấy một nhân viên công tác của phòng công thương. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua viên nhân viên công tác, thầm nghĩ anh hạ của phòng công thương đúng là có ý đồ phá hoại, vì sao lại lỗ mãng phái nhân viên đến như vậy. Sau khi quay về nhất định phải nói rõ với anh ấy mới được. Nếu như là một thư ký bình thường thì sẽ không dám nghĩ đến những điều này, nhưng đồng chí Tân là ai? Hắn là một người cực kỳ có tư cách, đã từng là chủ tịch huyện, bây giờ hắn là thư ký cho bí thư Vương Tử Quân. Còn là chủ nhiệm văn phòng thị ủy, thật sự không thể nói đùa. Bí thư Vương, tổng giám đốc tập đoàn Chính Ngân đến. Tên nhân viên công tác khẽ gật đầu với đồng chí Tân, sau đó trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân đang đứng giữa đám người. Chính Ngân chính là một trong hai tập đoàn đầu tư lớn nhất thành phố Nam Phương, gần đây bọn họ đều chờ người đến thăm hỏi, nhưng bây giờ bọn họ không những đến khách sạn của Vương Tử Quân, thậm chí người đến còn là Quan Lục Phát, là người sáng lập tập đoàn. Vương Tử Quân cũng không ngờ Quan Lục Phát lại nể tình như vậy, hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Ngày hôm qua tôi mượn bảo địa của Tổng Giám Đốc Quan, ngày hôm nay người A lại đến thăm, dù thế nào cũng phải nghênh đón cho tốt. Các vị chờ tôi một lát, tôi đi rồi sẽ quay lại. Đồng chí Tân nghe lời nói thoát thân của Vương Tử Quân mà không khỏi bội phục, Bí Thư Vương nói ra một câu có vẻ như vui đùa, dù là những người cực kỳ chú ý cũng không thể nói gì hơn. Dù sao thì ngày hôm qua Bí Thư Vương cũng đã mượn sinh nhật của Quan Tiểu Thư nói vài lời, bây giờ đi ra nghênh đón Tổng Giám Đốc Quan cũng là phù hợp, không ai có thể nói được gì. Tôi cũng xem như là người quen của Tổng Giám Đốc Quan, anh ấy đã đến đây, nếu như không đi ra nghênh đón, chỉ sợ sẽ thất lễ. Lê Phú Dương có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói. Lãnh đạo của công ty đầu tư phần lớn đều là hạng người lắm tiền nhiều của, mắt nhìn càng cao. Tuy Quan Lục Phát là một người nổi tiếng giới đầu tư thành phố Nam Phương, thế nhưng còn chưa đến mức để Lê Phú Dương phải đi ra nghênh đón. Lúc này Lê Phú Dương tỏ thái độ như vậy, rõ ràng đang lo lắng Bí Thư Vương sẽ tiếp xúc riêng với Quan Lục Phát. Chúng ta cùng đi, chúng tôi cũng ngại Tổng Giám Đốc Quan mất hứng. Đám người nơi đây cũng không ngốc, chỉ sau nháy mắt đã hiểu suy tính của Lê Phú Dương. Kết quả là người nào cũng đứng lên đi theo Vương Tử Quân đi ra ngoài phòng khách. Vương Tử Quân nhìn đám người hùng hậu đi theo mình, trong lòng tuy vui vẻ nhưng cũng có áp lực. Tuy những người này đều rất nhiệt tình đầu tư, thế nhưng hắn biết rõ không ai trong số này la đèn cạn dầu. Nếu mình muốn vì ba thành phố mà tìm được lợi nhuận tốt nhất, sợ rằng không thể không phải vượt qua đàm phán khó khăn gian khổ. Nhưng những thứ này chỉ là chuyện buồn phiền nho nhỏ, khi gặp mặt Quan Lục Phát thì có một sự việc khác càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nhức đầu, hắn chợt nghe vị quan tiểu thư ở bên cạnh Quan Lục Phát nói. Bí Thư Vương, tối qua ngài mượn của tôi 5 phút, không biết hôm nay có trả nợ hay không? Tuy Vương Tử Quân là người xem như tu luyện thành công, hắn sống lại không những da mặt dày hơn, còn nắm chắc nhiều phương diện khác. Thế nhưng lúc này hắn đối mặt với thế tấn công hung hãn của quan tiểu thư, hắn thật sự cảm thấy khó thể chịu được. Điều này, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Quan Lục Phát, hắn thấy vị tổng giám đốc kia mỉm cười nhìn mình, cũng không tỏ ra xin lỗi vì lời nói không chút cố kỵ của con gái với mình. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó mới nói.
Thiếu nợ trả tiền luôn là chuyện đương nhiên, nhưng dù thế nào cũng phải chờ tôi làm xong công tác, sau đó sẽ tiến hành bồi thường cho quan tiểu thư. Hôm nay quan tiểu thư mặc váy trắng nhìn thật sự quyến rũ động lòng người. Nàng chớp mắt nhìn Vương Tử Quân nói. Nếu Bí Thư Vương đã nói như vậy, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người Vương Tử Quân và quan tiểu thư nói chuyện rất ung dung bình tĩnh, thế nhưng dù là ai cũng có thể thấy rõ ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Đám người cảm thấy mất vui vì con gái quan gia lên tiếng chiếm tiện nghi, thế nhưng lại bội phục vì ý chí đối mặt với cái đẹp mà không chút lay động của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, lần này tôi đến chính là muốn cùng với quý thành phố bàn về việc xây dựng đường cao tốc Sơn La, tập đoàn chính ngân chúng tôi thật sự rất coi trọng hạng mục này. Quan Lục Phát tươi cười nói lớn. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân cũng rất sáng lạn, hắn nói. Ba thành phố chúng tôi nhiệt chào đón các thương nhân đầu tư ở khắp nơi, nếu giám đốc quan đã có ý, vậy xin mời đến phòng họp thương thảo. Quan Lục Phát cũng không từ chối, lão bước vào bên trong phòng họp. Tuy rất nhiều người đến sớm hơn, nhưng lúc này đối mặt với đoàn người hùng hậu của tập đoàn chính ngân, dù bọn họ không phục cũng phải thành thật đi ra sau lưng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị thảo luận, đúng lúc này nhân viên công tác của phòng công thương nhanh chóng chạy đến, nhưng lúc này hắn cũng không gõ cửa, vì cánh cửa này đang mở. Bí Thư Vương, Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình của tập đoàn Huyền Lục đến. Một lời báo cáo của nhân viên phòng công thương làm cho đám người nơi đây ngây cả người, vì bọn họ nghĩ thế nào cũng căn bản cho rằng tập đoàn Huyền Lục sẽ không thể nào dây dưa với sự kiện này. Dù rất nhiều người cảm thấy hạng mục đường cao tốc Sơn La là quả trứng vàng, nhưng đối với tập đoàn Huyền Lục thì bọn họ cũng không cần một quả trứng như vậy. Hơn nữa đám người tập đoàn Huyền Lục hoàn toàn có thể dựa theo phương thức của thành phố La Nam để đầu tư vào những thành phố khác. Quan Lục Phát tự mình đến đây thì xem như chủ yếu là xuất phát từ sức thu hút của Bí Thư Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Lữ Trinh Bình của tập đoàn Huyền Lục đã từng gây chuyện với Bí Thư Vương cũng đến. Nghe nói đêm qua Lữ Trinh Bình tuy phẩy tay áo bỏ đi, thế nhưng thực tế lại đứng ngoài cổng nửa giờ để chờ Bí Thư Vương. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi dùng giọng quái dị nói. À, tôi cũng có nghe nói về chuyện này, xem ra đây là sự thật, nếu không với sự kiêu ngạo của Tổng Giám đốc Lữ, sao có thể đến đây vào lúc này? Một người đàn ông khác chợt khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân cũng không nghe những lời nghị luận vang lên khắp bốn phía, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi đang tiếp khách, thế này nhé, anh nói Tổng Giám đốc Lữ chờ một chút. Lữ Trinh Bình ngồi trong phòng khách, ánh mắt rơi lên chiếc đồng hồ treo tường. Chờ một chút, hắn thật sự không ngờ mình đến nơi này lại nhận được một câu nói như vậy của Vương Tử Quân. Lữ Trinh Bình là một người thuộc đại gia tộc kinh doanh đầu tư, hắn tuy không cảm thấy mình là người hào quang vạn trượng, thế nhưng hắn đi đến đâu cũng được người ta nịnh bợ. Lúc này hắn cảm thấy mình đi đến đây, Bí Thư Vương kia chắc chắn phải rộng lượng một chút, sẽ đến gặp mình với nụ cười trên môi. Nhưng sau khi tên cán bộ thanh niên nho nhã lễ độ đưa mình đến phòng khách, sau đó lại rót cho một ly trà, cuối cùng Lữ Trinh Bình mới hiểu thì ra Bí Thư Vương kia cũng không phải là một người hay nói hay cười như vậy. Người ta bận rộn nhiều việc nên không thể đi ra ngay được, nếu như anh không có thời gian chờ đợi, anh hoàn toàn có thể bỏ đi. Tuy có rất nhiều công ty đầu tư coi trọng tập đoàn Huyền Lục, thế nhưng Lữ Trinh Bình cũng hiểu đám người kia vừa coi trọng vừa có tâm tư muốn vượt mặt. Chỉ cần có hạng mục đầu tư, sẽ không phải không có công ty muốn vượt mặt tập đoàn Huyền Lục. Bây giờ có một cơ hội kiếm tiền, tất nhiên đám người kia sẽ không bao giờ vì chính mình mà bỏ qua. Chính Lữ Trinh Bình rơi vào hoàn cảnh này, biết đâu bố hắn ra mặt thì có thể cứu vãn được. Hắn nghĩ đến bố mình, trong lòng càng thêm lạnh lẽo vài phần. Lửa giận bùng lên trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tán. Lữ Trinh Bình nghĩ đến những lời nói của bố mình trước khi đến đây mà cảm thấy khó chịu, thế nhưng dù hắn không thoải mái thì cũng phải ngồi chờ chủ nhân nơi đây ra tiếp đón. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Câu nói này rất đúng với tình cảnh của Lữ Trinh Bình vào lúc này, thế nhưng hắn lại không ngờ Hà Đông và Hà Tây lại đến nhanh như vậy, làm cho hắn căn bản là không kịp chuẩn bị. Khi bố Lữ Trinh Bình đến, hắn xem như biết rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và tập đoàn Quân Thành, mà sau đó tất cả cũng xem như đã quá rõ ràng. Hắn nghĩ đến gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng thầm hối hận, thầm nghĩ anh đã có quan hệ, cần gì phải lên núi vàng xin cơm, đặc biệt chạy đến chỗ tôi kêu gọi đầu tư, tìm trăm phương ngàn kế trêu chọc tôi. Anh không phải đang đùa giỡn với tôi, xem tôi là con khỉ sao? Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Lữ Trinh Bình nghe thấy vậy thì trong lòng có chút cảm giác vui vẻ, dù sao thì hắn cũng xem như đợi một giờ, bây giờ được gặp chủ nhân thì quá tốt rồi.
nhưng người đi vào phòng vẫn là viên cán bộ trẻ tuổi kia, người này lễ phép châm đầy ly trà cho Lữ Trinh Bình, sau đó hắn cười nói. Tổng Giám đốc Lữ, Bí Thư Vương của chúng tôi hôm nay bận rộn rất nhiều việc, nếu như ngài không có việc gì gấp, không bằng để khi khác rồi đến cũng được. Lời nói của tên cán bộ thanh niên làm cho Lữ Trinh Bình cảm thấy thật sự rất khó chịu, nhưng hắn vẫn mỉm cười. Không có vấn đề gì, hôm nay tôi cũng không có việc gì, thế cho nên có thể ở lại chờ Bí Thư Vương. Được rồi, nếu Tổng Giám đốc Lữ có gì cần thì cứ nói với tôi. Tên cán bộ trẻ tuổi nhìn thoáng qua Lữ Trinh Bình, sau đó khẽ nói. Lữ Trinh Bình miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó mới nói. Cảm ơn cậu. Lữ Trinh Bình nói đến đây thì thấy tên cán bộ thanh niên chuẩn bị lui ra ngoài, hắn vội vàng nói. Này cậu, nếu chút nữa Bí Thư Vương có thời gian rảnh, mong cậu nói cho anh ấy một tiếng, nói rằng tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp mặt anh ấy. Tôi sẽ tuyệt đối không để cho cậu phải làm không công, chỗ này của tôi có. Khi Lữ Trinh Bình chuẩn bị mở cặp của mình lấy ra vài vật phẩm thì tên cán bộ trẻ tuổi trầm giọng nói. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Lữ, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ nhất định truyền đạt lời nói của ngài. Khi tên cán bộ trẻ tuổi bỏ đi thì trong phòng lại khôi phục bầu không khí bình tĩnh, Lữ Trinh Bình lấy ra một điếu thuốc rồi khẽ châm lửa. Trong đầu không khỏi nghĩ đến những gì xảy ra trước đó khi Vương Tử Quân đến gặp mình. Khi đó Vương Tử Quân đến tìm gặp mặt Lữ Trinh Bình, tất nhiên Vương Tử Quân là người phải chờ đợi, nhưng bây giờ Lữ Trinh Bình lại là người phải rơi vào hoàn cảnh chờ đợi mòn mỏi. Tuy tình huống giống nhau nhưng Lữ Trinh Bình lại hiểu có nhiều phương diện khác biệt. Ví dụ như khi Vương Tử Quân chờ mình, lúc đó Lữ Trinh Bình có lý do này lý do kia để bắt Vương Tử Quân phải chờ, nhưng Bí Thư Vương căn bản không kiếm cớ, vẫn tiếp tục ở lại chờ đợi. Lữ Trinh Bình nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân chờ đợi đến cùng, thế là không khỏi tỏ ra bội phục vị bí thư trẻ tuổi kia. Hắn thầm nghĩ, chỉ căn cứ vào khí thế và lòng kiên nhẫn như vậy cũng xem như mạnh hơn mình bao nhiêu lần rồi. Kim đồng hồ liên tục xoay tròn thế nhưng người Lữ Trinh Bình đang chờ mãi vẫn chưa thấy đến. Hắn đã chờ đợi khá lâu, lúc này thật sự khó thể bình tĩnh, hắn nhìn kim đồng hồ, trong lòng rất nôn nóng. Nhưng Lữ Trinh Bình nôn nóng có tác dụng gì sao? Hắn càng nôn nóng thì sẽ càng khó chịu mà thôi. Khi Lữ Trinh Bình có ý nghĩ bỏ đi, đúng lúc này tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền vào. Tuy hắn không nghe rõ người ta đang nói đến những thứ gì, thế nhưng hắn vẫn hiếu kỳ đi ra ngoài cửa đưa mắt nhìn. Tổng Giám đốc Quan, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vương Tử Quân bắt tay Quan Lục Phát rồi khẽ cười nói. Gương mặt mập mạp của Quan Lục Phát cũng treo nụ cười, lão vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa cười nói. Bí Thư Vương, tôi thật sự rất đồng ý với phương án liên hợp các công ty làm đường cao tốc, tôi tin tưởng hợp tác lần này nhất định sẽ là hai bên cùng có lợi. Lữ Trinh Bình nhìn thấy hai người Vương Tử Quân và Quan Lục Phát, hắn có chút do dự, sau đó nhanh chóng bước ra. Lúc này hắn thật sự mất kiên nhẫn, nếu như Vương Tử Quân tiễn chân Quan Lục Phát và không quay lại, như vậy sẽ là thua lỗ lớn với hắn. Chương 692, bàn chân sắt qua cửa ải hiểm yếu. Bí Thư Vương, chú Quan. Lữ Trinh Bình đi từ phòng khách ra ngoài, hắn trầm giọng nói với hai người Vương Tử Quân và Quan Lục Phát. Lúc này ngoài hành lang cũng có không ít người, sau khi nghe được âm thanh của Lữ Trinh Bình thì đám người đều tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ Lữ công tử cao ngạo lại có thể cho ra những hành vi như vậy. Nhưng Lữ Trinh Bình cũng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc kia, hắn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó cung kính nói. Bí Thư Vương, tôi lần này đến là theo lệnh của bố, muốn mời Bí Thư Vương dùng một bữa cơm. Theo lệnh bố đến mời Bí Thư Vương một bữa cơm. Câu nói vừa ra khỏi miệng Lữ Trinh Bình đã lập tức làm cho Quan Lục Phát và đám người chung quanh phải sợ hãi. Tuy Quan Lục Phát ở phương diện đầu tư còn kém tập đoàn Huyền Lục một chút, nhưng nếu nói về thực lực, lão thật sự kém xa Tổng Giám đốc Lữ. Không ngờ lúc này Tổng Giám đốc Lữ lại hạ thấp tư thái, cho con trai là Lữ Trinh Bình tự mình đến mời Vương Tử Quân dùng cơm, những tin tức ẩn giấu bên trong không khỏi làm cho người ta nghĩ lại. Vương Tử Quân nhìn Lữ Trinh Bình dùng hai tay đưa thiếp mời, thế là không khỏi trầm ngâm một lát rồi dùng giọng lễ phép nói. Tôi thật sự rất kính trọng Lữ tiên sinh. Nhưng hai ngày nay thật sự rất bận rộn, trên tay còn có nhiều việc cần xử lý, chỉ có thể tạ ơn ý tốt của Lữ tiên sinh mà thôi. Mong anh chuyển cáo cho Tổng Giám đốc Lữ, nếu như khi nào Tổng Giám đốc Lữ có rảnh đến thành phố La Nam, tôi nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Vương Tử Quân nói rất khách khí, thế nhưng trong lời nói khách khí lại có vài phần nhàn nhạt như xa như gần.
Lữ Trinh Bình nhìn gương mặt giống như không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, gương mặt hắn chợt đỏ chợt trắng. Lữ Trinh Bình không ngờ Vương Tử Quân lại không nể tình như vậy, thế là trong lòng thầm run rẩy. Hắn há miệng định nói không sao, thế nhưng trong lòng căm tức không chỗ nào phát tiết, gương mặt trở nên đen nhẻm giống như đáy nồi. Vương Tử Quân nhìn đám người quan lục phát đi vào thang máy, cũng không đi theo. Khi cửa thang máy đóng lại, Vương Tử Quân mỉm cười bình thản với Lữ Trinh Bình, sau đó đi về phía phòng khách đang còn rất nhiều người chờ mình. Lúc này Lữ Trinh Bình thật sự là tiến thối lưỡng nan, trong tay còn cầm lấy tấm thiệp mời rất đẹp. Hắn lúc này cũng không có quá nhiều tâm tư chú ý đến những người đứng chung quanh, trong lòng thật sự rất đau, rất phiền muộn, gương mặt ngây ngốc. Trong đầu Lữ Trinh Bình chợt xuất hiện một câu nói. Đừng quá coi trọng chính mình. Reng reng reng. Trên chiếc nồi tinh xảo, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang bắt lấy chiếc chuông nhỏ ở bên cạnh, bàn tay tuy rất nhỏ thế nhưng lại đưa ra với khí thế rất mạnh. Khi bàn tay nhỏ sắp với được chiếc chuông, đột nhiên chiếc chuông bị kéo lên. Tuy biên độ rất nhỏ, chỉ kéo lên một đốt ngón tay nhưng lại làm cho bàn tay nhỏ bé rơi vào khoảng không. Thế nhưng đứa bé rõ ràng rất cố chấp, nó thấy quả chuông di chuyển thì cũng hếch người lên, cố gắng vung tay bắt lấy. Bàn tay lại đến gần, chậm rãi đến gần. Khi sắp giữ được cái chuông, nhưng ngay sau đó cái chuông lại dịch ra vài phần, thế là bàn tay nhỏ bé lại rơi vào khoảng không. Bàn tay nhỏ bé kia tuy rất cố gắng, thế nhưng thật sự khó thể nào đạt được khoảng cách còn thiếu kia. Trong phòng chợt vang lên tiếng cười. Bảo bối, mau đến đây đi, đến bắt lấy nó đi. Đứa bé sau nhiều lần thất bại thì không chịu nổi nữa, nó chợt mở miệng khóc lớn. Khi thấy đứa bé khóc thì người lớn cũng không muốn trêu chọc nữa, thế là nhanh chóng đưa quả chuông ảo trong tay đứa bé. Lúc này người lớn lại ôm đứa bé từ trong xe nôi ra, mở miệng nói. Bảo bối ngoan, đừng khóc nhé, mẹ chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, không phải trêu chọc con, đừng khóc nữa nhé. Nhưng lúc này tất cả đã chậm, sứ giả chính nghĩa đã giá lâm, Tần Hồng Cẩm mặc một bộ trang phục công sở đẩy cửa ra dùng ánh mắt không thể nhịn được nhìn Y Phong, sau đó không khỏi mở miệng quở trách. Ôi, Y Phong, sao chị lúc nào cũng làm cho bé khóc thế này? Em cảnh cáo chị, nếu chị còn làm cho Đậu Đậu nhà ta khóc nữa, cẩn thận em cướp luôn quyền nuôi dưỡng Đậu Đậu. Đến lúc đó chỉ sợ người khóc không phải là Đậu Đậu, mà là mẹ của Đậu Đậu mới đúng. Tần Hồng Cẩm vừa quở trách Y Phong vừa ôm tiểu Đậu Đậu vào lòng, khẽ vỗ lên người cô bé, tư thế và biểu hiện của nàng thật sự giống như đang phê bình một người bảo mẫu không làm tốt công việc. Tiểu Đậu Đậu vốn đang khóc lớn, bây giờ chợt vùi đầu vào lòng Tần Hồng Cẩm giống như tìm được mẹ của mình vậy. Người không biết còn tưởng rằng mình là mẹ kế ấy chứ. Y Phong nhìn tiểu Đậu Đậu ở trong lòng Tần Hồng Cẩm, thế là có chút không tình nguyện, dùng giọng cả giận nói. Tần Hồng Cẩm chợt trừng mắt nhìn Y Phong. Trẻ nhỏ cần được nuông chiều một chút, sao chị cứ mãi chọc bé khóc như vậy? Chị nói xem, chị lớn như vậy còn dành một món đồ chơi với con, có ai như chị đâu chứ? Đây không phải là em đang giáo dục nó sao? Đang dạy nó một đạo lý, làm việc gì cũng cần phải có biến đổi. Y Phong bị Tần Hồng Cẩm mắng một chập thì khẽ mở miệng giải thích cho mình, thế nhưng lời giải thích của nàng căn bản là không quá thuyết phục. Tần Hồng Cẩm vừa đi quanh phòng vỗ về cô bé vừa hát một bài thiếu nhi, một lát sau đã làm cho đứa bé vui tươi hớn hở. Y Phong nhìn thấy Tần Hồng Cẩm thích con nít như vậy thì cười nói. Chị, anh ấy cũng đã đến đây rồi. Hay là chị cũng muốn một đứa bé đi? Hừ, chị nói thì dễ lắm, thế nhưng chỉ có một mình em cũng không làm được. Tuy hai người đã quá thân thuộc với nhau, thế nhưng lúc này Tần Hồng Cẩm nói ra một câu như vậy mà không khỏi đỏ cả mặt. Y Phong cười lớn không cần quan tâm đến hình tượng. Chị, tất nhiên đây không phải là việc riêng của chị rồi, đây phải là hai bên ăn nhịp với nhau. Em hỏi chị nhé, có phải chị đã cố gắng mà bên kia không chịu cố gắng không? Ha ha! Chị đúng là, sao có thể nói ra những lời như vậy? Được rồi, cũng không nói nhiều nữa, hôm nay em phải ra ngoài tham gia hội nghị, em đề tỉnh với chị một câu, không được ức hiếp tiểu Đậu Đậu, đừng làm cho bé khóc, nếu không em sẽ không bỏ qua cho chị. Tần Hồng Cẩm cũng không tham chiến, nàng nghiêm trang dặn dò Y Phong, sau đó tâm tư lại chuyển sang phương diện công tác. Y Phong khẽ gật đầu, sau đó nàng nhận lấy tiểu Đậu Đậu trong lòng Tần Hồng Cẩm, nàng cười nói. Em biết rồi, đảm bảo sẽ làm tốt vai trò của mình. Y Phong nói đến đây thì dùng giọng lơ đãng hỏi một câu. Chị, lần này công tác kêu gọi đầu tư của anh ấy như thế nào rồi?
Dù Y Phong hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Tần Hồng Cẩm tất nhiên phải có chút ăn ý như vậy, nàng cười cười nói. Hôm nay em cũng vừa nghe nói mà thôi, tối hôm qua Bí Thư Vương dũng cảm xông vào tiệc rượu sinh nhật của Quan Tiểu Thư, đứng lên phát biểu kêu gọi đầu tư, thật sự làm cho người ta phải chú ý. Quan Tiểu Thư chú ý rồi sao? Y Phong thật sự có chút ghen tuông theo thói quen. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng của Y Phong, nàng cố ý trêu chọc. Ôi, những năm gần đây có nhiều người đi lưu tình khắp nơi. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt đỏ bừng của Y Phong rồi nói tiếp. Nhưng Bí Thư Vương cuối cùng cũng là người trong quan trường, vì cố kỵ thân phận của mình mà không có lá gan trêu hoa ghẹo nguyệt. Y Phong biết mình bị Tần Hồng Cẩm trêu đùa, thế là nàng chợt đưa tay véo lên mặt Tần Hồng Cẩm, lại cười xấu xa nói. Em lại cho rằng anh ấy vì chú tâm hút mật trên cánh hoa xinh đẹp này nên không còn sức lực nào đối phó với kẻ khác nữa rồi. Chị đúng là, thật sự ba ngày không đánh thì không chịu chừa. Chị cứ chờ đó mà xem, để xem em đối phó với chị như thế nào. Tuy Tần Hồng Cẩm nói như vậy nhưng chỉ ra vẻ dương nanh múa vuốt với Y Phong đang ôm tiểu đậu đậu mà thôi, cũng không ra tay. Khi hai người đang đùa giỡn với nhau, một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi đi vào, nàng cầm trong tay một chiếc điện thoại màu trắng. Tổng Giám đốc Tần, là điện thoại của Giám đốc Triệu. Tần Hồng Cẩm tiếp nhận điện thoại từ trong tay của người phụ nữ trung niên, sau đó nàng giống như biến thành một người khác. Người phụ nữ vừa rồi còn vui vẻ trêu đùa với Y Phong bây giờ đã biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ phong vân thương trường. Chào Giám đốc Triệu, tôi là Tần Hồng Cẩm. Giọng điệu của Tần Hồng Cẩm thật sự rất có xu hướng chức nghiệp hóa, thế nhưng lúc này với địa vị của tập đoàn Quân Thành ở thành phố Nam Phương, có ai dám lạnh nhạt với nàng. Giám đốc Triệu căn bản rất khách khí với Tần Hồng Cẩm, hắn ân cần thăm hỏi vài câu, sau đó mới nói. Tổng Giám đốc Tần, tôi thật sự hướng về phía chị xin cầu viện, lúc này tôi thật sự rất hối hận. Trước đó nghe được lời của chị, tôi đã nhanh chóng chạy đi, muốn xử lý tất cả mọi việc. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, mất đi cơ hội, thật sự là nhanh tay cũng như chậm. Tần Hồng Cẩm biết rõ Tổng Giám đốc Triệu đang bóp cổ tay thở dài vì vấn đề gì, thế nhưng nàng vẫn không mở miệng. Nàng là một người lăn lộn thương trường nhiều năm, nàng đã là một thương nhân trưởng thành. Nàng sẽ tuyệt đối không bao giờ cho ra biểu cảm đối với những chuyện nhỏ nhặt. Bất đắc dĩ lắm tôi mới cầu viện Giám đốc Tần, mong chị khơi thông một chút. Nếu chị đã có quen biết với Bí Thư Vương của thành phố La Nam, chị xem có thể chào hỏi Bí Thư Vương một tiếng được không? Suy xét cho công ty chúng tôi một chút, cho dù không thể cho chúng tôi nắm bắt tất cả hạng mục, thế nhưng ít nhất cũng phải có được một phần chứ. Vị Giám đốc Triệu này có thể nhờ Tần Hồng Cẩm nói vài lời với Vương Tử Quân. Tất nhiên hai bên phải có quan hệ rất tốt. Sau khi nghe những lời cầu khẩn của Giám đốc Triệu, nàng thật sự cảm khái thủ đoạn của Vương Tử Quân, hơn nữa còn có chút kiêu ngạo, người đàn ông của nàng thật sự là thủ đoạn cao siêu. Tần Hồng Cẩm khẽ cười nói. Giám đốc Triệu, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển lời của ngài cho Bí Thư Vương. Nhưng những chuyện thế này chắc chắn phải có trình tự, thành công hay không thì tôi cũng không thể mạnh miệng với ngài, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ha ha ha. Giám đốc Tần, chỉ cần chị đồng ý nói một tiếng với Bí Thư Vương bên kia, tôi đây cực kỳ cảm kích, cảm ơn Giám đốc Tần. Giám đốc Triệu nói, giọng điệu rất vui vẻ, xem như sự việc đã thành công rồi vậy. Tần Hồng Cẩm cúp điện thoại mà sinh ra ý nghĩ ai oán, thầm nghĩ mình có phải đang gây thêm phiền phức cho Vương Tử Quân không? Khi Tần Hồng Cẩm đang suy nghĩ miên man bất định thì chuông điện thoại chợt vang lên. Gọi điện thoại đến cũng chính là người hôm qua đã nhờ vả Tần Hồng Cẩm. Ý tứ của người ta cũng giống như Giám đốc Triệu vừa rồi, cũng nhờ mình hỗ trợ để được đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La. Thật sự là nợ tháng 6 đến nhanh, lúc này chỉ sau một đêm đã trở nên như vậy, có phải là quá nhanh không? Tần Hồng Cẩm thầm nghĩ như vậy, thế nhưng nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sáng sớm Tần Hồng Cẩm đi vào trong công ty, số người chào hỏi với nàng chợt tăng tiến, điều này không khỏi làm cho nàng sinh ra cảm giác nghi hoặc. Nhưng lúc này nàng rất vui vẻ. Nàng cũng không chú ý đến những điều này, chỉ cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Giám đốc Tần. Lý Mạc Chí đi vào phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm, hắn nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Tần Hồng Cẩm khẽ gật đầu cho Lý Mạc Chí ngồi xuống. Sau đó Lý Mạc Chí nói. Giám đốc Tần, vừa rồi tập đoàn Huyền Lục gọi điện thoại đến, nói là vi vọng chúng ta có thể đàm phán, có thể giải quyết tranh chấp giữa hai nhà. Tuy bọn họ không nói rõ. Thế nhưng nghe ý của bọn họ thì thấy giống như đang nhượng bộ, muốn công ty chúng ta giúp đỡ. Nhượng bộ. Khóe miệng Tần Hồng Cẩm chợt nhếch lên,
nàng hiểu tập đoàn Huyền Lục cho ra phương án như vậy là đại biểu cho cái gì, nhưng dù sao cũng còn có nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Lý Mạc Chí nhìn gương mặt thờ ơ không chút biểu cảm của Tần Hồng Cẩm, hắn thầm nghĩ, thật sự không biết bạn học cũ của mình đắc tội gì với Tần Hồng Cẩm. Vị giám đốc Tần này là người cực kỳ trí tuệ, vì sao bây giờ cứ mãi cắn chặt không buông? Nhưng nhận ủy thác của người thì phải làm việc cho người, Lý Mạc Chí trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Giám đốc, tổng giám đốc của tập đoàn Huyền Lục bên kia đã chạy đến đây, bọn họ muốn bàn chuyện hợp tác với chị, muốn hỏi xem khi nào chị có thời gian, bọn họ sẽ đích thân đến gặp mặt. Tần Hồng Cẩm cũng không cảm thấy ngạc nhiên với tình huống Lữ lão gia tử chạy đến, thế lực của tập đoàn Quân Thành thật sự không thể không làm cho tập đoàn Huyền Lục phải chú ý. Tuy nàng có hảo cảm với tổng giám đốc Lữ, thế nhưng đã ra tay thì tuyệt đối không rút về. Phải cho một số người một bài học, để cho bọn họ biết có một số việc không nên tham gia, có một vài người không thể động vào. Trong phòng họp khối chính quyền tỉnh, lúc này các vị bí thư và chủ tịch trong tỉnh đều tập hợp lại. Vì lãnh đạo tỉnh còn chưa đến, thế cho nên các vị bí thư và chủ tịch đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Đám người này là những nhân vật lãnh đạo đứng đầu địa phương, thế cho nên đi đến đâu cũng phải bảo trì phong thái của mình. Nhưng đám người nơi đây lại cùng cấp bậc và địa vị, ai cũng cao như nhau, cũng không cần cố gắng giữ kẽ như ở bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đến đây đều căn bản không khác gì nhau. Chủ tịch Lý, sao lần này anh lại đến đây một mình thế này? Chủ tịch Quan Quả Đống của thành phố Sơn Viên cười nói với Lý Quý Niên. Quan Quả Đống trước kia từng công tác ở La Nam, nhưng khi đó còn chưa gọi là thành phố La Nam, mà chỉ là khu La Nam, Quan Quả Đống là phó chuyên viên thường vụ, Lý Quý Niên là phó chuyên viên mà thôi. Tuy khi đó quan hệ giữa hai người cũng không quá tốt nhưng bây giờ ngồi nơi đây dù sao cũng là người quen, cũng phải tỏ ra thân mật. Lý Quý Niên cười nói. Bí thư Vương của thành phố La Nam chúng tôi đã đi kêu gọi đầu tư rồi. Đi kêu gọi đầu tư, là hạng mục cả tỷ, Bí thư Vương còn trẻ, anh ấy bảo trì tinh thần phấn chấn, cố gắng đổi mới, có gan đấu tranh, thật sự làm cho người ta phục sát đất. Chỉ là tôi có chút lo lắng, tuy anh ấy có niềm tin mãnh liệt, nhưng nhà đầu tư sẽ tình nguyện đến sao? Đừng nói là cuối cùng úp mặt nóng lên mông lạnh, thậm chí còn rơi vào kết quả cạo sạch đầu nhưng vẫn nóng. Quan Quả Đống cũng không phải không hoàn toàn biết gì về công tác kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân. Hắn đưa tay sờ đầu rồi nói với Lý Quý Niên. Chương 693, ngày hôm nay cất bước từ đầu. Những ngày gần đây Lý Quý Niên nằm lật qua lật lại mà không ngủ được, hắn đành phải cố gắng nằm dáng trên giường một lúc lâu, vất vả lắm mới có thể nằm ngủ, nhưng sau đó lại rơi vào một giấc mơ khó hiểu. Hắn thấy mình đang bò lên một ngọn núi đá, ngọn núi nhìn có vẻ không lớn, thế nhưng hắn bò một bước lại tụt hai bước, tất cả cố gắng căn bản chỉ là vô dụng. Sau khi tỉnh ngủ thì Lý Quý Niên ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, có nên đi tìm người giải mộng hay không? Vì sao một giấc mơ như vậy cứ liên tục xuất hiện? Lý Quý Niên tuy cảm thấy có chút không trông chờ vào tình huống ra ngoài kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn cần phải nhất trí đối ngoại với bí thư thị ủy. Vì thế tuy trong lòng đồng ý nhưng lại dùng giọng hàm hồ suy đoán nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng. Loại chuyện này ai mà biết được? Quan Quả Đống là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ông bạn già của mình đang nghĩ gì, thế là trong lòng bùng lên cảm giác đồng tình, cũng xem như là đồng bệnh tương liên. Quan Quả Đống là chủ tịch thành phố Sơn Viên có thể nói là cực kỳ có cảnh tượng, dù sao cũng là chủ tịch thành phố là tỉnh thành, nếu so sánh với các vị bí thư thị ủy bình thường khác cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa trên quan trường chú trọng tình huống người nào ở gần ban công thì đón ánh trăng trước tiên. Thế cho nên vị thế của hắn căn bản là mạnh mẽ và có sức cạnh tranh hơn đám bí thư thị ủy ở địa phương là núi cao xa hoàng đế. Nhưng thế gian này cũng phải nhìn vào phương diện biện chứng, đừng nghĩ người ta bừng bừng hào quang mà tưởng rằng quá sung sướng, thật ra Quan Quả Đống lại sinh ra cảm giác của một người làm vợ bé. Dựa theo lệ cũ thì bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên sẽ kiêm cả thường ủy thị ủy. Tuy chỉ là kiêm nhiệm, nhưng vị trí thường ủy thị ủy như vậy lại có thể ép chết một chủ tịch thành phố ở bên cạnh. Chưa nói những thứ khác, ví dụ như hôm nay, Quan Quả Đống hắn chỉ có thể đi theo các vị bí thư và chủ tịch thành phố khác ở dưới đài nghe báo cáo, còn bí thư thị ủy Sơn Viên, thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam La Nhân Huy lại có thể công khai ngồi trên đài chủ tịch. Trong mắt Quan Quả Đống thì Lý Quý Niên căn bản không có gì mạnh mẽ hơn mình, người này cũng không phải hạng người cường thế. Bây giờ Lý Quý Niên gặp phải một bí thư thị ủy mạnh mẽ như Vương Tử Quân, không phải biến thành quả hồng để thích bóp sao thì bóp à. Hi hi. Việc là do người làm, chưa nói đến những thứ khác,
chỉ cần sự việc thành công, chính anh cũng có công lao lớn. Lời nói của quan quả đống làm cho Lý Quý Niên vội vàng khoát tay cười nói. Thật sự không dám, tôi chỉ căn bản không muốn liên lụy đến mình là được, cái gì mà công lao hay không, cũng không cần đổ lên người tôi. Thật sự là đồng chí chịu khổ ở phía phước, đồng chí ở phía sau hưởng thụ. Anh Lý, anh nói xem nếu hai chúng ta có thể tiếp tục nhập gánh công tác với nhau vài năm, như vậy có phải tốt không? Quảng Đông vỗ vỗ vai Lý Quý Niên, hắn chợt bừng bừng cảm khái. Những lời này Lý Quý Niên sẽ không cho là thật, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng không cho là thật. Nhưng Lý Quý Niên cũng vẫn cười tươi nói. Anh Quan, nếu như anh có thể tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy, tôi sẽ làm chủ tịch nhập gánh với anh. Hai người nói chuyện với nhau, cả hai đều nở nụ cười. Đúng rồi anh Quan, anh là cận thần ở bên cạnh thiên tử, biết rõ hôm nay họp bàn với nội dung gì không? Hội nghị kinh tế toàn tỉnh mỗi tháng không phải còn 10 ngày nữa mới đến sao? Lý Quý Niên cảm thấy quan hệ giữa mình và quan quả đống đã kéo lại khá gần, thế nên hắn cười tủm tỉm hỏi quan quả đống. Quan quả đống cười nói. Anh xem như hỏi đúng người rồi, nếu là người khác hỏi thì tôi sẽ không nói, nhưng là anh hỏi, cũng không thể so với người khác. Lý Quý Niên cũng không thúc giục, hắn dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn quan quả đống, hắn biết nếu như đối phương muốn nói thì căn bản không cần thúc giục làm gì. Hôm nay tổ chức hội nghị kinh tế toàn tỉnh cũng là vì nói về hội nghị xúc ai tần thương mại, nghe nói lần này có đại nhân vật ở tuyến trên tham gia hội nghị. Vì vậy trong tỉnh yêu cầu từng thành phố phải xây dựng một khu triển lãm 1.000 m². Một khu triển lãm 1.000 m², Lý Quý Niên thật sự không ngờ có chuyện này. Hắn là chủ tịch thành phố lâu năm, hắn không có tiến bộ gì khác, thế nhưng phương diện tính toán lại căn bản là không tệ. Sau khi cẩn thận tính toán thì Lý Quý Niên chợt trừng mắt. Nếu như muốn mở một khu vực triển lãm như vậy thì ít nhất cũng mất 500-600 ngàn. Nếu đối với một xí nghiệp thì không có vấn đề, như vậy biết đâu sẽ sáng tạo kỳ tích cho doanh nghiệp, nhưng thành phố La Nam thì căn bản sẽ không có lợi ích gì trong vụ này. La Nam vốn là một thành phố không phát đạt, kinh tế yếu kém, dù là đi triển lãm cũng không có thu hoạch gì. Nếu bây giờ bỏ 500-600 ngàn để đầu tư khu triển lãm, đây rõ ràng là làm khốn khó tình hình tài chính của thành phố La Nam. Nhưng đây là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, Lý Quý Niên căn bản không dám phản đối. Hắn chỉ thở dài một hơi nói. Ôi, 500-600 ngàn cũng không đủ, xem ra sau này cần phải nắm chặt túi tiền một chút. Hừ hừ, Quý Niên, anh cảm thấy 500-600 ngàn thì có thể nắm bắt được sao? Thật sự là quá coi thường tài nghệ của thành phố Đông Bộ, nghe nói đã có bản vẽ, ít nhất phải bỏ ra 2 triệu mới được. 2 triệu, không thể nào. Lý Quý Niên có chút run rẩy. Tuy trong tay hắn cũng không thiếu tiền, thế nhưng đột nhiên ném ra 2 triệu, điều này là cho hắn cực kỳ không nỡ. Sao lại không? Tôi nói cho anh biết, hội nghị lần này có tiêu chuẩn rất cao, nói đơn giản thì đó là cao cấp, yêu cầu tố chất. Quan quả đống vỗ vai Lý Quý Niên rồi nói. Anh Lý, đây chính là quyết định của lãnh đạo tỉnh, anh dù gì cũng phải cắn răng chịu đựng. 2 triệu tất nhiên sẽ không làm khó Lý Quý Niên, nhưng nếu bỏ ra 2 triệu chủ yếu để chống đỡ mặt mũi, như thế sẽ làm cho người ta cực kỳ mất vui. Khi Lý Quý Niên đang cảm thấy không thoải mái thì phòng họp chậm rãi trở nên yên tĩnh, Chủ tịch tỉnh Sơn Nam Thạch Kiên Quân, Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn cùng cất bước về phía đài Chủ tịch. Thạch Kiên Quân là một người cực kỳ có thủ đoạn, dù hắn đánh nhiều trận không một tiếng động và luôn thất bại trong tay Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn cũng xem như tạo dựng được uy tín của mình trong tỉnh Sơn Nam. Hội nghị kinh tế chính là một trong những phương diện làm cho bí thư và chủ tịch thành phố lo lắng. Thế nhưng đây là một hội nghị thường kỳ, thế cho nên trình tự hội nghị và số người tham gia cũng đã được quy định rõ ràng. Lần này cũng không ngoại lệ, đầu tiên là Phó Chủ tịch Thường vụ công bố tình huống kinh tế trong tháng, sau đó là Chủ tịch Thạch Kiên Quân đứng lên phát biểu. Giọng điệu trầm bổng của Trương Đông Viễn liên tục vang lên trong phòng họp, một loạt con số được lão nói ra. Tuy những con số kia rất đông cứng, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ lo lắng. Con số này đại biểu cho cái gì? Nó chính là thành tích của anh trong thời gian qua, đại biểu cho sự phát triển của thành phố các anh, cho sự khác biệt của anh với các thành phố lân cận. Càng đại biểu cho vị trí bí thư và chủ tịch của các anh có xứng đáng hay không. Thành phố La Nam tiến cửa hạng mục trên chục triệu, tăng trưởng hơn tháng trước 3%, tài chính thu vào. Ai sắp xếp trước ai, ai được đọc tên trước ai đã coi như là một thói quen, nhưng Lý Quý Niên nghe vào tai mà vẫn cảm thấy có chút hương vị không phải. Khi giọng nói của Trương Đông Viễn vang lên, hắn cúi đầu, cũng không phải là vì xấu hổ,
chỉ là sợ ánh mắt sáng rực của chủ tịch Thạch Kiên Quân. Tút tút tút, chuông điện thoại trong túi áo Lý Quý Niên chợt vang lên, hắn đang sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng có phản ứng, hắn cũng không thèm nhìn số điện thoại, trực tiếp tắt máy. Tuy phản ứng của Lý Quý Niên là rất nhanh nhưng vẫn bị Thạch Kiên Quân nhìn đến, hắn nhìn ánh mắt rừng rực lửa của chủ tịch Thạch Kiên Quân, tâm tình thật sự càng thêm không yên. Mình làm sao vậy, sao quên không tắt điện thoại? Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống nói chuyện với quan quả đống, thế là thầm nghĩ mình chủ quan, thật sự quá chủ quan. Chủ tịch Lý, anh có nên nói vài lời không nhỉ? Có phải cảm thấy vinh quang vì tiến cử một hạng mục trên chục triệu không? Giọng điệu của Thạch Kiên Quân rất trầm thấp, nhưng âm thanh của hắn không khỏi làm cho Lý Quý Niên cảm thấy áp lực trên người mình càng thêm trầm trọng. Làm sao, hắn làm sao dám nói? Nhưng lúc này Lý Quý Niên cũng không dám phản bác, hắn suy xét một chút rồi đứng lên, chuẩn bị tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo. Hội nghị kinh tế chính là phê bình kẻ làm kém, khen ngợi tiên tiến. Trước kia lãnh đạo phê bình ai đều có nghệ thuật, bình thường là các thành phố tụt hậu phía sau, cũng không đến lượt thành phố La Nam. Thế nhưng khốn nổi điện thoại của Lý Quý Niên lại vang lên đúng lúc này, hơn nữa hội nghị cấm mở điện thoại, đây chính là lệnh cấm của Chủ tịch Thạch vào tháng trước. Vẫn mở điện thoại trong lúc Chủ tịch Thạch chuẩn bị đứng lên phát biểu, đây không phải là anh đang khiêu chiến tính nhẫn nại của lãnh đạo sao? Anh không phải có ý kiến với Chủ tịch Thạch sao? Vậy thì anh cứ đứng đó mà làm bia ngắm cho lãnh đạo đi là vừa. Lý Quý Niên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua bốn phía, thế nhưng hắn chợt phát hiện căn bản không có ai đứng lên nói tốt cho mình. Tuy cũng có những người tỏ ra đồng tình, thế nhưng phần lớn lại là nén bi thương. Lãnh đạo nổi giận trước nay đều là anh chết tôi không chết, người ta cũng không có tình cảm gì với Lý Quý Niên, vì sao lại phải đứng lên nói giúp chứ? Chủ tịch Lý, GDP tháng này của La Nam là bao nhiêu, một tháng có được mấy hạng mục? Tốc độ tăng trưởng của các anh là bao nhiêu? Âm thanh của Thạch Kiên Quân càng lúc càng trầm thấp, nhưng từng câu từng chữ như những nhát dao chém vào tim Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên cảm thấy rất nhớ Vương Tử Quân, thầm nghĩ biết thế này thì chính mình đi theo kêu gọi đầu tư với Vương Tử Quân. Dù ra ngoài kêu gọi đầu tư chưa nhất định thành công, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn tình huống ở lại đây bị Thạch Kiên Quân mắng chửi như cháu nội làm sai việc. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Lý Quý Niên lại thành thật đứng yên mà không nói câu nào. Hắn biết rõ lúc này mình phải làm bao cát cho Thạch Kiên Quân đánh đập, đợi đến khi Chủ tịch Thạch đánh chán thì mình xem như được giải phóng. Tăng trưởng 3%, anh không cảm thấy ngại sao? Tôi nghe mà cũng cảm thấy đỏ mặt. Thành phố La Nam các anh có điều kiện không thuận lợi, nhưng từng thành phố đều có điều kiện khách quan. Tôi thấy vấn đề chủ yếu chính là tư tưởng của đám cán bộ thành phố La Nam các anh. Rõ ràng là cố gắng làm hòa thượng một ngày thì gõ mõ một ngày. Các anh như vậy sao có thể thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển? Sao có thể dẫn dắt 5 triệu quần chúng thành phố La Nam làm giàu? Tút tút tút. Âm thanh tin nhắn lại vang lên trong tai Lý Quý Niên, hắn nghe thấy âm thanh này mà hận không thể vung tay đập nát điện thoại. Nhưng hắn thật sự không dám, nơi đây chính là phòng họp của khối chính quyền tỉnh, không phải phòng họp ở thành phố La Nam, nếu như hắn đập điện thoại, chỉ sợ Thạch Kiên Quân sẽ ném hắn vào trong khối mặt trận Tổ quốc hoặc Hội đồng Nhân dân để nghỉ hưu non. Thạch Kiên Quân giống như không nghe được âm thanh tin nhắn của Lý Quý Niên. Sau khi mắng Lý Quý Niên một lượt, Chủ tịch Thạch trầm giọng nói. Tháng này tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sơn Nam là rất tốt, đặc biệt là thành phố Đông Bộ và An Dịch, càng phát huy tác dụng là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh. Nhưng nếu những con số của tỉnh Sơn Nam lấy ra so sánh thì vẫn kém các tỉnh anh em, nếu như chúng ta muốn bảo trì danh dự của tỉnh Sơn Nam, chúng ta cần phải chú trọng phát triển kinh tế ở khắp các thành phố trong tỉnh, mọi nơi cần phải quyết tâm lớn, phải toàn tâm toàn ý phục vụ xây dựng phát triển kinh tế. Thạch Kiên Quân dùng giọng trầm thấp lên tiếng. Thế là phòng họp chợt lặng ngắt như tờ. Lý Quý Niên nghe lời cổ vũ của Chủ tịch Thạch, hắn cũng không cảm thấy phấn chấn. Lãnh đạo nói như vậy cũng không phải đang cổ vũ hắn, rõ ràng đang nói với những thành phố phát triển kinh tế. Trong lúc Thạch Kiên Quân phát biểu, Lý Quý Niên nhìn không được nhìn thoáng qua điện thoại. Hắn thầm nghĩ thằng khốn nào gọi điện thoại cho mình vào lúc này, sau khi quay về phải cho nó một bài học nhớ đời. Lý Quý Niên mở điện thoại ra thì đập vào mắt hắn là một cái tin nhắn. Bên trong viết, Chủ tịch, Bí thư Vương vừa đại biểu cho 3 thành phố chúng ta ký kết hợp đồng với 7 xí nghiệp đầu tư, theo đó thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và quản lý đường cao tốc Sơn La, đầu tư 1.300.000.000. Tin nhắn rất ngắn, hơn nữa biên tập cũng vội vàng, nhưng nội dung của tin nhắn không khỏi làm cho Lý Quý Niên cảm thấy rung động. Thành công, con bà nó Vương Tử Quân chạy ra ngoài kêu gọi đầu tư,
không ngờ lại có thể tìm về một số tiền lớn như vậy. 1.300.000.000, Lý Quý Niên không thể ngờ Vương Tử Quân có thể thành công vang dội như vậy. Chủ tịch Thạch, tôi muốn các đồng chí cục thống kê hoạch định lại tăng tương ơ GDP của thành phố chúng tôi, vì thành phố chúng tôi có một hạng mục chưa được tính. Khi Lý Quý Niên đang cực kỳ kinh ngạc thì có người lên tiếng. Âm thanh này không những làm cho Lý Quý Niên ngây cả người, dù là Thạch Kiên Quân đang ngồi trên đài cũng phải giật mình nhìn xuống bên dưới. Nhưng khi thấy người lên tiếng là Bí thư Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ, trên mặt hắn nhanh chóng nở nụ cười. Lâm Trường Công là ai? Đây là một vị bí thư thị ủy cực kỳ có tư cách trong tỉnh Sơn Nam, chỉ một năm nữa người này sẽ lui ra phía sau, thế cho nên chỉ cần không quá liên quan, Thạch Kiên Quân sẽ rất nể mặt người này. Đồng chí Trường Công yêu cầu hoạch định lại, xem ra hạng mục này là không nhỏ. Tốt, hôm nay còn chưa phải là ngày cuối cùng của tháng, sẽ cho xem xét lại. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì cười nói. Hơn nữa nếu muốn hoạch định phải là hạng mục đã được ký kết hợp đồng, những hạng mục khác sẽ không tính. Vài câu nói của Thạch Kiên Quân làm cho bầu không khí trong phòng họp chợt bình tĩnh trở lại, nhưng sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Trường Công. Đám người này đều tỏ ra hiếu kỳ, rốt cuộc là hạng mục gì làm cho Lâm Trường Công kích động như vậy? Lâm Trường Công cười ha hả nói. Chủ tịch Thạch, nếu như là hạng mục bình thường thì tôi cũng không dám lên tiếng, chủ yếu là hạng mục này quá quan trọng với chúng tôi cũng muốn nhanh chóng báo cáo cho ngài một tin tức. Lâm Trường Công cũng không hổ danh là bí thư lão thành, hắn nói hai câu đã ném đến cho chủ tịch Thạch Kiên Quân một thể diện không nhỏ. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân càng thêm hòa ái, hắn nhìn bốn phía rồi nói. Cục trưởng Thẩm, anh đến đây một chút, nếu bí thư Lâm đã nói như vậy, thế thì anh nhanh chóng làm công tác tính toán cho tôi. Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Sơn Nam là Thẩm Dịch Thông, người này tên là Dịch Thông nhưng tính cách khá bướng bỉnh. Lúc này nghe thấy chủ tịch tỉnh phân phó, tất nhiên sẽ gật đầu không nói gì, chỉ cầm một trang giấy đi đến trước đài chủ tịch nói. Bí thư Lâm, anh có hạng mục gì cần gia tăng thì cứ nói với tôi sẽ tính ngay cho anh. Chủ tịch Thạch, vừa rồi tôi nhận được tin tức từ phó chủ tịch thường vụ truyền về từ thành phố Nam Phương, hạng mục đường cao tốc Sơn La do Bí thư Vương thúc đẩy bây cùng tập đoàn Chính Ngân một trong 7 công ty lớn khác ký hiệp ước đầu tư. 7 công ty kia sẽ đầu tư vào 1.300.000.000 cùng 3 thành phố chúng tôi thành lập công ty quản lý đường cao tốc Sơn La, cùng nhau xây dựng đường cao tốc Sơn La. Lâm Trường Công gần đây nói chuyện không quá lớn, nhưng lúc này hắn cố gắng lớn tiếng nói về phía chủ tịch Thạch Kiên Quân. Dù không có micro khuếch đại âm thanh, thế nhưng tin tức làm cho đám người xung quanh phải chấn động lại liên tục vang vọng trong phòng. Thật sự có người đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La, hơn nữa ra tay đã là 1.300.000.000. Tin tức này thật sự làm cho đám người ngồi trong phòng họp cảm thấy cực kỳ rúng động. Đặc biệt là con số 1.300.000.000 càng làm cho người ta phải hít vào một luồng khí lạnh. Rất nhiều thành phố trong tỉnh Sơn Nam mỗi năm thu hút được vài trăm triệu đầu tư đã xem như cực kỳ vinh dự, bây giờ Vương Tử Quân lại khác, một con đường cao tốc lại thu về số tiền đầu tư lớn như vậy. 1.300.000.000, dù là chia đều cho 3 thành phố, như vậy cũng là một con số cực kỳ lớn với thành phố La Nam. Hơn nữa xây dựng đường cao tốc Sơn La không những cung cấp điều kiện giao thông tiện lợi cho 3 thành phố La Nam, Sơn Nam, Triệu Lô, càng làm cho sức cạnh tranh của 3 thành phố được đề cao. Rất nhiều người nhìn ánh mắt đắc ý của Bí thư Lâm Trường Công mà không khỏi cảm thấy hâm mộ, lại có người thầm nghĩ, hừ, anh kiêu ngạo cái gì? Ai mà chẳng biết anh không phải là người chạy hạng mục này, đây là hạng mục do Vương Tử Quân cố sức kêu gọi, một mình Bí thư Vương gánh chịu. Anh lần này vì đường cao tốc có đi qua Tam Hồ nên mới nhặt được một tiện nghi lớn mà thôi. Nếu so sánh với những người khác thì chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân càng cảm thấy bất ngờ, tuy hắn cũng biết Vương Tử Quân đang chạy đường cao tốc, thế nhưng hắn căn bản không xem nói ra gì. Đường cao tốc dù thế nào cũng phải dựa vào tỉnh, dựa vào ngân hàng, dù tỉnh đã bật đèn xanh với 3 thành phố nhưng Thạch Kiên Quân cảm thấy sự việc này chỉ làm cho Vương Tử Quân đầu rơi máu chảy mà thôi. Nhưng mới hơn nửa tháng thì hạng mục đã thành công. Hơn nữa còn kéo một khoản đầu tư 1.300.000.000, điều này làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy bay bổng. Khi báo cáo hạng mục làm đường cao tốc Sơn La, tuy Vương Tử Quân là người có công lao rất lớn, thế nhưng Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, là người đứng đầu khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, ai dám nói hắn không làm gì cả. Dù báo cáo với tuyến trên, đây cũng xem như là một thành tích của ghi lại cho lãnh đạo tỉnh. Dù sao thì 3 thành phố kia đều thuộc tỉnh Sơn Nam, đều nằm dưới sự quản lý của chủ tịch Thạch. Hơn nữa tầm quan trọng của đường cao tốc là quá rõ ràng, xây dựng đường cao tốc cũng chính là một mục tiêu của tỉnh Sơn Nam. Bí thư Lâm,
tin tức này có thể xác định không? Thạch Kiên Quân cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn, hắn trầm giọng hỏi Lâm Trường Công. Hắn là chủ tịch tỉnh, hắn cần phải bảo trì sự cẩn trọng ở vài sự kiện, tuy trong lòng đã thừa nhận kết quả này. Chủ tịch, có thể xác nhận rõ ràng. Trả lời không phải là bí thư Lâm Trường Công, chính là bí thư thị ủy Triệu Lô Sở Cẩm Thu. Bí thư Sở Cẩm Thu cũng nhận được tin nhắn của phó chủ tịch thường vụ Trì Kim Đồ, nhưng hắn là người lý lịch mỏng, còn có không gian được đề bạt tiến lên, thế nên hắn có chút do dự và không dám mạo hiểm đứng lên cắt lời lãnh đạo tỉnh. Nhưng khi Sở Cẩm Thu thấy Lâm Trường Công phản ứng với chủ tịch Thạch Kiên Quân, hắn chợt có chút hối hận. Nếu nói người có tư cách báo cáo nhất vào lúc này chính là Vương Tử Quân, nhưng bí thư Vương đang ở thành phố Nam Phương, vì vậy người kế tiếp nên báo cáo phải là Sở Cẩm Thu mình, dù sao người bắt cầu dắt mối đến thành phố Nam Phương cũng là thành phố Triệu Lô. Nhưng thời cơ mất đi sẽ không quay lại, lúc này chủ tịch Thạch lên tiếng hỏi, nếu Sở Cẩm Thu không chịu nắm bắt cơ hội thì sẽ là kẻ ngốc. Thế cho nên hắn cũng không chút do dự mà đứng lên nói. Sở Cẩm Thu lên tiếng cũng căn bản không chú ý đến tình huống cách đó không xa chính là chủ tịch Lý Quý Niên vừa rồi bị chủ tịch Thạch lớn tiếng phê bình, chủ tịch Lý Quý Niên cũng có động tác đứng lên, thế nhưng không biết có phải bị ám ảnh bởi tình huống bị phê bình quá mức mạnh mẽ vào lúc vừa rồi hay không, vì vậy chủ tịch Lý chỉ đứng lên một nửa rồi lại ngồi xuống ghế. Thực tế Lý Quý Niên dù chỉ là chủ tịch thành phố nhưng lại là người có quyền lên tiếng cao nhất ở phương diện này, dù sao hắn cũng là lãnh đạo khối chính quyền thành phố La Nam. Nhưng đáng tiếc hắn lại bị hai vị bí thư kia quên lãng. Khi Sở Cẩm Thu chứng thật thông tin, ngay cả Thạch Kiên Quân cũng có chút mất bình tĩnh, hắn nhìn về phía Sở Cẩm Thu và Lâm Trường Công rồi liên tục gật đầu. Tốt, tin tức này rất tốt. Lúc này Cục trưởng Thẩm đã buông bút nói. Chủ tịch Thạch, hạng mục này do ba thành phố liên hợp khai phá, như vậy mỗi nhà sẽ chiếm bao nhiêu? Đầu óc Thạch Kiên Quân rất tỉnh táo. Tuy hắn rất vui nhưng cũng không đến mức bị ảnh hưởng mà quên đi tình huống hiện tại. Sau khi nghe câu hỏi nghi vấn của Thẩm Dịch Thông, hắn nhìn về phía Sở Cẩm Thu và Lâm Trường Công rồi nói. Những chuyện này anh hỏi bọn họ là được. Khi Chủ tịch Thạch chỉ tay xuống thì Chủ tịch Lý Quý Niên thật sự đã ngồi không yên. Tuy Lý Quý Niên và Vương Tử Quân không hợp nhau, nhưng vinh dự quá lớn như thế này, hắn không tranh thủ thì sao còn là Chủ tịch thành phố được. Hơn nữa vừa rồi đã bị mắng. Bây giờ là lúc hắn tìm chút công lao cho mình. Chương 694, việc không thể không làm, lời không thể nói bậy. Chủ tịch Thạch, nếu như là ba thành phố liên hợp với nhau, như vậy tôi cảm thấy chia đều là tốt nhất. Giọng nói của Lâm Trường Công tuy không quá cao, thế nhưng hắn mở miệng lại làm cho chủ tịch Lý cảm thấy vô cùng thích tụ. Quá ức hiếp người, coi như các anh là bí thư thị ủy, thế nhưng dù thế nào cũng phải cho một chủ tịch như tôi lên tiếng chứ. Hơn nữa đây là sự kiện mà thành phố La Nam luôn đi đầu, lúc này chủ tịch Lý đã hoàn toàn quên mình căn bản không quan tâm đến chuyện ai quản lý hạng mục này. Chủ tịch Lý dùng ánh mắt ngột ngạt nhìn đám người trong phòng, tình huống rằng co thật sự làm hắn cảm thấy khó tưởng. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình bi thương như vậy, hắn vốn không muốn để lộ tình huống mềm yếu, hắn muốn lỗ mãng nói một câu. Người ta ôm việc không tranh công, các anh bây giờ làm người lại, không phải rất mất mặt sao? Tất nhiên Lý Quý Niên cũng không dám mở miệng, Lâm Trường Công đã lên tiếng, hắn còn gì để nói. Nhưng hắn biết Lâm Trường Công gần đây có tác phong rất mạnh mẽ, chính mình mở miệng sẽ đắc tội với hai vị bí thư thành phố Tam Hồ và Triệu Lô. Lý Quý Niên chỉ cảm thấy mình đang bưng một mâm bánh trái có mùi hương tuyệt vời, thế nhưng lại bị hai nhà khác nhìn vào chằm chằm. Nếu một nhà muốn độc chiếm cả mâm bánh trái thì hoàn toàn là không thể, xem ra ai muốn giành phần hơn đều phải lao lực rất lớn. Hắn không sợ bỏ ra nhiều lực lượng, chỉ sợ là trong quá trình đó liệu có chọc giận lãnh đạo hay không. Kết quả như thế nào thì không quan tâm, nếu Lý Quý Niên vì sự kiện này mà đấu võ mồm với Sở Cẩm Thu và Lâm Trường Công, sẽ là cực kỳ gian khổ. Thế cho nên lúc này Chủ tịch Lý cảm thấy rất mệt mỏi, tuy mâm bánh trái kia quá hấp dẫn, thế nhưng nắm bắt là không dễ dàng gì. Chiến tích kêu gọi đầu tư thật sự khó tìm, không ngờ thành phố La Nam vừa tu thành chánh quả thì lại bị người ta nhảy sổ ra tranh cướp. Đang lúc Lý Quý Niên cực kỳ do dự thì Sở Cẩm Thu đã mở miệng. Tôi tán thành. Lý Quý Niên đưa mắt nhìn Sở Cẩm Thu, hắn cảm thấy lúc này gương mặt Sở Cẩm Thu như một kỹ nữ, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hắn thầm mắng Sở Cẩm Thu kia thật sự quá may mắn. Sau khi nghe xong thái độ của Sở Cẩm Thu, Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn về phía Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý nhìn ánh mắt của lãnh đạo, tâm tình của hắn vốn loạn như ma lại càng giống như cực kỳ nôn nóng khó chịu. Hắn cảm thấy mình không nên đứng chỗ này,
không nên rơi vào hoàn cảnh khó chịu như lúc này. Ngày nay làm quan cũng không dễ dàng, việc không thể không làm nhưng tuyệt đối không được nói bậy, không thể biểu hiện ra mặt, không thể nhìn lung tung. Lý Quý Niên suy xét một phen, hắn cảm thấy không nên đối nghịch với hai thành phố kia, vì vậy đành lên tiếng. Chủ tịch Thạch, thành phố La Nam chúng tôi không có ý kiến. Lý Quý Niên nói ra những lời này, vì thời gian tích tụ có hơi lâu, hơn nữa bản thân cũng có chút buồn bực với quyết định của mình, thế cho nên có chút tức giận. Vì vậy âm thanh vang lên rất nín nhịn, không khỏi làm cho đám người tham gia hội nghị cảm thấy buồn cười. Lúc này từng ánh mắt nhìn về phía Lý Quý Niên, cũng may vừa rồi hắn đã bị phê bình, bây giờ đối mặt với tình huống này vẫn bảo trì được bình tĩnh của mình. Thạch Kiên Quân khẽ cười với Lý Quý Niên, sau đó hắn nói với Thẩm Dịch Thông. Nếu cả ba đã không có ý kiến, như vậy chia đều cho bọn họ. Chủ tịch Thạch cũng không quan tâm đến phương diện phân chia như thế này, dù sao thì ba thành phố cũng nằm dưới sự quản lý của hắn, dù công lao của bọn họ thế nào thì cũng gom góp lại thành một cho lãnh đạo tỉnh. Sự việc đã được giải quyết, tất nhiên có người vui có người không thoải mái. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc che giấu rất tốt, nhưng lúc này hai hàng chân mày của hắn không khỏi nhíu lại. Phương diện tổng kết kinh tế trong tháng chỉ là một bộ phận nhỏ của hội nghị lần này, trọng điểm của nó chính là bàn về hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ là địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, hơn nữa còn là thành phố phát triển kinh tế hạng nhất, đáng lý ra phải bừng bừng hào quang, thế nhưng bây giờ lại bị một tên Trình Giảo Kim nhảy ra phá hoại. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc rất mất hứng nhưng hắn là người có lòng dạ sâu đậm, nếu như không phải thật sự quá quan tâm thì hắn luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, ung dung trầm ổn. Lúc này cũng không phải là thành phố Đông Bộ sẽ xếp hạng nhất, Thạch Kiên Quân nghĩ đến hạng mục 1 tỷ 300 triệu được tách ra làm 3 phần, thế là trong lòng chợt có ý nghĩ như vậy. Khi Thạch Kiên Quân đang ngây người thì Thẩm Dịch Thông đã dừng bút nói. Chủ tịch Thạch, đã có kết quả. Khi những con số được Thẩm Dịch Thông nói ra, dù hắn đã ý thức được sự việc sẽ phát sinh theo chiều hướng nào, thế nhưng thành phố La Nam xếp vị trí đứng đầu lại làm cho tâm thần của hắn mất tập trung. Đây là lần đầu tiên thành phố La Nam đỗ trạng nguyên, trước kia La Nam thường xuyên có vị trí thứ nhất nhưng là từ dưới lên, lần này lại là đứng đầu toàn tỉnh. Các đồng chí thành phố La Nam, thành phố Triệu Lô, thành phố Tam Hồ đã lớn gan đổi mới, dựa vào thực tế địa phương để đẩy mạnh phát triển. Thạch Kiên Quân mở miệng phát biểu, giọng điệu không cao, thế nhưng âm thanh truyền vào trong tai Lý Quý Niên lại dễ nghe như tiếng trời. Thành phố La Nam cuối cùng cũng xếp hạng nhất, nhưng công lao của nó cũng không phải từ mình ra. Lúc này Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống công lao rơi lên người Vương Tử Quân, trong lòng thật sự không ngừng hâm mộ. Lý Quý Niên ở thành phố La Nam bao năm, sao lại không nghĩ đến chuyện xây dựng đường cao tốc được chứ? Sao chưa từng bỏ lực ra giúp đỡ? Sao bây giờ lại ném một công lao lưu danh sử sách như vậy cho người ta được? Lý Quý Niên thầm cảm thấy tiếc nuối, thế là hắn cho ra quyết định, sau này nhất định phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào xây dựng đường cao tốc, phải để cho tên tuổi của mình cũng được ghi vào sổ sách thành phố La Nam. 10 ngày nữa sẽ bắt đầu hội nghị xúc tiến thương mại, hội nghị lần này sẽ được tổ chức ở thành phố Đông Bộ, tuy đây là công tác chủ yếu của các đồng chí thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng là vinh quang của cả tỉnh. Làm tốt công tác hội nghị xúc tiến thương mại lần này sẽ bày ra diện mạo của tỉnh Sơn Nam chúng ta, càng làm cho tỉnh có thêm vinh dự. Vì vậy các thành phố cần phải dựa theo phương án có sẵn để nghiêm túc chứng thực với tiêu chuẩn cao, phòng giám sát tỉnh ủy sẽ kiểm tra đôn đốc cực kỳ nghiêm khắc. Nếu phát hiện bất kỳ thành phố nào không hợp cách thì sẽ thông báo phê bình, lãnh đạo chủ yếu của thành phố sẽ phải nói rõ tình huống với tôi và Bí thư Nhất Phong. Thạch Kiên Quân nói, cuối cùng cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Dù sao thì tình huống phải nói rõ với hai vị lãnh đạo cũng không làm cho người ta cảm thấy sung sướng gì. Nhưng sự kiện bỏ tiền ra chống đỡ mặt mũi cho người khác cũng làm cho mọi người cảm thấy không chút sung sướng. Các đồng chí phải có cái nhìn đại cục, phải có ý thức đại cục. Dù mọi người không cùng thành phố, thế nhưng tất cả đều phải ngưng tụ dưới lá cờ của tỉnh. Hội nghị được tiến hành 40 phút, mãi đến 10 phút cuối cùng thì Nguyễn Chấn Nhạc mới xem như tìm được cảm giác. Tuy hội nghị hôm nay xem như hắn cũng đạt được mục đích của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái ở một vài phương diện. Dù sao thì mình cũng không phải là siêu quần xuất chúng. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến tình huống người kia ra tay bất phàm, trong lòng hắn chợt bùng lên ý nghĩ muốn chiến đấu. Đường cao tốc Sơn La tuy xuất hiện quá chói mắt nhưng chỉ cần hắn làm tốt công tác ở hội nghị xúc tiến thương mại, tin chắc công lao và hào quang của hắn sẽ vượt mặt người kia. Chấn Nhạc, anh đến đây một chút.
Khi Nguyễn Chấn Nhạc chuẩn bị đi theo đám người ra ngoài, Thạch Kiên Quân đang đi xuống đài chủ tịch chợt trầm giọng nói. Từng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nguyễn Chấn Nhạc, dù sao tình huống được lãnh đạo gọi ở lại cũng thật sự là rất tốt, rõ ràng là lãnh đạo tỉnh rất coi trọng hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Nguyễn Chấn Nhạc bước đến trước mặt Thạch Kiên Quân, hắn cười nói. Vâng, chủ tịch Thạch. Thạch Kiên Quân vừa đi về phía trước vừa cười nói. Chấn Nhạc, công tác chuẩn bị cho hội nghị như thế nào rồi? Đã hoàn thành hơn phân nửa, xin ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề. Nguyễn Chấn Nhạc trả lời vô cùng dứt khoát. Thạch Kiên Quân cũng không quá chú tâm đến câu trả lời của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cười hỏi Nguyễn Chấn Nhạc về vài vấn đề trong hội nghị xúc tiến thương mại, sau đó hai người đi về phía phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Sau khi vào phòng thì Thạch Kiên Quân cũng không ngồi xuống ghế bên cạnh bàn làm việc, hắn kéo Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ghế salon. Nguyễn Chấn Nhạc tuy có biểu hiện cực kỳ tôn trọng Thạch Kiên Quân thế nhưng trong lòng cũng có chút kiêu ngạo của riêng mình. Hắn biết vì sao Thạch Kiên Quân lại có biểu hiện như vậy với mình, vì thế căn bản không sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Sau khi thư ký đi vào châm trà và đi ra, Thạch Kiên Quân mới nói. Chấn Nhạc, có gì cần tỉnh phối hợp không? Có phương diện nào khó khăn thì cậu cứ nói. Thạch Kiên Quân nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói. Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Thạch, thành phố Đông Bộ chúng tôi tự tin có thể thỏa mãn bài toán khó của tỉnh trong hội nghị xúc tiến thương mại lần này, nhưng trong thành phố chúng tôi còn có những tư tưởng có chút khô cứng, bảo thủ, cần một vài đồng chí trẻ tuổi đến sữa trị lại bầu không khí này. Thạch Kiên Quân có chút sững sốt với câu trả lời của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn nhanh chóng lên tiếng. Anh là bí thư thị ủy, những chuyện liên quan đến phương diện điều động người hầu, tỉnh sẽ tin tưởng anh cứ buông tay buông chân đi xử lý là được. Nguyễn Chấn Nhạc nghe được câu trả lời của Thạch Kiên Quân thì hai mắt khẽ chớp động, tuy chủ tịch Thạch có vẻ rất giúp đỡ yêu cầu của hắn, thế nhưng câu nói buông tay đi làm thực tế lại giới hạn phạm vi của hắn. Bí thư thị ủy chỉ có thể điều chỉnh được một nhóm cán bộ cấp chính cục mà thôi, những vị thường ủy hoặc phó chủ tịch thành phố cũng không phải là Nguyễn Chấn Nhạc có thể quyết định được. Dù hắn cũng có quyền lên tiếng rất lớn ở phương diện này, thế nhưng quyền quyết định tất cả nằm trong tay của lãnh đạo tỉnh. Nhưng Thạch Kiên Quân nói đến đây cũng rất biết điều mà không nói thêm gì nữa, hắn thay đổi chủ đề, lại nói đến những chuyện liên quan hội nghị xúc tiến thương mại. Thạch Kiên Quân thấy Nguyễn Chấn Nhạc như vậy thì trong lòng thở dài một hơi, đáng lý ra hắn sẽ cố gắng giúp đỡ Nguyễn Chấn Nhạc ở vài phương diện, nhưng khi liên quan đến thành phố Đông Bộ thì hắn vẫn phải quyết định nhìn kỹ vấn đề rồi mới nói. Dù sao thì đám người ở thành phố Đông Bộ cũng đều là do người kia để lại. Thạch Kiên Quân thật sự có vài phần kiêng kỵ người kia, không đơn giản động vào. Lãnh đạo được mời có thể đến dự họp đúng giờ không? Thạch Kiên Quân nói ra vài vấn đề, sau đó lại dùng giọng giống như rất tùy ý hỏi. Chúng tôi đã liên lạc, các vị lãnh đạo nói sẽ đến đúng giờ. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu Thạch Kiên Quân vì sao gọi mình đến đây gặp mặt, chỉ sợ đây mới chính là câu hỏi trọng điểm. Thạch Kiên Quân gật đầu trầm giọng nói. Nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi các vị lãnh đạo, nếu như thành phố Đông Bộ có gì đó thiếu khuyết thì cứ nói với tỉnh, tôi sẽ nói với văn phòng, sẽ mở rộng cửa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố Đông Bộ. Lúc này chúng ta đang tổ chức một sự kiện đặc biệt, chúng ta cần phải làm cực kỳ cẩn thận. Thạch Kiên Quân mở lời giữ ở lại, thế là Nguyễn Chấn Nhạc đi dùng cơm với chủ tịch Thạch Kiên Quân. Chút đãi ngộ nho nhỏ này được người hữu tâm truyền ra ngoài. Không khỏi làm cho đám lãnh đạo thành phố khác còn chưa rời khỏi tỉnh thành cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy hâm mộ chính là Nguyễn Chấn Nhạc ăn cơm xong còn chưa kịp rời khỏi tỉnh thành về thành phố Đông Bộ thì được bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong triệu tập đến phòng làm việc. Tuy không biết hai người bọn họ nói với nhau những gì, thế nhưng những sự việc liên tiếp như vậy lại làm cho người ta thấy được sự coi trọng của lãnh đạo tỉnh với Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng tất cả đều không liên quan đến Vương Tử Quân. Hắn đã hoàn thành công tác ở thành phố Nam Phương, cũng không còn nhiều thời gian ở lại, thế cho nên cùng nhóm người Hà Khởi Duệ lên máy bay rời khỏi thành phố Nam Phương. Tuy Vương Tử Quân biểu hiện rất vui vẻ, thế nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Tuy công tác đã được hoàn thành, thế nhưng hắn lại căn bản không có quá nhiều thời gian ở lại bên Tần Hồng Cẩm và Y Phong. Vương Tử Quân là lãnh đạo cao nhất trong tổ kêu gọi đầu tư, hắn là người có được sự tự do rất lớn. Dù hắn không công tác đến mức đêm không ngủ, nhưng hắn rút ra chút thời gian chỉ có thể ở bên cạnh Tiểu Đậu Đậu được 2 ngày mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống trước khi mình đi, cô bé kia giống như biết được bố sắp đi, thế là bàn tay mập mạp giữ chặt lấy áo không buông, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác cay cay. Người ta nói làm quan hào quang vô hạn,
thế nhưng căn bản không có quá nhiều thời gian cho cuộc sống của mình. Bí thư Vương, lần này nhờ phúc của ngài mà tập đoàn Thần Minh chúng tôi có được lợi ích không nhỏ. Cũng vì ngài là khách trong những ngày qua mà số người đến ký kết hợp tác với tập đoàn Thần Minh tăng lên rất nhiều lần. Triệu Tranh Giáp ngồi bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Giám đốc Triệu, đây cũng không phải là công lao của chúng tôi, người ta hợp tác với công ty của anh, chủ yếu là coi trọng công ty các anh, nào có liên quan đến chúng tôi được. Nói ra thì chúng tôi cần phải cảm ơn lòng tiếp đãi nhiệt tình của quý công ty, khi nào giám đốc Triệu đến thành phố Triệu Lô, nhất định phải gọi điện thoại cho chúng tôi, đến lúc đó chúng ta phải uống vài ly mới được. Triệu Tranh Giáp thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Những chuyện thế này nên nói có điểm dừng là được, nếu nói nhiều thì sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác không phóng khoáng. Bí thư Vương cứ yên tâm, chỉ cần giám đốc Triệu đi đến thành phố Triệu Lô, tôi sẽ kéo anh ấy đến thành phố La Nam dùng cơm, đến khi đó cũng mong ngài bí thư không quá bận rộn chuyện nhân sự là được. Chỉ Kim Đồ có tâm tình rất tốt, dù sao thì hạng mục cũng đã được quyết định, tuy công lao chủ yếu không phải là của mình, thế nhưng hắn là người đại biểu cho thành phố Triệu Lô, cũng có một phần chiến tích. Điều này là đương nhiên, nhưng nếu khi đó chủ tịch chỉ vì bận rộn mà không đến được, cũng đừng trách tôi bắt phải uống thêm vài ly đấy. Khi Vương Tử Quân nói thì điện thoại của đồng chí Tân vang lên, khi hắn bấm nút nghe thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn đặt điện thoại xuống khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Tống gọi điện thoại đến, nói là Trịnh Khiếu Nam đã bỏ trốn trong bệnh viện. Trịnh Khiếu Nam bỏ chạy khỏi bệnh viện, Vương Tử Quân trợ sững sờ. Hắn thật sự không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua đồng chí Tân, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại. Bí thư Tống, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trịnh Khiếu Nam sao lại có thể chạy thoát được? Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại và nói với đầu dây bên kia. Giọng nói của Tống Ích Dân thật sự rất sốt ruột, vụ án của Trịnh Khiếu Nam đã từng bước được định vị là án lớn, lúc này phần tử tội phạm lại đào tẩu, hắn là bí thư tư pháp phải chịu áp lực rất lớn. Bí thư Vương, theo trình báo của Cục Công an, tối qua Trịnh Khiếu Nam chợt đau bụng, được bác sĩ trại tạm giam chuẩn đoán viêm ruột cấp tính. Sau khi được lãnh đạo trại tạm giam họp bàn, nhanh chóng đưa Trịnh Khiếu Nam đến bệnh viện. Vì đảm bảo an toàn, Cục Công an đã phái 6 đồng chí đến giám sát, nhưng đến sáng thì Trịnh Khiếu Nam mất dạng, hai cảnh sát canh giữ ngoài phòng thì một hôn mê một bị cắt cổ tử vong. Không những Trịnh Khiếu Nam chạy thoát, còn có một cảnh sát bị giết chết. Vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ khó coi. Chưa nói đến tính chất sự việc sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào, chỉ sợ nó sẽ không có lợi cho thành phố La Nam. Tập trung tinh lực phá án trong thời gian sớm nhất. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Tuy đã máy bay nhưng Vương Tử Quân vẫn cực kỳ tức giận, đúng là coi trời bằng vung, xem ra vụ án Trịnh Khiếu Nam phát triển đã có người ngồi không yên. Dù chưa có căn cứ chính xác, thế nhưng tất cả đều chĩa về phía Trịnh Khiếu Đống. Ngoài Trịnh Khiếu Đống thì có ai đứng ở phía sau giải cứu cho Trịnh Khiếu Nam? Dù hoài nghi nhưng tất cả đều phải có chứng cứ rõ ràng, Trịnh Khiếu Đống là anh của Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng nếu không có chứng cứ, dù biết rõ Trịnh Khiếu Đống ra tay nhưng khó thể đưa ra công lý. Vương Tử Quân vốn có tâm tình khá tốt, bây giờ lại có chút không thoải mái. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc là ai giúp Trịnh Khiếu Nam bỏ chạy? Trịnh Khiếu Nam là em của Trịnh Khiếu Đống. Hắn tuyệt đối biết rõ anh mình làm việc trái pháp luật là sự thật. Trịnh Khiếu Đống bây giờ nhanh chóng cứu Trịnh Khiếu Nam ra, điều này càng chứng minh Trịnh Khiếu Đống là chó cùng rứt dậu. Nếu như Cục Công an không điều tra đến mức gây nguy hiểm cho Trịnh Khiếu Đống, hắn sao lại bất chấp thủ đoạn để cứu Trịnh Khiếu Nam ra? Nhưng một động tác như vậy là quá kém, chỉ có thể nói Trịnh Khiếu Đống càng có nhiều sơ hở. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, khi hắn đang trầm ngâm thì chợt thấy ghế rung lên. Cảm giác này làm hắn lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ máy bay lại gặp dòng khí lưu? Nhưng Vương Tử Quân nhanh chóng có đáp án, ghế rung chẳng qua là vì máy bay đang hạ cánh. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân xuống máy bay thì gặp Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân chờ bên ngoài, bên cạnh còn có vài người Kim Điền Lạc. Khi thấy Vương Tử Quân xuống máy bay thì hắn nhanh chóng tiến lên đón chào. Tống Ích Dân dù đang cười nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào đó mà thấy áp lực quá rõ ràng. Vương Tử Quân biết Tống Ích Dân là người cực kỳ sĩ diện, lúc này đối phương đến sân bay đón mình, ngoài một phần ý nghĩ muốn lấy lòng mình, quan trọng nhất cũng chính là việc Trịnh Khiếu Nam đào tẩu. Tống Ích Dân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn chịu áp lực không nhỏ.
Đồng thời người chịu áp lực lớn không kém chính là Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Vương Tử Quân vừa nhìn thấy vẻ mặt Tống Ích Dân thì có chút trầm ngâm, sau đó nhanh chóng tiến lên. Khi bắt tay với Tống Ích Dân, hắn vỗ vỗ vai đối phương nói. Khổ cực cho anh rồi. Tống Ích Dân vốn có chút không yên, lúc này mới thả lỏng một chút. Tuy hắn là bí thư ủy ban tư pháp, nhưng xảy ra chuyện này hắn phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo, thế cho nên hành vi của Vương Tử Quân là rất quan trọng. Rõ ràng Vương Tử Quân không chỉ là an ủi, còn tỏ ra giúp đỡ rất lớn. Dù sau khi sự việc phát sinh và không ai nói gì, thế nhưng áp lực vô hình vẫn ép lên người vừa nhận chức Cục trưởng Cục Công an là Mễ Hoa Lâm. Nếu vụ án này không thành công, sẽ là một vết nhơ với bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân và cả Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Ha ha ha, công thần của chúng ta đã quay về. Khi Thiền Duyên đang nghĩ xem nên nói thế nào với Vương Tử Quân, đúng lúc thấy bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô và bí thư Lâm Trường Công thành phố Tam Hồ đi đến. Lâm Trường Công là một cán bộ lão thành có tư cách, thế nên là người đầu tiên đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói. Bí thư Vương, ngài thật sự là bất phàm, mới đi vài ngày đã nắm bắt được một hạng mục lớn. Nếu như không phải biết rõ Chủ tịch Hào chưa từng nói giỡn, tôi còn cho rằng đó là ngày cá tháng tư. Hào Tử Động và Trì Kim Đồ cũng không ngờ lãnh đạo của mình cũng có mặt ở đây, thế là tranh thủ thời gian tiến lên đón chào. Sau khi nói vài câu đơn giản thì Sở Cẩm Thu cười nói. Bí thư Lâm, bí thư Vương, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là về khách sạn Tam Hồ nói chuyện đi. Xem tôi kìa, quá hưng phấn mà quên mất bí thư Vương vừa đi về, thật sự có chút mệt mỏi. Lâm Trường Công nói rồi đưa tay mời Vương Tử Quân. Trong quan trường có nhiều thứ nhìn như tùy ý nhưng thực tế lại ẩn giấu quy tắc ngầm. Ví dụ như vị trí khi đi họp, đây là thứ không thể nào sai lầm, dù không ai nói về cách sắp xếp và để tùy ý người tổ chức tự ước lượng, nhưng quy củ đã có sẵn. Nếu như ngồi sai, không những bị người đến tham gia hội nghị cười nhạo, người bi đặt sai chỗ cũng sẽ ghi nhớ sự kiện này vào lòng. Chương 695, quyền thế là lực lượng, tri thức là nội hàm. Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu đều là bí thư thị ủy, thế nhưng Lâm Trường Công là người có lý lịch dày hơn, vì vậy ba người đi song song thì Lâm Trường Công sẽ đi trước một chút. Nhưng lúc này Lâm Trường Công lại vung tay mời Vương Tử Quân. Tình huống lúc này không những đại biểu cho Vương Tử Quân là người đi đầu, hơn nữa Lâm Trường Công còn muốn đặt Vương Tử Quân lên vị trí quan trọng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Trường Công, hắn vội vàng trầm giọng nói. Bí thư Lâm, mời ngài đi trước. Bí thư Vương, tôi biết ngài tôn trọng tôi, thế nhưng hôm nay mời anh đi trước. Lâm Trường Công nói đến đây thì đưa mắt nhìn Sở Cẩm Thu. Bí thư Sở, anh nói xem có đúng như vậy không? Sở Cẩm Thu khẽ gật đầu nói. Bí thư Lâm nói đúng, bí thư Vương, anh phải để cho chúng tôi đạt thản ước nguyện một lần, nếu không chúng tôi là những người ngồi ở nhà ăn trái cây cũng rất mất mặt. Tuy Sở Cẩm Thu biểu hiện giống như đang nói đùa, thế nhưng lại nói ra những lời thực chất. Hai người bọn họ thật sự không thể nào yên tâm thoải mái hưởng thụ trước mặt Vương Tử Quân, dù sao thì Vương Tử Quân cũng là người đi đầu trong hạng mục đường cao tốc lần này, do Vương Tử Quân bày ra phương án, cũng là người chứng thực. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chân thành của hai người Lâm Trường Công và Sở Cẩm Thu với mình, hắn chợt cười lớn, nếu như mình còn cố ý khiêm nhường, rõ ràng là quá làm kiêu. Thế cho nên hắn mới cười nói. Cảm ơn hai vị lãnh đạo đã cổ động, tôi từ chối cũng bất kính. Nhưng tôi phải nói rõ ràng với hai vị, chỉ một lần này mà thôi, cũng không có lần thứ hai. Lâm Trường Công nghe lời nói đùa của Vương Tử Quân thì cười ha hả nói. Cũng sẽ có lần thứ hai, chỉ cần Bí Thư Vương tiếp tục giúp thành phố Tam Hồ có được một hạng mục như thế này, tôi cảm thấy càng có nhiều lần càng tốt. Xe đã chờ sẵn bên ngoài, Vương Tử Quân lên xe của mình, hắn nói với Tống Ích Dân. Bí Thư Ích Dân, anh lên xe của tôi. Tống Ích Dân luôn tìm cơ hội trò chuyện với Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân mở lời mời, hắn tranh thủ chạy đến xe của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chuyện này là trách nhiệm của tôi, chủ yếu là tôi không đánh giá đầy đủ về phần tử phạm tội, đã làm ra sự kiện thế này. Tống Ích Dân tiếp xúc với Vương Tử Quân, hắn biết lãnh đạo là người thích kẻ dũng cảm đảm đương. Vì vậy sau khi ngồi xuống ghế, hắn nhanh chóng ôm trách nhiệm lên người mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Ích Dân, bây giờ không phải là lúc xem xét trách nhiệm.
Trước mắt có hai hạng mục công tác quan trọng, thứ nhất làm tốt công tác trấn an gia thuộc của vị cảnh sát đã hy sinh, thứ hai cần phải bắt bằng được phần tử tội phạm Trịnh Khiếu Nam về phá án trong thời gian ngắn nhất. Vâng, trước khi đến tôi đã gặp mặt Cục trưởng Mễ, bây giờ Cục trưởng Mễ đang tọa trấn ở thành phố, triệu tập tất cả lực lượng truy bắt Trịnh Khiếu Nam. Chúng tôi đã cho ra ý kiến truy điệu liệt sĩ với đồng chí cảnh sát hy sinh, tôi và anh Mễ sẽ đến tham gia lễ truy điệu. Không thể không nói những lời này của Tống Ích Dân thật sự rất có trình độ, thế là Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi và Chủ tịch Lý sẽ đến tham gia, đồng thời khi bắt được Trịnh Khiếu Nam, còn phải triển khai một hoạt động bảo trì giữ vững trị an, đánh đuổi phần tử tội phạm, xóa bỏ tệ nạn, đả kích thật sự nghiêm khắc bất kỳ một phần tử tội phạm nào. Tống Ích Dân gật đầu nói. Sau khi trở về tôi sẽ nhanh chóng bố trí, nhất định sẽ chứng thực thật tốt ý chỉ của ngài. Xe chạy rất nhanh, 10 phút sau đã chạy đến khách sạn Tam Hồ. Đây là một kiến trúc tiêu chí của thành phố Tam Hồ ở tỉnh thành, có 36 tầng, chẳng những có khách sạn, còn có văn phòng khu thường trú của thành phố Tam Hồ. Xe vừa dừng lại thì một nhóm nhân viên khu thường trú nhanh chóng chạy ra, bọn họ là nhân viên công tác của thành phố Tam Hồ, tất nhiên phải đặt vị trí của Bí thư Lâm Trường Công lên vị trí hàng đầu. Nhưng Lâm Trường Công cũng không dẫn đầu đoàn người đi vào khách sạn Tam Hồ như thường lệ, hắn nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, khách sạn Tam Hồ luôn chú trọng đặc sản của địa phương, thật sự khác biệt với khách sạn Tam Hồ ở trong thành phố, ngài có thể nếm thử xem thế nào. Tuy Lâm Trường Công nói rất ẩn giấu nhưng đám người chung quanh vẫn có thể suy đoán được ý nghĩa thực chất của nó. Vương Tử Quân thấy Lâm Trường Công khách khí như vậy thì cũng mở miệng nói hai câu khách sáo, lúc này mới cùng Sở Cẩm Thu đi vào thang máy. Lúc bắt đầu nhân viên công tác của khách sạn Tam Hồ cũng cảm thấy hồ đồ vì lời nói của Bí thư Lâm Trường Công. Thế nhưng sau khi biết vị lãnh đạo trẻ tuổi kia chính là Vương Tử Quân, cả đám mới bày ra nụ cười thấu hiểu. Dù bọn họ chỉ là nhân viên công tác bình thường ở khu thường trú, nhưng khu thường trú là nơi nào? Là nơi tập kết đủ mọi tin tức, nắm bắt tất cả sự việc xảy ra ở tỉnh Sơn Nam. Lúc này hầu như ai ai cũng biết Vương Tử Quân đại biểu cho ba thành phố và hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư xây dựng đường cao tốc Sơn La. Sau khi phân định vị trí khách chủ trong khách sạn, Lâm Trường Công cười nói. Bí thư Vương, nói thật thì tôi cảm thấy rất khiếp sợ, tháng trước khi anh đến thành phố Tam Hồ nói về đường cao tốc Sơn La, tôi chỉ là nghĩ muốn thử một lần. Không ngờ anh đã nhanh chóng chứng thực hạng mục này, thật sự làm cho tôi cảm thấy bội phục sát đất. Lâm Trường Công không có việc gì cũng muốn biểu hiện tư cách lão thành của mình, thế nhưng lúc này hắn lại nói ra những lời làm cho người ta phải nở nụ cười. Vương Tử Quân lại dùng giọng khiêm tốn nói. Có thể được Bí thư Lâm khen ngợi như vậy. Tôi cảm thấy mình được ủng hộ rất lớn, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cao độ. Lúc này người đang ngồi đề là cán bộ ba thành phố, vì vậy bọn họ rất chú ý đến đường cao tốc Sơn La, chủ đề bữa tiệc chủ yếu cũng xoay quanh đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân giới thiệu sơ qua tình huống kêu gọi đầu tư, cùng mở miệng khen ngợi năng lực của hai người Hào Tử Động và Trì Kim Đồ. Vì đây là bữa tiệc mừng công, thế cho nên bầu không khí rất nhiệt liệt. Nhưng Tống Ích Dân là người có việc. Khi nâng ly với người ta cũng sinh ra cảm giác không yên lòng. Sau khi uống được vài vòng rượu thì Lâm Trường Công chợt nói. Bí thư Vương, anh biết vì sao tôi và anh Sở lại có mặt ở tỉnh thành không? Vương Tử Quân cũng thật sự có chút nghi vấn về tình huống hai vị bí thư Lâm Trường Công có mặt ở thành phố Sơn Viên, hắn cũng không khờ dại cho rằng hai vị bí thư này đặc biệt đến đón mình. Chúng tôi đến để tham gia hội nghị, sáng hôm nay tổ chức hội nghị kinh tế, có thể nói là cả ba thành phố đều có thể diện. Nhưng thành phố La Nam lại đứng hạng đầu tiên. Lâm Trường Công nói đến đây thì nói tiếp. Các anh cướp mất vị trí hàng đầu, thật sự làm cho có người cảm thấy mất hứng. Tuy Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Lâm Trường Công, thế nhưng hắn căn bản không mở miệng, hắn nhìn đối phương, chờ đối phương nói tiếp. Hội nghị xúc tiến thương mại sắp được tổ chức ở thành phố Đông Bộ, Chủ tịch Thạch đứng trên hội nghị đã yêu cầu các thành phố phải đứng trên độ cao chính trị, xuất phát từ đại cục. Tích cực phối hợp công tác với thành phố Đông Bộ, làm tốt công tác chứng thực hội nghị lần này. Nói thì đơn giản nhưng lại yêu cầu mỗi thành phố cho ra một khu vực triển lãm, dựa theo yêu cầu của thượng cấp, mỗi khu triển lãm phải có diện tích 1.000 m². Khu triển lãm phải là 1.000 m². Vương Tử Quân chợt hiểu câu nói oán hận của Lâm Trường Công đến từ nơi đâu. Tuy hội nghị xúc tiến thương mại lần này sẽ là một kỳ ngộ rất lớn, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Người có lợi ích lớn nhất trong hội nghị xúc tiến thương mại lần này chính là thành phố Đông Bộ. Những thành phố khác trong tỉnh Sơn Nam chủ yếu là bỏ tiền tô điểm bộ mặt cho thành phố Đông Bộ mà thôi.
Bí thư Lâm, cũng không phải chỉ mình chúng ta phải chịu cảnh như vậy. Sở Cẩm Thu cười cười nói với Lâm Trường Công, hắn không giống với Lâm Trường Công, vì vậy lời nói cẩn thận hơn rất nhiều. Lâm Trường Công cũng không phải là kẻ ngu, hắn biết mình sắp lui ra phía sau, đã sớm qua giai đoạn cố gắng tiến bước, tuổi đã lớn tương lai vô vọng, thế cho nên mở miệng càu nhàu không thèm che miệng. Lúc này hắn nghe thấy Sở Cẩm Thu nói như vậy, thế là thay đổi chủ đề sang hạng mục đường cao tốc Sơn La. Vì mọi người có tiếng nói chung nên bữa tiệc khá sảng khoái, sau vài vòng rượu thì ánh đèn đường bừng sáng rực rỡ, Vương Tử Quân cũng có vài phần men say. Bí thư Vương, tối cũng không nên đi lại, hơn nữa em dâu cũng không có ở thành phố La Nam, không bằng nên ở lại thể nghiệm khách sạn Tam Hồ, cũng cho chúng tôi có thể nói ra vài phần ý kiến. Lâm Trường Công đỏ mặt, động tác cũng tùy ý hơn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đám người Tống Ích Dân, sau đó cười nói. Bí thư Lâm, tôi còn có việc ở bên kia, cần phải nhanh chóng xử lý, ăn uống ca hát có thể chờ cơ hội lần sau. Đồng thời cũng mong anh bỏ qua cho. Ha ha ha, Bí thư Vương, xem anh nói kìa, chưa nói đến những thứ gì khác, sau này Bí thư Vương và Bí thư Sở chính là khách quý của thành phố Tam Hồ chúng tôi. Lâm Trường Công biết rõ tối nay Vương Tử Quân là nhân vật chính, thế nhưng mở miệng cũng không quên Sở Cẩm Thu. Gương mặt Sở Cẩm Thu rất bình tĩnh, cũng có vài phần hương rượu, thế nhưng cơ thể nhìn qua rất thanh tịnh. Khi nghe thấy Lâm Trường Công nhắc đến mình thì hắn cười ha hả nói. Bí thư Lâm, đáng lý ra tôi phải nói lời này mới phải, lần sau tôi đi cùng Bí thư Vương, anh nên chuẩn bị rượu thịt cho tốt. Ba người nở nụ cười rồi rời khỏi phòng, Lâm Trường Công đưa Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu ra xe, lúc này mới phất tay lưu luyến. Xe rời khỏi thành phố Sơn Viên. Lúc này Vương Tử Quân đã tỉnh rượu, hắn nhìn bầu trời đêm bên ngoài rồi trầm giọng hỏi lái xe. Khi nào thì về đến nhà? Bí thư Vương, nhanh nhất cũng phải hơn 3 giờ. Lái xe đã đi theo Vương Tử Quân khá lâu, lại không được Bí thư Vương gật đầu thừa nhận, thế cho nên nói chuyện rất căng thẳng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn mệt mỏi dựa lưng lên ghế. Hai sự kiện hội nghị xúc tiến thương mại và Trịnh Khiếu Nam bỏ trốn liên tục xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Hắn phải đến tham gia hội nghị xúc tiến thương mại, dù là chống đỡ mặt mũi cho thành phố Đông Bộ, thế nhưng đây không phải là cơ hội sao? La Nam tuy không phải là thành phố phát triển kinh tế, thế nhưng lại có tài nguyên, có hạng mục đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La, đây sẽ là cơ hội tốt để kêu gọi đầu tư. Từ khi nhận chức đến nay thì Vương Tử Quân đã đi một vòng quanh thành phố La Nam, hắn đã hiểu rõ tình huống các huyện trong thành phố. Lúc này thành phố La Nam muốn phát triển thì phải có giao thông, còn phải phát triển những sản nghiệp nuôi trồng chính để thúc đẩy thành phố phát triển. La Nam là thành phố phần lớn diện tích là vùng núi, lúc này thành phố chỉ có hai con đường, một là khai thác tài nguyên khoáng sản, hai là phát triển du lịch sinh thái. Khai phá tài nguyên có lợi ích rất rõ ràng, nhưng nếu làm không nghiêm thì rõ ràng sẽ nguy hại rất lớn. Nhưng nếu không đi theo con đường này, muốn phát triển thành phố La Nam cũng chỉ còn cách khai phá du lịch. Con đường đẩy mạnh phát triển du lịch cũng không dễ đi. Thành phố La Nam không có nhiều văn hóa, nếu muốn tạo thành một trung tâm du lịch nổi tiếng thì tuyệt đối không dễ dàng gì. Cũng may Vương Tử Quân đã có tính toán ở phương diện này, thế cho nên hắn cảm thấy hội nghị xúc tiến thương mại lần này là một thời cơ rất tốt. Có câu trí thức là lực lượng, nhưng Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ xấu xa, bây giờ câu nói kia xem như đã lạc hậu rồi. Ví dụ như vào thời đại tin tức như thế này, tin tức mới là lực lượng, trong quan trường thì quyền lực mới là lực lượng. Tri thức chỉ có thể coi là chút nội hàm mà thôi. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại mà Nhan Sĩ Tắc gọi cho mình vài ngày trước. Tổ làm phim Thiên Kiếm Vấn Tình đã tiến vào chiếm giữ núi Cô Yên Sơn, theo như những gì Nhan Sĩ Tắc phản ánh, tổ làm phim rất hài lòng với tình huống của Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân nghĩ đến núi Cô Yên Sơn thì hình ảnh Trịnh Khiếu Nam lại hiện lên trong lòng. Tuy hắn chỉ nghe báo cáo của Tống Ích Dân, thế nhưng dù là ai nghe cũng biết rõ nếu không có người tiếp ứng, chỉ sợ Trịnh Khiếu Nam khó thể chạy trốn, thậm chí là phải có người mật báo mới xong. Dù Vương Tử Quân đã đưa Mễ Hoa Lâm lên vị trí cục trưởng cục công an, thế nhưng cục công an thành phố La Nam cũng là địa điểm mà người ta kinh doanh lâu năm, dù Mễ Hoa Lâm có được sự giúp đỡ của Tống Ích Dân, nếu muốn hoàn toàn khống chế đại cục trong tay thì cũng cần thời gian. Vương Tử Quân nên nắm nguyên tắc nào với vụ án Trịnh Khiếu Nam bỏ chạy? Hắn suy nghĩ rồi chợt cảm thấy hơi rượu bốc lên, thế là chỉ một lát sau hắn đã dựa lưng lên ghế ngủ say sưa. Lúc này khu nhà dành cho nhân viên nhà máy phân hóa học ở phía tây thành phố La Nam đèn đuốc sáng trưng,
tuy nhà máy phân hóa học đã sớm đóng cửa nhưng công nhân của nhà máy vẫn sinh hoạt nơi này. Đây chính là một khu nhà có niên đại những năm 80, khi nhà máy phân hóa học đang phát triển hưng thịnh thì tòa nhà 3 tầng này có trên 100 công nhân nhà máy. Nhưng khi chính sách bất động sản thay đổi, đám người đến khu dân cư này ở lại cũng dần phức tạp. Dù cư dân vẫn chủ yếu là công nhân nhà máy phân bón hóa học, thế nhưng cũng có không ít người khác mua căn hộ và ở lại chỗ này. Chương 696, thừa cơ hội ổn định áp đảo tất cả. Tình thế dần biến đổi, khi đủ mọi hạng người muôn hình muôn vẻ đến ở trong khu nhà dành cho công nhân nhà máy phân hóa học, khu nhà vốn nổi tiếng láng giềng thân mật trở thành người dưng cả đời không qua lại với nhau. Trong khu nhà này giống như chỉ vĩnh viễn là cửa sắt đối với cửa sắt, thế cho nên khi trong khu dân cư có vài người xa lạ xuất hiện thì cũng không có gì là bất ngờ. Tiết tấu cuộc sống lúc này khá nhanh, mọi người bình thường đã tiêu hao hết tinh lực, nào còn tâm tư quan tâm đến người khác. Vì vậy khi căn hộ số 4 ở lầu 2 phía tây khu dân cư bật đèn sáng rực, đa số mọi người chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không quan tâm. Đám người chỉ chú trọng cuộc sống của mình, hồn nhiên không phát hiện ánh đèn kia có gì khác thường. Anh, sao anh lại đến đây? Trịnh Khiếu Nam lúc này gầy hơn trước kia rất nhiều, hắn thấy anh mình, bộ dạng lắp bắp sợ hãi. Trịnh Khiếu Đống ngày thường luôn mặc tây phục, lúc này lại mặc một bộ đồ thể thao, giày da dưới chân cũng đổi thành loại giày thể thao phổ thông dành cho dân chúng. Nếu như không phải là người quen, chỉ sợ sẽ khó nhận ra đây là ông chủ Trịnh Khiếu Đống nổi tiếng La Nam. Trịnh Khiếu Đống tuy rất giận Trịnh Khiếu Nam, cũng rất bất mãn, thế nhưng hai bên dù sao cũng là cùng một dòng máu. Hắn thở dài rồi vươn tay ra ôm lấy Trịnh Khiếu Nam. Những ngày qua sống thế nào? Anh, em sống thế nào thì anh không phải không biết, có thể ăn có thể ngủ, đám tiểu tử trại tạm giam tuy không dám thả em, thế nhưng cũng không dám làm gì em. Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì đấm đấm vai của mình rồi dùng giọng điềm nhiên như không nói. Anh xem, em còn khỏe mạnh hơn so với trước. Không thiệt thòi gì là tốt rồi. Trịnh Khiếu Đống nhìn cậu em của mình, hắn đi đến bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống bên dưới rồi khẽ nói. Lúc này toàn thành phố La Nam đang đổ xô lùng sục cậu, trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa anh cho người đưa em ra ngoài. Đi ra ngoài, anh không nên cho em ra ngoài, sau này không phải sẽ là mai danh ẩn tích sống đời phiêu bạt sao? Em thật sự không chịu được như vậy, hơn nữa tên họ Vương kia ép anh em ta, nếu không cho nó biết tay thì em căn bản khó thể yên lòng được. Trịnh Khiếu Nam đứng lên dùng giọng nghi vấn hỏi Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của Trịnh Khiếu Nam, cảm giác tức giận vốn bị áp chế trong lòng, bây giờ tất cả bùng phát, hắn vung tay cho Trịnh Khiếu Nam một tát. Cho tên họ Vương kia biết tay sao? Cậu dựa vào cái gì để cho hắn biết tay? Tên kia là bí thư thị ủy, bây giờ không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Tôi nói cho cậu biết, cậu phải nghe lời tôi, thành thật bỏ trốn khỏi nơi này. Đợi đến khi Vương Tử Quân kia rời khỏi thành phố La Nam, anh sẽ nghĩ biện pháp đưa cậu về. Một tát của Trịnh Khiếu Đống làm cho Trịnh Khiếu Nam bừng tỉnh sau trạng thái điên cuồng, hắn nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh mình, sau đó giọng điệu đã giảm xuống vài phần. Anh, em cũng là vì anh, nếu như để cho tên họ Vương kia thích làm gì thì làm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhắm vào anh. Nhắm vào tôi thì sao? Không có chứng cứ thì hắn cũng không làm gì được tôi. Hơn nữa bứt dây động rừng. Cắt xương đứt gân, nếu hắn muốn đến bắt tôi, sẽ có người không muốn. Trịnh Khiếu Đống nói rất kiên quyết, nhưng Trịnh Khiếu Nam nhìn thấy anh mình siết chặt nắm đấm, chợt thấy anh trai có chút run rẩy. Trịnh Khiếu Nam biết rõ anh của mình, không đến lúc cuối cùng thì anh trai sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Nhưng bây giờ bàn tay của Trịnh Khiếu Đống lại run rẩy, điều này đã nói rõ tất cả. Trịnh Khiếu Nam cũng không nói gì, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Anh! Bố có khỏe không? À, cậu không cần quan tâm đến những sự việc trong nhà, có anh ở đây xử lý rồi. Trịnh Khiếu Đống nói rồi khẽ vỗ vai Trịnh Khiếu Nam. Xua khi ra ngoài thì tất cả phải dựa vào mình, không để cho người ta đưa lên đầu súng, vào thời điểm mấu chốt thì không ai là đấng cứu thế của cậu cả, có biết không? Trịnh Khiếu Nam khẽ gật đầu, hắn cau mày, hai mắt chợt lóe lên cái nhìn hung hăng. Nhưng chút biến hóa nhỏ này lại không được Trịnh Khiếu Đống phát hiện ra. Tút tút tút, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trịnh Khiếu Đống đang chìm đắm trong tình cảnh anh em chia ly, hắn chợt lấy điện thoại ra nhìn qua, sau đó phất phất tay với Trịnh Khiếu Nam, tỏ ý đừng lên tiếng. Sau đó hắn mới nghe máy. Chào bí thư Lục, tôi là Trịnh Khiếu Đống.
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Trịnh Khiếu Đống chợt tỏ ra có chút bạo ngược. Nhưng giọng điệu của hắn lại rất bình tĩnh. Bí thư Lục, Khiếu Nam là em ruột của tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị tống giam được. Tôi biết rõ giải quyết như thế nào, ngài cứ yên tâm, cho dù Mễ Hoa Lâm có là thổ hành tôn, hắn có đảo ba tấc đất thành phố La Nam lên cũng đừng mơ tìm được Khiếu Nam. Giọng điệu của Trịnh Khiếu Nam rất trầm thấp và tràn đầy tự tin. Nhưng người ở đầu đây bên kia cũng không có chút đồng tình, điều này làm cho Trịnh Khiếu Đống có chút bức bối. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó dùng ngôn từ chuẩn xác đảm bảo. Bí thư Lục, ngài cứ yên tâm, cho dù tôi chết đi thì cũng là tự làm tự chịu, căn bản không liên quan đến ngài. Trịnh Khiếu Đống nói xong câu này thì cúp điện thoại với vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn tiện tay đút điện thoại vào túi, lại đột nhiên hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu thô tục. Con bà nó, thật sự là không ra thể thống gì. Lại một ngày mới, thành phố La Nam vẫn như cũ dưới ánh sáng rực rỡ buổi sớm, đám người vẫn vội vàng đi trên đường, tiếng kèn xe hơi và tiếng cười của trẻ nhỏ ngồi sau xe đạp liên tục vang lên trên đường phố. Người đi làm rất vội vàng, cũng có những người nhàn hạ, bọn họ tụ tập ở công viên cùng nhau tập thể dục, âm thanh vang vọng rừng cây. Ủy ban thành phố chính là trung tâm hành chính của thành phố La Nam. Lúc này ngoài cổng liên tục có xe ra vào, một ngày làm việc bắt đầu. Đồng chí Tân là đệ nhất thư ký thị ủy La Nam, lúc này trong phòng làm việc của hắn đã tụ tập khá nhiều người. Những người này tụ tập bên ngoài phòng làm việc của Bí Thư Vương, chờ đợi được báo cáo công tác với Bí Thư. Bí Thư Vương, lần này ngài đã làm ra một chuyện tốt cho thành phố La Nam, tin tức vừa truyền ra thì đã ồn ào khắp thành phố. Lý Quý Niên ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn tươi cười lớn tiếng nói. Vương Tử Quân cũng rất khiêm tốn với Lý Quý Niên, hắn cười nói. Chủ tịch Lý, đường cao tốc Sơn La chính là một hạng mục mà đảng ủy chính quyền thành phố La Nam cùng chung cố gắng, anh đem tất cả thành tích đổ lên đầu tôi cũng không đúng. Bí thư Vương, anh nói vậy là quá khiêm nhường rồi, công lao không phải của anh thì là của ai? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lý Quý Niên tuy có ý nghĩ khác, thế nhưng sáng hôm nay hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân từ sớm. Tất nhiên cũng không muốn uổng phí tâm tư của mình. Vương Tử Quân cũng hiểu ý nghĩ của Chủ tịch Lý Quý Niên, thế nhưng lúc này hắn lại giả vờ hồ đồ, cũng không chọc phá. Trong mắt hắn thì Lý Quý Niên căn bản chỉ là ngọn cỏ đầu tường lắc lư theo chiều gió, nhưng bây giờ cây cỏ đang nghiêng về phía mình, đây là hiện tượng rất tốt. Bí thư Vương, ngày hôm qua không biết ngài quay về, nếu không tôi dù thế nào cũng phải ra sân bay đón tiếp ngài. Việc này cũng trách anh Quan. Khi dùng cơm cứ muốn chúc mừng thành phố La Nam chúng ta, thế là tôi vui vẻ uống vài ly, ôi cùng lại say mất. Lý Quý Niên nói rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Dù tôi chưa từng có liên hệ với anh Quan, thế nhưng lại nghe nói anh ấy uống rượu rất tốt. Anh uống rượu với anh ấy, uống xong say ngất đi cũng là có bản lĩnh rất lớn rồi. Vương Tử Quân cười, giống như cùng chung mối thù với tình huống Quan Quả Đống rót rượu Lý Quý Niên. Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho Lý Quý Niên thở dài một hơi, hắn nhìn biểu hiện ung dung bình tĩnh của Bí Thư Vương, thế là thật sự có chút khinh bỉ chính mình. Mình đến đây nịnh bợ một tên cán bộ thanh niên, có phải quá uất ức rồi không? Dù hôm qua hắn không đến sân bay đón tiếp Vương Tử Quân, hắn có lý do rất rõ ràng, thế nhưng hôm nay không phải mình bắt buộc chạy đến đây để giải thích với hắn sao? Bí Thư Vương, trong tỉnh yêu cầu thành phố La Nam chúng ta tổ chức một gian hàng rộng cả ngàn mét vuông trong khu vực diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại, lúc này cũng không còn cách hội nghị quá xa, anh xem thành phố chúng ta. Lý Quý Niên cũng không nói thẳng vấn đề, hắn nói ra sự kiện mấu chốt và để cho Vương Tử Quân tỏ thái độ. Vương Tử Quân cười cười, hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi với Lý Quý Niên, hắn cười cười nói. Hội nghị xúc tiến thương mại vốn là một cơ hội tốt, bây giờ nếu tỉnh đã cho ra yêu cầu. Như vậy chúng ta mau chóng chứng thực đi thôi. Chứng thực là điều nên làm, nhưng chúng ta cầm tiền của mình để kéo thể diện cho thành phố Đông Bộ, như vậy không phải chúng ta sẽ bị hại sao? Lý Quý Niên dù biết mình không nên phản đối, nhưng thật lòng hắn rất không thích tình huống này. Tất nhiên hắn mong Vương Tử Quân đứng ra phản đối thì quá hay. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, hắn nói. Hội nghị xúc tiến thương mại được tổ chức ở thành phố Đông Bộ. Nhưng không phải thành phố Đông Bộ nắm hết tất cả điều tốt và cả kết quả, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tôi tin có thể thu được vài hạng mục sau hội nghị. Chỉ hy vọng là như vậy. Lý Quý Niên tuy không nói quá lớn, thế nhưng hắn lại căn bản không quá tin tưởng vào những chuyện tốt xảy ra sau hội nghị xúc tiến thương mại.
Khai hai người đang trò chuyện với nhau thì có người gõ cửa, Vương Tử Quân nói một câu vào đi, gặp Phó Bí Thư Thị ủy Lục Ngọc Hùng đi vào. Lục Ngọc Hùng cười cười với Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, vốn tôi muốn chờ hai vị bàn xong mới đi vào, nhưng lúc này sự việc quá khẩn cấp, căn bản không thể chậm trễ được. Lý Quý Niên và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, khóe miệng Lý Quý Niên có hơi giật giật mà không lên tiếng. Vương Tử Quân chỉ sang một bên nói. Bí Thư Ngọc Hùng, mời anh ngồi. Bí Thư Vương, em phạm tội, dưới tình huống không bắt được em thì bắt người anh, tôi cho rằng phương thức liên đới này không nên xuất hiện trong thành phố La Nam, lại càng không nên dùng nó làm đá kê chân cho hiện tượng công tác bất lực của kẻ khác. Lục Ngọc Hùng ngồi xuống rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng nói một câu không đầu không đuôi nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ vấn đề, hiểu người được nói đến là ai. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đen nhẻm của Lục Ngọc Hùng, hắn cười nói. Bí Thư Ngọc Hùng, anh có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe xem nào. Bí Thư Vương, hôm nay công ty Kim Nhi bản vốn đến thành phố La Nam để ký hợp tác với Trịnh Khiếu Đống, tôi cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, thế nhưng người của Cục Công an lại đến bắt người đi khi sắp tiến hành đàm phán, anh xem như vậy sao có thể đàm phán được? Lục Ngọc Hùng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bất mãn nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích động của Lục Ngọc Hùng, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Lục Ngọc Hùng có quan hệ thân mật với Trịnh Khiếu Đống, đây hầu như là chuyện mà ai cũng biết. Sự việc bây giờ phát triển đến mức như vậy, Lục Ngọc Hùng lại đứng ra nói thay cho Trịnh Khiếu Đống, chẳng lẽ không tránh khỏi tị hiềm sao? Là tôi đồng ý giữ Trịnh Khiếu Đống để hỗ trợ điều tra. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Bất kỳ công dân nào cũng có nghĩa vụ hỗ trợ điều tra vụ án với cơ quan công an. Nhưng Bí Thư Vương, điều tra cũng không thể muộn một chút được sao? Bây giờ hạng mục của công ty Kim Nhi bản đang ở vào giai đoạn mấu chốt. Lục Ngọc Hùng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Bí Thư Vương, vì hạng mục này mà các đồng chí phòng công thương đã mất nhiều sức lực, lúc này sắp thành công lại xem như không, chẳng phải kiếm củi 3 năm đốt trong một giờ sao? Như vậy sẽ là tổn thất không nhỏ với thành phố La Nam chúng ta. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt Lục Ngọc Hùng, hắn lại nhìn Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, anh thấy thế nào? Bí Thư Vương, Cục Công an đã giữ Trịnh Khiếu Đống để hỗ trợ điều tra, tôi cảm thấy không có gì sai. Thế nhưng bây giờ hợp tác với công ty Kim Nhi bản chính là hạng mục trọng điểm của thành phố La Nam, tôi cảm thấy nếu như hai sự kiện này không xung đột, như vậy nên làm tốt cả hai thì hơn. Lý Quý Niên do dự một chút rồi trả lời. Vương Tử Quân khẽ cười với lời nói nịnh nọt của Lý Quý Niên. Nếu đã như vậy thì hỏi các đồng chí Cục Công an xem Trịnh Khiếu Đống có liên quan thế nào đến sự việc này, cũng thích hợp cùng đàm phán với công ty Kim Nhi Bản. Vương Tử Quân nói rồi bấm điện thoại gọi cho đồng chí Tân, mời Bí Thư ủy Ban Tư pháp Tống Ích Dân và Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm đến phòng làm việc của mình một chuyến. Mễ Hoa Lâm đã chờ trong phòng làm việc của đồng chí Tân từ sáng sớm. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại phân phó của Vương Tử Quân, Mễ Hoa Lâm nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Bí Thư Vương. Lúc này Mễ Hoa Lâm tuy vẫn gọn gàng đường hoàng nhưng hai mắt có tơ máu lại biểu hiện chút mỏi mệt. Vương Tử Quân khoát tay với Mễ Hoa Lâm, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống. Cục trưởng Hoa Lâm, đã tìm ra tung tích Trịnh Khiếu Nam chưa? Trước khi gặp mặt Vương Tử Quân thì Mễ Hoa Lâm thật sự tràn đầy không yên, tuy hắn là người của Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này phát sinh vấn đề. Trong lòng thật sự đổ mồ hôi. Bí Thư Vương, chúng tôi đang điều tra. Mễ Hoa Lâm khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Mễ Hoa Lâm rồi trầm giọng nói. Để xảy ra chuyện này cần phải rút ra bài học sâu sắc, anh là Cục trưởng Cục Công an, bây giờ anh phải dùng tốc độ nhanh nhất để bắt giữ đào phạm. Quan trọng là anh cần đẩy mạnh hoạt động chấn chỉnh trật tự trị an trong thành phố La Nam, cần phải nắm thật chặt đại cục, làm tốt công tác ổn định. Mễ Hoa Lâm nghe lời nói của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, tuy Bí Thư Vương nói đến trách nhiệm của mình, thế nhưng lại không dùng gậy đánh chết, đây cũng là một an ủi lớn với hắn. Khi hai người nói chuyện thì Tống Ích Dân gõ cửa đi vào, hắn thấy bốn người ngồi nói chuyện trong phòng, thế là khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân rồi ngồi xuống bên cạnh Mễ Hoa Lâm. Bí Thư Tống đến rất đúng lúc, chỗ này của tôi có một vấn đề cần hỏi anh, bây giờ có chứng cứ chứng minh Trịnh Khiếu Đống có liên quan đến vụ Trịnh Khiếu Nam bỏ trốn hay không? Tống Ích Dân nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí Thư Vương, theo như căn cứ chính xác mà chúng tôi có được, ngày hôm qua Trịnh Khiếu Nam bỏ trốn khỏi bệnh viện, Trịnh Khiếu Đống và bố cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Mặt khác chúng tôi mời Trịnh Khiếu Đống đi qua, chính là yêu cầu hỗ trợ điều tra. Mễ Hoa Lâm nghe Tống Ích Dân nói đến đây thì bàn tay có hơi căng cứng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Nếu đã không có chứng cứ thì cũng không nên trì hoãn. Thế này đi, Cục trưởng Mễ nên tiến thêm một bước xâm nhập điều tra vụ án Trịnh Khiếu Nam, khi cần Trịnh Khiếu Đống hỗ trợ thì nhanh chóng mời đến. Nếu như hôm nay không có chuyện gì, vậy thì để anh ấy đến hỗ trợ phòng công thương đàm phán hạng mục với công ty Kim Nhi Bản. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng vẫn đen nhẻm, hắn nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó cùng Lý Quý Niên rời khỏi phòng. Bí thư Vương, chuyện này Trịnh Khiếu Đống là người có hiểm nghi lớn nhất, nếu như không phải là hắn, ai có thể cứu em trai của hắn ra khỏi bệnh viện được. Mễ Hoa Lâm thấy trong phòng chỉ còn lại hai người thì trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Mễ Hoa Lâm, hắn trầm giọng nói. Trịnh Khiếu Đống là người có hiểm nghi, điều này tôi biết rõ, tin chắc ai cũng biết rõ, nhưng tôi hỏi anh một câu, anh có chứng cứ không? Vẻ mặt Mễ Hoa Lâm chợt trở nên khó chịu, nếu có chứng cứ thì hắn đã sớm bắt Trịnh Khiếu Đống theo đúng luật. Nhưng Trịnh Khiếu Đống là người rất nghiêm mật, thế cho nên Cục Công an căn bản chưa tìm ra được bất kỳ căn cứ chính xác nào. Bí thư Vương, Cục trưởng Mễ cũng là vì sốt ruột mà thôi. Hôm qua vừa đi làm thì Cục Công an tỉnh đã gọi điện thoại đến hung hăng phê bình Cục Công an thành phố La Nam. Tống Ích Dân có quan hệ khá tốt với Mễ Hoa Lâm, lúc này thấy Mễ Hoa Lâm bị Vương Tử Quân phê bình thì vội vàng mở miệng giúp đỡ. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn nói. Cục trưởng Mễ, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng có một số việc không nên thực hiện theo cảm tính. Bây giờ anh đang đứng trên lập trường của Cục Công an để suy xét vấn đề. Vâng, Bí thư Vương. Mạc Đức Lương đứng thẳng người lên rồi trầm giọng nói. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phòng làm việc của Vương Tử Quân có vài bộ điện thoại, bây giờ chiếc điện thoại màu đỏ được giữ bí mật chợt đổ chuông, hắn nhìn dãy số rồi nghe máy. Chào ngài, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là Triệu Điền Trạch. Âm thanh bình tĩnh nhẹ nhàng truyền đến, trong lời nói còn có vài phần nụ cười. Chào Bí thư Triệu. Vương Tử Quân nghe thấy người giới thiệu thân phận thì vội vàng cười nói. Tuy Vương Tử Quân không có nhiều lần liên hệ với Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Triệu Điền Trạch, thế nhưng vẫn rất tôn trọng vị thường ủy tỉnh ủy này. Hắn hào hỏi Triệu Điền Trạch, sau đó suy tư về cuộc điện thoại của đối phương. Chương 697, cúi người bảo trì bình thản. Triệu Điền Trạch nói vài câu với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí thư Tử Quân, tôi nghe nói hai ngày nay ở thành phố La Nam không quá ổn định. Vừa mới phát sinh sự kiện phạm nhân tự sát, bây giờ lại cho kẻ hiểm nghi đào tẩu, những sự kiện này liên tục phát sinh, thành phố La Nam thật sự phải chú trọng đẩy mạnh công tác hơn nữa mới được. Bí thư Triệu, cảm ơn sự quan tâm của ngài, thị ủy cực kỳ coi trọng sự kiện này, chúng tôi đã thành lập tổ chuyên án với điện thoại Tống Ích Dân là tổ trưởng, không những đuổi bắt kẻ hiểm nghi Trịnh Khiếu Nam, còn phải điều tra vụ này đến cùng. Mặc kệ liên quan đến ai, đều xử lý thật mạnh, cực kỳ nghiêm khắc, không nuông chiều cho bất kỳ ai. Tốt, Bí thư Vương, tôi thật sự mong chờ các anh có thái độ như vậy. Hôm nay Cục trưởng Cao Cục Công an tỉnh đã nói chuyện với tôi, anh ấy nói Cục Công an thành phố La Nam là khá tốt, đồng chí Mễ Hoa Lâm công tác rất nhiệt tình, đáng để khẳng định. Nhưng đồng chí Mễ Hoa Lâm dù sao cũng công tác một thời gian ngắn, còn chưa quen thuộc sự vụ của Cục Công an, vì vậy nên ý kiến của Cục Công an tỉnh là phái một đồng chí trưởng thành nghiệp vụ đến hỗ trợ đồng chí Mễ Hoa Lâm. Triệu Điền Trạch nói đến đây thì có hơi dừng lại. Tôi cảm thấy phương án này là rất tốt. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Bí thư Triệu, thật sự là quá đúng lúc, tôi đang do dự xem có nên cầu viện với ngài không, bây giờ ngài lại đưa người đến, thật sự phải cảm tạ ngài rồi. Ha ha ha, Bí thư Tử Quân, tôi rất thích nghe câu nói này của anh, nếu anh thật sự muốn cảm tạ tôi, khi nào về tỉnh thành nhớ mời cơm tôi là được. Triệu Điền Trạch có chút hưởng thụ với tình huống Vương Tử Quân sảng khoái tiếp nhận lời đề nghị của mình. Thế cho nên giọng điệu có chút vui sướng. Sau khi hàn huyên hai câu với Triệu Điền Trạch thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, lúc này vẻ mặt Tống Ích Dân và Mễ Hoa Lâm cũng có chút xấu hổ. Đặc biệt là Mễ Hoa Lâm, Bí thư Vương tiếp nhận một vị phó cục trưởng từ Cục Công an tỉnh, rõ ràng nó có sự uy hiếp với vị trí cục trưởng của hắn. Bí thư Vương, Cục Công an tỉnh muốn nhúng tay vào công tác của Cục Công an thành phố chúng ta sao? Tống Ích Dân nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Hắn và Mễ Hoa Lâm tuy có quan hệ không tệ, vì vậy vào thời điểm này hắn không thể không ra mặt hỏi.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn Tống Ích Dân, sau đó nói. Lúc này hai sự việc diễn ra liên tiếp đã đưa Cục Công an lên đầu sóng ngọn gió, Cục Công an tỉnh muốn hỗ trợ chúng ta, không phải rất tốt sao? Nhưng, Mễ Hoa Lâm nói ra một chữ thì lại nuốt lời vào bụng, hắn tuy không nói ra nhưng Vương Tử Quân và Tống Ích Dân vẫn hiểu rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, hắn thản nhiên nói. Dù là từ đâu đến đều phải phối hợp công tác, đồng chí Hoa Lâm, anh phải bày ra vị trí chính đáng của mình, vì anh là Cục trưởng Cục Công an. Chương 697, cúi người bảo trì bình thản 2. Vẻ mặt Mễ Hoa Lâm có chút thoải mái, Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy rõ ràng là ủng hộ mình, ủng hộ một vị Cục trưởng Cục Công an không có nhiều lý lịch. Hắn vừa lên nhận chức thì nhiều sự việc xảy ra, hắn chỉ mong chờ vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Nếu không có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, như vậy chức vụ Cục trưởng Cục Công an của hắn xem như chấm dứt. Hoa Lâm, anh phải thay đổi ý nghĩ của mình, dù là án lớn, nhưng anh phải nắm chặt trọng điểm, đồng thời còn phải đẩy mạnh hoạt động bảo vệ trật tự trị an, đả kích phần tử tội phạm. Cần phải đánh đuổi tội phạm, giữ hình tượng của Cục Công an thành phố La Nam. Vương Tử Quân dù không muốn nhúng tay quá nhiều, thế nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được phải trầm giọng nói. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm. Cục Công an chúng tôi sẽ mượn cơ hội này để cho ra kế hoạch thật nghiêm, sẽ cho ra hành động trăm ngày đảm bảo trật tự trị an. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Mễ Hoa Lâm đã chuẩn bị sẵn vài thứ, bây giờ hắn nói rồi lấy từ trong cặp ra một phần tư liệu đặt trên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận tư liệu nhìn qua, lúc này mới cười nói. Có ý nghĩ như vậy là tốt, Hoa Lâm, bây giờ đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La đều sắp khởi công. Trách nhiệm trên vai các anh là rất nặng, nhất định phải làm tốt công tác hộ giá hộ tống để xây dựng hai hạng mục này. Vương Tử Quân vừa nói vừa đặt văn kiện xuống. Khi nào thì tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí cảnh sát hy sinh? Đến lúc đó tôi và Chủ tịch Lý sẽ tự mình đến. Mễ Hoa Lâm rất đau đớn vì cái chết của viên cảnh sát kia, lúc này Vương Tử Quân chủ động nói muốn tham gia lễ truy điệu, không chỉ là an ủi đối với người chết. Rõ ràng hành động này còn tuyên cáo một vấn đề, Vương Tử Quân sẽ luôn giúp đỡ Mễ Hoa Lâm. Cảm ơn Bí Thư Vương. Mễ Hoa Lâm gật gật đầu với Vương Tử Quân, biểu hiện tất cả cảm kích trong lòng ra ngoài. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn không nói thêm điều gì, chỉ ném ánh mắt về phía Tống Ích Dân. Dù là tự sát trong trại tạm giam hay là Trịnh Khiếu Nam đào tẩu, hai sự kiện này chỉ hướng về phía chất lượng đập chứa nước. Bí Thư Tống. Các anh nên tăng cường công tác điều tra vụ án đập chứa nước, phải làm sao để điều tra thật sự rõ ràng. Tống Ích Dân gật đầu nói. Viện Kiểm sát đang tiến thêm một bước xâm nhập điều tra, tôi tin tưởng không bao lâu nữa sẽ cho ra kết quả. Hai ngày sau đó Vương Tử Quân và Chủ tịch Lý Quý Niên tự mình dự lễ truy điệu của viên cảnh sát vừa hy sinh. Trong lễ truy điệu, Vương Tử Quân yêu cầu toàn bộ cảnh sát thành phố nhất định phải phấn chấn tinh thần, phải cố gắng tiến lên, kiên quyết đấu tranh với phần tử phạm tội. Trong lễ truy điệu này, Cục Công an thành phố tuyên bố triển khai mở rộng hành động trăm ngày lập lại trật tự trị an, tiến hành đả kích thật nghiêm các hoạt động phạm tội trái pháp luật. Hành động này triển khai đã đạt được hiệu quả rất tốt, đám côn đồ lưu manh ở thành phố La Nam có một phần bị bắt, một phần chạy trốn đi nơi khác, thành phố La Nam cũng không phục lại vẻ bình tĩnh. Chỉ là hành động lần này tuy bắt được rất nhiều người, thế nhưng những người có liên quan đến vụ án Trịnh Khiếu Nam vẫn không bắt được. Điều này làm cho Cục trưởng Mễ Hoa Lâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Khi Cục Công an thành phố đang mở rộng hoạt động đả kích tội phạm lập lại trật tự, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, hắn lại đi xuống huyện Dương Phong. Hắn cùng đám người bí thư huyện ủy Nhan Sĩ Tắc nghiên cứu tình huống của huyện Dương Phong, sau đó lại đi đến núi Cô Yên Sơn. Trước khi đi đến thì Vương Tử Quân cũng đã nói ra ý nghĩ của mình với Nhan Sĩ Tắc, tuy Vương Tử Quân nói đó chỉ là ý tưởng sơ bộ. Thế nhưng Nhan Sĩ Tắc đã xem mình là một phần tử của nhóm Vương Tử Quân, hắn xem đó là chỉ thị cao nhất của Bí Thư Vương. Trên đường đi hắn chủ yếu nghĩ xem làm thế nào để kết hợp ý nghĩ của Vương Tử Quân, biến ý nghĩ này thành sự thật. Bí Thư Vương, lúc này tổ làm phim chủ yếu là thuê ở tại Tam Thanh Quan, tôi nghe Triệu Thiết Trùy của xã Tôn ra câu nói, tiến độ quay phim là khá nhanh. Nhan Sĩ Tắc chợt nói ra một câu chuyện cười. Những nữ diễn viên đóng phim thật sự quá đẹp. Bây giờ cứ mỗi lần quay phim thì Tam Thanh Quan lại chật kín. Vì để áp chế những thanh niên trong núi, Triệu Thiết Trùy đã đưa cả bộ phận cảnh lực của đồn công an xã đến Tam Thanh Quan. Ha ha ha, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Vương Tử Quân cười hai tiếng, sau đó hắn trầm giọng nói.
nhưng Triệu Tam Trùy làm rất tốt, rất nhiều chuyện phải làm tốt công tác để phòng rắc rối. Nhóm người Vương Tử Quân vẫn ngồi máy kéo đến xã Tôn Gia Câu. Dọc theo con đường này nhìn thấy công tác thi công đường rất khẩn trương, hắn thấy 7-8 đội xây dựng đang hăng say lao động. Nhan Sĩ Tắc nhìn vẻ mặt vui mừng của Vương Tử Quân, thầm nghĩ trong lòng, chính mình xem như làm đúng rồi. Lần đầu tiên Vương Tử Quân đến núi Cô Yên Sơn, hắn phát hiện Vương Tử Quân rất coi trọng Cô Yên Sơn, vì thế mà hắn nhanh chóng thông qua phương án xây dựng đường ở xã Tôn Gia Câu, dù tình hình tài chính rất căng nhưng vẫn cố gắng bỏ ra 1 triệu. Bí thư Vương, người dân xã Tôn Gia Câu rất ủng hộ xây dựng con đường này, không những miễn phí đất, lại bỏ công bỏ sức cùng nhau làm đường. Lúc này có 2/3 số người trong thôn đến tham gia hỗ trợ xây dựng đường. Nhan Sĩ Tắc đưa tay chỉ về phía đám người rồi nói. Vốn con đường này dự tính là làm 3 tháng mới xong, nhưng vì có lực lượng của nhân dân, sợ rằng chỉ cần nửa tháng là hoàn thành rồi. Vương Tử Quân nhìn con đường đã kiến tạo được vài phần cơ bản, thế là khẽ gật đầu. Tuy Nhan Sĩ Tắc tu sửa con đường cũng chỉ là vì mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ với phương diện xây dựng này. Dù Nhan Sĩ Tắc xuất phát từ tâm lý gì, chỉ cần làm tốt con đường, như vậy sẽ là một chuyện tốt cho người dân xã Tôn Gia Câu. Sau nửa giờ thì nhóm người Vương Tử Quân đến Tam Thanh Quan, nếu so với dĩ vãng thì lúc này Tam Thanh Quan rất huyên náo, không ít người trèo lên đầu tường để nhìn vào bên trong. Nhan Sĩ Tắc nhìn tình huống lộn xộn thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, phát hiện nụ cười trên mặt Bí Thư Vương cũng không tiêu tán, thế cho nên mới thở ra một hơi. Chẳng qua hắn vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn đám người Triệu Thiết Trùy. Nhân viên công tác của đồn công an đang canh giữ cửa nhanh chóng mở đường cho nhóm người Vương Tử Quân đi vào, khi Vương Tử Quân đi vào thì một bóng người mập mạp đã nhanh chóng chạy đến. Chào Bí Thư Vương! Tiêu Quảng Niên nhanh chóng tiến lên, còn chưa đi đến gần đã nhanh chóng duỗi hai tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng cười cười với sự nhiệt tình của Tiêu Quảng Niên, hắn vươn tay bắt chặt tay Tiêu Quảng Niên rồi cười nói. Giám đốc Tiêu, vài ngày không gặp, lúc này hình như anh mập hơn trước thì phải. Tiêu Quảng Niên vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa nghiêm mặt nói. Bí thư Vương, thật sự không thể không mập được. Trước kia tôi ở thành phố ăn thứ gì cũng không thấy ngon, bây giờ đến Tôn Gia Câu, tôi xem như được hưởng phúc. Chưa nói đến những thứ khác, hiện tại mỗi ngày đều ăn một con gà núi, cuộc sống này rõ ràng còn sướng hơn cả thần tiên. Vương Tử Quân nghe xong lời Tiêu Quảng Niên thì trong lòng khẽ động, hắn là một người trọng sinh, hắn biết những món thịt gia cầm được nuôi công nghiệp là thế nào. Tuy vẫn có chất dinh dưỡng, thế nhưng hương vị kém so với gà thả vườn rất nhiều. Nếu như lúc này vùng núi La Nam phát huy ưu thế, tiến hành đẩy mạnh chăn nuôi và trồng rau, không phải cũng là một con đường phát triển rất tốt sao? Lúc này Vương Tử Quân không quá lo lắng về phương diện tiêu thụ rau xanh, chỉ cần có thể mở ra thương hiệu, căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Bí thư Vương, mời ngài vào bên trong. Hi hi, tôi nói cho ngài biết, lần này tôi mời 2 diễn viên nổi tiếng đến quay phim. Tiêu Quảng Niên nói đến đây thì chớp mắt tiếp tục. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ căn cứ vào 2 người này cũng đủ làm cho bộ phim sinh lợi rồi. Vậy thì quá tốt. Vương Tử Quân thuận miệng ứng phó với Tiêu Quảng Niên, hắn cất bước đi vào Tam Thanh Quan. Khi hắn đi vào đạo quan, chợt thấy một cô gái áo xanh đang bay lên. Nhẹ như lông hồng, uyển chuyển như du long. Vương Tử Quân thấy cô gái được đạo cụ đưa lên giống như tiên nữ hạ phàm, trong lòng không khỏi sinh ra vài luồng suy nghĩ. Nhưng điều làm hắn lay động tâm thần không phải là cô gái này quá đẹp, chính là cô gái làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Không ngờ Tiêu Quảng Niên lại mời nàng. Vương Tử Quân vốn tưởng rằng sau sự kiện kia thì 2 người sẽ là cách biệt Nam Bắc không thể gặp lại, nhưng hắn thật sự không ngờ lại gặp nàng ở chỗ này. Khi hắn đang cực kỳ kinh ngạc thì cô gái kia cũng chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua. Liêu An Như cũng có chút run rẩy, nàng vốn đang diễn, thế nhưng khi thấy người kia thì cũng sững sờ. Nàng không ngờ có thể gặp lại Vương Tử Quân ở chỗ này. Tuy Liêu An Như luôn chú ý đến Vương Tử Quân, đến đây quay phim cũng mong được gặp Vương Tử Quân, lúc này nàng thấy hắn, nhìn thấy người đàn ông giống như mất đi trong cuộc sống của mình, nàng chợt phát hiện hình bóng của hắn chưa từng biến mất trong lòng mình. Lúc này Liêu An Như đã quên đi tất cả, nhưng ánh mắt cố chấp vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Tốt, đúng là ánh mắt như vậy, An Như, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay cảnh khác. Đạo diễn trẻ tuổi họ Trần với mái tóc khá dài, tuy nhìn qua có vẻ khó coi hơn bộ dạng công thành danh toại vào kiếp trước, nhưng nhìn qua lại có vẻ tinh thần hơn. Một câu nói của đạo diễn Trần làm cho Liêu An Như nhanh chóng tỉnh táo trở lại,
nàng không ngờ tình huống mình thất thần vì gặp mặt Vương Tử Quân lại giúp quay xong một cảnh khó. Tại sao lại là như vậy? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nam diễn viên chính trong bộ phim với mình, nàng chợt cảm thấy đỏ mặt, đối phương không phải là của mình vẫn còn tình cảm mạnh mẽ vậy sao? Đạo diễn Trần, An Như, mọi người đến ra mắt Bí Thư Vương. Tiêu Quảng Niên thấy cảnh quay đã xong, thế là vội vàng vẫy tay gọi đạo diễn Trần và Lưu An Như đến. Đạo diễn Trần nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó chậm rãi đi đến, nhưng nhìn vào vẻ mặt lại thấy hắn có chút mất hứng. Khi hắn đi đến bên cạnh Lưu An Như thì khẽ nói. An Như, nếu cô không quan tâm đến những người làm quan như thế này thì cũng không cần mở miệng. Lưu An Như rất tình nguyện nói chuyện với Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy đạo diễn Trần nói như vậy thì thật sự sinh ra cảm giác không thoải mái. Vị đạo diễn này tuy rất kiêu ngạo nhưng rất quan tâm đến nàng, nói như vậy cũng tràn đầy thiện ý với nàng. Vì vậy Lưu An Như có chút trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu với đối phương. Bí Thư Vương, đây là đạo diễn Trần, còn vị nữ sĩ này, chính là ngôi sao ca nhạc và diễn viên truyền hình nổi tiếng cả nước, là Lưu An Như tiểu thư. Tiêu Quảng Niên thấy hai người kia đi đến thì ưỡn bụng giới thiệu, khi hắn giới thiệu Lưu An Như thì lớn tiếng hơn một chút, rõ ràng đang rất nể mặt Lưu An Như. Vương Tử Quân nhìn Lưu An Như với trang phục cổ trang, hắn cười cười khoát tay với đạo diễn Trần. Tôi đã được nghe đại danh của đạo diễn Trần, rất vui khi được gặp mặt. Đạo diễn Trần khẽ gật đầu và dùng giọng tùy ý nói. Chào Bí Thư Vương. Kiếp sống diễn viên gần đây đã xóa đi những non nớt dĩ vãng của Lưu An Như, bây giờ đừng nói là trước mặt một người, dù đối mặt với ngàn vạn người thì nàng vẫn thản nhiên như không. Nhưng khi ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía nàng, nàng vẫn không khỏi cảm thấy trái tim chợt gia tốc. Vương Tử Quân sẽ chào hỏi mình thế nào? Lưu An Như thật sự vì nghi vấn này mà cảm thấy không yên. Vương Tử Quân cũng rất không bình tĩnh, đây là cô gái đã chung giường gối với hắn 30 năm, hôm nay tuy vì đi theo con đường khác mà khí chất biến đổi, nhưng dung nhan vẫn như xưa, vẫn có vài phần quen thuộc. Nhưng hai người bây giờ xem như phát triển theo hai đường song song, không còn cơ hội cắt ngang nhau. Vương Tử Quân khẽ hít vào một hơi, hắn cố gắng chôn sâu cảm giác rung động vào lòng. Chào cô, Lưu An Như. Không ngờ lại gặp cô ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân khẽ vươn tay dùng giọng bình tĩnh nói. Lưu An Như nghe thấy Vương Tử Quân xưng hô như vậy thì không hiểu vì sao lại thấy kinh hoàng, nàng vô thức vươn tay mình ra, bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chào Bí Thư Vương, rất vui được gặp ngài. Bí Thư Vương và Lưu Tiểu Thư có quen biết sao? Đây thật sự quá tốt. Bí Thư Vương, chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta vào trong uống trà. Tiêu Quảng Niên thấy hai người chào hỏi nhau thì lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chợt tươi cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Vậy thì đi dùng trà. Đám người nhan sĩ tắc gần đây luôn xem Vương Tử Quân là chính, thấy Bí Thư Vương nói đi uống trà thì cùng đi vào bên trong. Lưu An Như là một cô gái xinh đẹp tao nhã, ai cũng thấy nàng là nhan tuyển tốt để nói chuyện với Bí Thư Vương. Chương 698, duyên phận thật sự là không thể nào nói rõ. Vương Tử Quân sau khi trải qua nhiều biến cố thì có chút sợ số mệnh, cảm thấy cuộc sống tụ tán vô thường, chỉ sợ đều có căn nguyên nhân quả. Vương Tử Quân gặp mặt Lưu An Như giống như minh chứng cho điều này. Lúc này Lưu An Như đã thay đổi một bộ trang phục mới, nàng thật sự quá đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta chột dạ. Vương Tử Quân không dám nhìn nàng quá cẩn thận, giống như cô gái này càng lớn càng trắng trẻo, dáng người càng cao gầy, hai mắt làm cho người ta căn bản không dám đối mặt. Nàng mặc một chiếc áo lông trắng, váy dài màu xanh, bộ dạng cực kỳ đầy đặn. Vương Tử Quân dù cũng xem như là người có kinh nghiệm, hôm nay nhìn thấy Lưu An Như lại giống như một sinh viên đang yêu. Thế nhưng vì nhiều năm tu luyện nên hắn không biểu hiện ra bên ngoài, tuy trong lòng gió thổi mây tuôn nhưng vẻ ngoài vẫn chậm rãi, bình tĩnh, ung dung. Người quen biết với Vương Tử Quân chính là ngôi sao nổi tiếng cả nước, lại là một mỹ nữ, thế cho nên hắn nên biểu hiện thật tốt. Dù sao đây cũng là tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào. Lưu An Như cũng muốn trò chuyện vài câu với Vương Tử Quân, dù những năm qua số đàn ông theo đuổi nàng rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những người vĩ đại, nhưng trong lòng nàng căn bản không thể nào bỏ đi gánh nặng kia được. Người đàn ông này giống như một ngọn núi cao vắt ngang lòng nàng, dù nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào, nàng cũng chỉ có thể coi là người thường mà thôi. Ba chữ Vương Tử Quân thật sự khó thể nào xóa nhòa được trong tâm trí nàng. Lưu An Như càng trưởng thành càng trở thành một người phụ nữ lý trí, nàng cũng đã nhiều lần cảnh tỉnh chính mình, không phải chỉ một lần cố gắng quên người đàn ông này. Nhưng bây giờ khi nàng ở đối diện với hắn,
nàng chợt cảm thấy mình hít thở khó khăn, chỉ cảm thấy có một vật chất vô hình nào đó tràn ngập cõi lòng, làm cho chính mình mất hồn mất vía. Tổng giám đốc Tiêu, Lưu tiểu thư vẫn còn nhiều việc phải làm, hôm nay quay phim cũng không thuận lợi, nếu không bỏ ra thêm chút sức, chỉ sợ sẽ khó thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Giọng nói của đạo diễn Trần chợt vang lên. Tiêu Quảng Niên có chút căm tức, đạo diễn Trần kia sao lại không có ánh mắt như vậy? Biết đâu trong mắt đạo diễn Trần thì Vương Tử Quân chỉ là một quan viên địa phương, hắn cũng không quan tâm, cùng lắm thì không cần quay phim ở thành phố La Nam. Nhưng Tiêu Quảng Niên thì lại khác, hắn sở dĩ có thể quay bộ phim này cũng là vì Vương Tử Quân hỗ trợ, lúc này hắn sao dám làm cho Vương Tử Quân mất hứng. Đạo diễn Trần, hôm nay Bí Thư Vương đến thị sát, mọi người nghỉ ngơi một ngày, tất cả phí tổn tôi gánh hết. Tiêu Quảng Niên là một nhà đầu tư, hắn nói ra những lời này với nội dung cảnh tỉnh đạo diễn Trần, đừng cố gắng làm cho mình không thoải mái. Nhưng đáng tiếc là đạo diễn Trần lại không nể mặt Tiêu Quảng Niên, hắn thấy hôm nay Liêu An như cứ mãi mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, trong lòng thật sự không thoải mái. Hắn rất nắm chắc tâm lý, phụ nữ có trạng thái như vậy, rõ ràng đã coi trọng người đối diện. Nếu người phụ nữ biểu hiện thiên tính của mình trước mặt đàn ông, lại tỏ ra mềm mại phóng túng, dịu dàng ngoan ngoãn, lại có vẻ tùy hứng, săn sóc quan tâm, rõ ràng lại càng rơi vào lưới tình. Lúc này Liêu An như thật sự không khác gì một người phụ nữ đang có biểu hiện nguy hiểm trong mắt đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần nghĩ đến đây mà dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn Liêu An như, hai mắt chợt sinh ra cảm giác đau nhức. Hắn chợt cảm thấy Vương Tử Quân đến thị sát giống như là có âm mưu, thầm nghĩ đến sự việc sẽ phát sinh, thế là trong lòng càng không thoải mái. Một người phụ nữ xinh đẹp trong trắng tinh khiết như thế này sao có thể cho vào trong tay tên kia? Cho dù đối phương có là quan viên cấp bậc nào cũng là như vậy mà thôi. Vì thế đạo diễn Trần cũng dùng giọng không chút khách khí nói với Tiêu Quảng Niên. Tổng giám đốc Tiêu, chúng ta mỗi ngày đều có kế hoạch rõ ràng, nếu như hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ trễ nãi kỳ hạn công trình. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đạo diễn Trần, hắn đã thầm hiểu ý nghĩ của đối phương, hắn cười cười nói. Đạo diễn Trần, tôi đến đây chỉ một lát mà thôi, không bằng các anh nghỉ ngơi một chút, vừa vặn tôi cũng có vài việc cần thương lượng với anh. Tiêu Quảng Niên nãy giờ luôn đặt trái tim lên cuống họng, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì nhanh chóng lên tiếng phụ họa. Đúng đúng đúng, làm việc cần phải kết hợp với nghỉ ngơi, nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi nói sau. Đoàn người lúc này đã được Huyền Chân đạo nhân đưa vào bên trong đạo quán, bên trong đã sớm chuẩn bị phòng. Huyền Chân đạo nhân pha trà rót nước rồi lui ra. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn cảm thấy người có hơi nóng lên, lúc này cảm giác mệt mỏi vì đi đường núi đã biến mất không còn. Bí Thư Vương, con người của tôi ngoài phim ảnh thì cũng không hiểu gì khác, ngài đến tìm tôi có phải là nói về chuyện làm phim không? Đạo diễn Trần nhìn thấy Liêu An như được sắp xếp ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, thế là trên mặt chợt có chút khó chịu. Vương Tử Quân cười cười nói. Đạo diễn Trần, ngài thật sự nói đúng, tôi đến tìm ngài cũng là vì có vài quan điểm liên quan đến phim ảnh. Ánh mắt đạo diễn Trần xẹt qua người Liêu An Như, khi hắn thấy Liêu An Như dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Tử Quân, trong lòng càng bùng lên cảm giác ghen tuông. Dù hắn chưa từng thổ lộ với Liêu An Như, thế nhưng từ sau khi Liêu An Như tham gia tổ đóng phim, hắn nghĩ rằng đó chỉ là sự việc sớm muộn mà thôi. Không ngờ Bí Thư Vương lại cũng là người có hứng ở phương diện phim ảnh. Tôi đã nghe giám đốc Tiêu nói ngài đã từng xem qua kịch bản phim Thiên Kiếm Vấn Tình. Có câu người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, bây giờ tôi quay bộ phim này và vẫn cảm thấy gặp phải vài vấn đề khó khăn, không biết Bí Thư Vương có thể chỉ điểm cho một hai phần được không? Đạo diễn Trần nói đến đây thì tỏ ra khiêm tốn thỉnh giáo, thế nhưng lời nói lại căn bản làm cho người ta cảm thấy hắn không có tâm tư thỉnh giáo. Tiêu Quảng Niên đứng thẳng người lên, hắn tuy chỉ là người đầu tư, thế nhưng hắn biết một người làm đạo diễn sẽ có kiến thức nghệ thuật rất rộng, căn bản không phải là người thường có thể so sánh được. Vương Tử Quân tuy là người kiến thức rộng, nhưng dù sao thì người ngành nào biết ngành ấy, đạo diễn Trần đặt câu hỏi như vậy, chẳng phải đang cố ý làm khó Vương Tử Quân sao? Liêu An như lúc này chợt nhíu mày, nàng thật sự có chút căm tức đạo diễn Trần. Nàng biết rõ đây là đối phương đang gây khó cho Vương Tử Quân, thế là chút hảo cảm với đạo diễn Trần chợt tan biến sạch sẽ. Nhưng lúc này đạo diễn Trần đang hỏi Vương Tử Quân, nàng thật sự không giúp được gì. Nhan Sĩ Tắc cũng thầm mắng trong lòng, hắn là bí thư huyện Dương Phong, cũng không dễ dàng gì khi mời bí thư vương xuống huyện của mình. Bây giờ bí thư vương đang vui vẻ, sao lại có thể để cho tên kia dội vào một gáo nước lạnh cho được.
Nhưng lúc này Nhan Sĩ Tắc dù cố tình cứu Vương Tử Quân ra cũng không đủ lực, từ sau khi hắn lên làm bí thư huyện ủy thì tâm cả tâm tư đặt vào phương diện đấu thiên đấu địa và đấu người, nào có thời gian xem phim này nọ. Lúc này hắn căn bản còn chưa tiếp xúc qua kịch bản kia, nào có thể nói gì được. Còn bà nó, đợi đến khi bí thư Vương rời khỏi huyện Dương Phong, ông sẽ không cho các người tiếp tục làm phim ở đây nữa. Nhan Sĩ Tắc là một cán bộ đi lên từ cơ sở, hắn cũng không phải là một người dễ trêu vào. Khi Nhan Sĩ Tắc đang thầm tính toán thì tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này trong lòng những nhân viên đi theo Vương Tử Quân cũng thầm nghĩ, bí thư nên nói mình không phải là người trong nghề, nào vượt mặt được nhân sĩ chuyên nghiệp. Như vậy cũng không có vấn đề. Cũng không ai ngờ lúc này Vương Tử Quân căn bản là không chút căng thẳng, nếu như đạo diễn Trần hỏi về kịch bản khác, hắn có lẽ phải nói ra vài lý do để mình thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Nhưng hắn thật sự đã từng xem bộ phim Thiên Kiếm Vấn Tình, cũng xem qua tuần san những câu nói của đạo diễn Trần liên quan đến bộ phim, cũng được đọc những lời bình của các nhân sĩ trong ngành, thế cho nên hắn căn bản là không chút sợ hãi. Vương Tử Quân đã có tính toán từ trước, hắn trầm giọng nói. Đạo diễn Trần, tôi không quá rõ quay phim diễn xuất như thế nào, thế nhưng tôi căn cứ vào kịch bản, cảm thấy nó nên chú trọng vài trọng điểm, như thế mới có thể đạt được hiệu quả xứng đáng. Đạo diễn Trần vốn đang chờ Vương Tử Quân nói mình không am hiểu về nghệ thuật, không ngờ đối phương chẳng những không nói như vậy, còn bắt đầu khoa chân múa tay can thiệp. Nhưng càng như vậy thì hắn càng vui vẻ, hắn là một đạo diễn nổi tiếng, đừng nói là một người căn bản không hiểu về làm phim như Vương Tử Quân, dù là thầy dạy hắn đến đây, hắn cũng có đủ cơ sở để biện luận. Tôi cảm thấy bộ phim này nên chú trọng văn hóa, bộ phim này chủ yếu là phụ trợ một chữ tình, nhưng lại càng chú trọng vào chữ tiên, dù sao cũng ẩn giấu văn hóa đạo gia. Hơn nữa khi làm phim cần chú trọng phối hợp màu sắc, tôi thấy bây giờ có nhiều bộ phim không chú trọng và không có biến đổi quá lớn với quần áo trang phục của nhân vật chính, đây rõ ràng là hiện tượng không tốt. Vì chúng ta làm phim về tiên, thế cho nên càng phải thông qua hoàn cảnh và phục sức để làm nổi bật phương diện này. Vương Tử Quân nói rất chậm, vì hắn vừa nói vừa phải suy xét và tìm kiếm từ ngữ. Lúc này vẻ mặt của đạo diễn Trần đang dần ở nên ngưng trọng. Khi Vương Tử Quân nói đến phương diện bộ phim không nên quá mức thác loạn, phải tô điểm thật sự rõ ràng như một bức tranh, ánh mắt của hắn dần trở nên nóng rực. Đạo diễn Trần là một người làm phim rất cố chấp, hắn có thể nói thật sự rất chú trọng đến bộ phim Thiên Kiếm Vấn Tình này. Nhưng lúc này lời nói của Vương Tử Quân lại làm cho đạo diễn Trần chợt hiểu ra nhiều thứ, mở ra cho hắn một cánh cửa khá, hơn nữa cánh cửa này rất gần với lý tưởng của hắn. Giống như hắn đang đi trên một con đường. Thế nhưng con đường này đi lên đỉnh núi, hắn đang ở dưới chân núi mà Vương Tử Quân đã đi đến đỉnh rồi. Bí thư Vương, những lời của ngài thật sự làm tôi chợt hiểu ra vài vấn đề, vốn tôi cũng không có quá nhiều hy vọng, nhưng ngài nói như vậy làm tôi càng có thêm lòng tin với bộ phim Thiên Kiếm Vấn Tình. Đúng rồi, Bí thư Vương, hôm nay dù thế nào thì ngài cũng phải chỉ đạo cho tôi một chút, xem như ngài bỏ ra chút thời gian, mong ngài cho tôi một cơ hội. Đạo diễn Trần nhanh chóng kéo tay Vương Tử Quân. Giống như sợ vị chuyên gia này bỏ chạy mà không cho mình cơ hội. Hắn mở miệng, lời nói có chút rối loạn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kích động của đạo diễn Trần, hắn khẽ gật đầu nói. Tôi cũng thích kịch bản của bộ phim này, bây giờ đã đến đây, nhất định cùng nhau tham khảo một chút, vừa vặn tôi còn có vài việc cần nhờ đạo diễn Trần hỗ trợ. Tiêu Quảng Niên nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân thì chợt thở dài một hơi, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía đạo diễn Trần lại có chút mê man. Hắn thầm nghĩ đạo diễn Trần thật sự không thể căn cứ vào tướng mạo được, người này có vẻ giống một tên ngốc, lại không ngờ có thể nói ra những lời nịnh hót như vừa rồi với bí thư Vương Tử Quân. Tiêu Quảng Niên nghĩ đến đây mà thầm nghĩ đạo diễn Trần trước nay luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình, không phải cảm thấy cấp bậc của mình không đủ sao. Nhan Sĩ Tắc thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đến những thứ này, thế là cảm thấy giống như công phu vuốt mông ngựa của mình giống như đang giảm xuống. Lúc này hắn cũng chợt phát hiện ra đám người làm công tác văn hóa kia còn tiến xa hơn cả mình ở phương diện này. Trong phòng ngoài đạo diễn Trần đang giữ chặt tay Vương Tử Quân, nếu nói có người hiểu sâu về Vương Tử Quân thì chỉ sợ chỉ là Liêu An Như. Với thành công hiện tại của Liêu An Như, nàng sở dĩ quay bộ phim này cũng không phải vì tiền thù lao cao vời, cũng là vì nàng thích nó. Bây giờ nàng cơ bản cảm thấy mình đã tiến vào trong trạng thái nhân vật, tuy nàng không phải người học tập chuyên nghiệp như đạo diễn Trần. Nhưng những năm qua nàng đã có nhiều kinh nghiệm thực tế, biết đâu nó đã tạo nên cái nhìn của riêng nàng. Trong lúc quay phim, nàng cảm thấy đạo diễn Trần là người rất tài giỏi, thế nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không đủ.
nhưng Liêu An Như lại căn bản không thể nói rõ không đủ ở điểm nào. Lúc này những lời của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Liêu An Như cực kỳ thừa nhận, làm cho nàng chợt sinh ra cảm giác như thấu hiểu tất cả. Nhưng lại đáng tiếc, nàng tuy nghĩ như vậy nhưng lại không nói nên lời. Bí thư Vương, đây là một vài cảnh quay của chúng tôi. Đạo diễn Trần vừa lấy vài đoạn phim đã thực hiện đưa đến vừa cầm lấy kịch bản mình đã sửa qua không biết bao nhiêu lần đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn kịch bản đầy chữ, trong lòng không cảm thấy kỳ quái vì sự thành công của người này. Đạo diễn Trần sở dĩ có thành công lớn, vì hắn quá cố chấp truy cầu ở phương diện này. Đạo diễn Trần sở dĩ có thể thành công và nổi tiếng khắp nơi vì bộ phim Thiên Kiếm Vấn Tình, tuyệt đối là vì hắn cực kỳ chú tâm vào bộ phim này. Lúc này Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là vạch ra vài vấn đề mà chính đạo diễn Trần sẽ tìm ra được, muốn giúp đạo diễn Trần bớt đi chút thời gian suy nghĩ mà thôi. Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế là hắn thầm nghĩ đến những lời bình của đạo diễn Trần và rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh về bộ phim này, sau đó cũng không quên nghĩ đến những lời bình luận của độc giả, sau đó mới cẩn thận nói ra. Đúng vậy, thì ra là như thế. Ha ha, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Khi Vương Tử Quân nói về cảnh quay vừa rồi, đạo diễn Trần chợt vỗ đùi cười ha hả nói. Đạo diễn Trần nhanh chóng lấy giấy bút ghi chép, lại nói. Thầy Vương, ngài nói sao? Tôi cảm thấy những thứ như vậy giống như có chút cạm bẫy thì phải. Vì đạo diễn Trần đang thỉnh giáo bí thư Vương nên đám người trong phòng căn bản không dám tùy ý mở miệng, bọn họ chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn bộ dạng cố chấp của đạo diễn Trần. Bọn họ tỏ ra cực kỳ bội phục. Đặc biệt là đám cán bộ huyện Dương Phong ít tiếp xúc với bí thư Vương càng cảm thấy đỏ mặt. Ai cũng thấy đạo diễn Trần tỏ ra cung kính như gặp Thái Sơn Bắc Đẩu, thật sự kính ngưỡng, lời nói nịnh nọt không dứt. Nếu nói người trong quan trường là cao thủ nịnh hót, lúc nào đám cán bộ nhìn đạo diễn Trần mà thật sự cảm thấy chênh lệch. Người ta là đạo diễn mà lại tự nguyện làm học sinh để thỉnh giáo bí thư Vương, hơn nữa biểu hiện lại cực kỳ chân thành, chuyên chú, lại rất chuyên nghiệp. Đạo diễn Trần rõ ràng đang biểu hiện cực kỳ tốt. Thế cho nên đám cán bộ cảm thấy khó thể vượt mặt được. Xem ra những người làm công tác văn hóa cũng rất đáng sợ. Triệu Thiết Trùy và đám cán bộ xã nghĩ đến thân phận làm công tác văn hóa của đạo diễn Trần, ánh mắt càng thêm nóng hừng hực. Những lời nói chú tâm học tập của đạo diễn Trần càng giống như rót vào lòng bọn họ. Bọn họ cảm thấy mình nhất định phải học hỏi đạo diễn Trần, dù thế nào thì người ta nói vài lời cũng đã làm cho Bí Thư Vương vui vẻ như hoa. Với biểu hiện của Bí Thư Vương hôm nay, nếu như nói Bí Thư Vương có thể quên đạo diễn Trần, điều này hoàn toàn là không thể nào xảy ra được. Đạo diễn Trần, các diễn viên đã nghỉ ngơi đủ thời gian, bọn họ hỏi ngài xem có nên tiếp tục hay không. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục làm phim đi vào trong phòng khẽ hỏi đạo diễn Trần. Anh nói gì, hôm nay không quay, bây giờ tôi đang học tập vài vấn đề với thầy Vương. Đạo diễn Trần cũng không ngẩng đầu lên, hắn trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên kia căn bản không hiểu rõ tình huống hiện tại, hắn ấp úng nói. Nhưng, đạo diễn, các diễn viên đều đang chờ. Đi sang một bên, không thấy tôi đang bận rộn sao? Đạo diễn Trần ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên giống như một con sư tử nổi giận, sau đó lại dùng giọng khiêm tốn nói với Vương Tử Quân. Thầy Vương, anh xem cái này nên làm sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cố chấp của đạo diễn Trần, trong lòng có chút đắc ý. Tuy hắn biết rõ kiến thức này căn bản không phải là của mình, nhưng hắn tin tưởng dựa vào đó đạo diễn Trần sẽ làm tốt hơn, quay phim thêm chân thật, như vậy là quá đủ rồi. Hơn một giờ trôi qua, đạo diễn Trần cuối cùng cũng hỏi xong những vấn đề mình quan tâm, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Bí Thư Vương thật sự rất sùng bái. Khi Bí Thư Vương khép kịch bản lại, hắn kéo tay Bí Thư Vương nói. Thầy Vương, nhân tài như ngài không làm điện ảnh thì thật sự là quá phí phạm. Nếu như ngài làm đạo diễn bộ phim này, tôi tình nguyện làm phụ tá để học tập kinh nghiệm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của đạo diễn Trần, hắn thầm cảm thấy chột dạ. Mình sở dĩ hiểu về nó cũng là vì trước kia yêu thích và tìm hiểu thông tin, nếu như mình tham gia, có ra thể thống gì sao? Không phải mình nói quá nhiều mà đả kích lòng tự tin của đạo diễn Trần đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy thì hắn rõ ràng mang tội lớn. Vương Tử Quân sợ đạo diễn Trần sẽ mất đi lòng tự tin với bộ phim. Thế nên nhanh chóng chặn lời. Ha ha, tôi chỉ là người ngoài tỉnh táo người trong cuộc u mê mà thôi, nếu như để tôi làm phim, tuyệt đối không bằng anh. Thầy Vương, ngài quá khiêm nhường rồi. Nói thật, tôi không những muốn học tập cách ngài làm phim, còn muốn học cách đối nhân xử thế. Con người của tôi trước nay phụ tài kiêu ngạo,
thường nâng mình hơn người, bây giờ xem ra phải sửa đổi. Khi đó tôi còn không phục, cảm thấy mình có bản lĩnh thì có thể kiêu ngạo, người ta chủ yếu là đố kỵ tôi. Đạo diễn Trần nói đến đây thì vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa dùng giọng đầy cảm tình nói. Bây giờ được gặp Bí Thư Vương, tôi mới biết mình nông cạn, cũng biết rõ nếu muốn làm tốt công tác quay phim, tuyệt đối cần lòng dạ rộng lớn. Đạo diễn Trần nói làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng người quen biết lại thấy đó là những lời thật lòng của hắn. Hắn sùng bái Vương Tử Quân vì kinh nghiệm và tri thức làm phim, làm hắn không thể không bội phục. Nhưng đám người Nhan Sĩ Tác và Kim Điền Lạc lại không nghĩ như vậy, bọn họ nhìn ánh mắt của đạo diễn Trần, cảm thấy người này nên làm quan thì hay hơn. Thư ký trưởng Kim thật sự muốn kéo hắn vào công tác ở thị ủy La Nam, vì một nhân tài như vậy là khó thể kiếm được. Vương Tử Quân thật sự đỏ mặt, hắn nhìn gương mặt đạo diễn Trần, chợt thấy xấu hổ. Nhưng hắn không thể không nói. Đạo diễn Trần, ngài không nên quá kích động, tôi sở dĩ có chút nhận thức như vậy là nhờ đứng trên vai của ngài. Vương Tử Quân không làm gì được, chỉ có thể mỉm cười nghe từng đợt ca ngợi của đạo diễn Trần. Tôi cũng không tốt như vậy. Trong phòng này thì Lưu An Như là người tiếp xúc với Vương Tử Quân sớm nhất, nàng nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng bắt đầu suy tư về tình cảnh mình gặp mặt hắn. Nàng nghĩ đến những chuyện đã phát sinh, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn, người này có gì không biết nữa. Vương Tử Quân thấy đạo diễn Trần cứ mãi mở miệng nịnh nọt, hắn vội vàng cản lại. Anh Trần, dù là làm phim nhớ hay truyền hình, hiệu quả thị giác cũng rất quan trọng, tôi cảm thấy anh nên quay một vài cảnh tiên sơn mờ ảo, làm cho người xem sinh ra cảm giác mình giống như thật sự ở trong cảnh tiên sơn hùng vĩ đẹp đẽ. Thầy Vương nói rất đúng, phong cảnh núi Cô Yên Sơn rất đẹp, ghi hình sẽ là tuyệt đẹp. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu quay cảnh, đặc biệt là sương mù ở nơi đây vào buổi sáng, tuyệt đối không thua tiên cảnh. Đạo diễn Trần bây giờ thật sự rất nghe lời khuyên của Vương Tử Quân, bây giờ nhanh chóng mở miệng đón lời. Vậy thì quá tốt, đúng rồi, vài ngày nữa thành phố Đông Bộ sẽ mở hội nghị xúc tiến thương mại, tôi muốn giới thiệu phong cảnh Cô Yên Sơn, anh Trần nhất định phải nhanh chóng làm cho một cảnh phim tốt đấy nhé. Chương 699, phát triển kinh tế là đạo lý cứng rắn. Đã đến giờ dùng cơm trưa, vẫn là Huyền Chân đạo nhân chuẩn bị thức ăn. Lần này Huyền Chân đạo nhân càng chuẩn bị kỹ càng hơn, thức ăn thêm phong phú, cả một bàn lớn đầy thức ăn. Tuy tất cả cũng chỉ là món chay nhưng lại rất thơm ngon, căn bản làm cho người cảm thấy thèm ăn. Vương Tử Quân mời mọi người ngồi, đồng chí Tân nhanh chóng chạy đến hầu hạ hắn ngồi xuống ghế. Sau khi ngồi xuống thì Vương Tử Quân cũng không nhìn ai, hắn tiếp nhận khăn nóng từ tay đồng chí Tân, chậm rãi lau mặt lau tay. Tuy động tác của hắn rất chậm, thế nhưng người nhìn vào lại không khỏi cảm thấy ngưng trọng khẩn trương. Vương Tử Quân biết rõ tất cả mọi người đang nhìn mình, đạo diễn Trần lại càng cười tươi, muốn mở miệng nói vài lời nịnh hót. Vương Tử Quân sử dụng khăn nóng xong, hắn thấy đạo diễn Trần định mở miệng, thế là cố ý không nhìn đối phương mà quay sang nói với Nhan Sĩ Tắc. Các anh nhất định phải toàn lực phối hợp với đoàn làm phim. Tiêu Quảng Niên không chờ Nhan Sĩ Tắc bày tỏ thái độ, hắn lập tức nói. Điều này tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối không phải là sự việc của riêng Chủ tịch Trần, ha ha. Vương Tử Quân thấy hai người Tiêu Quảng Niên và Nhan Sĩ Tắc nở nụ cười thì cũng nói ra vài yêu cầu. Huyền Chân đạo trưởng, Bí Thư Vương đã đến rồi, các ngài cũng nên lấy Huyền Lộ Dịch ra đi chứ. Đạo diễn Trần nhìn thấy Triệu Thiết Trùy đặt một chai rượu ngũ lương lên mặt bàn, thế là lớn tiếng nói với Huyền Chân đạo nhân. Huyền Chân đạo nhân vốn chuẩn bị rời đi, lúc này lại không ngờ đạo diễn Trần nói như vậy. Khi hắn còn đang trầm ngâm thì chợt nghe Triệu Thiết Trùy nói. Huyền Chân quan chủ, đạo diễn Trần đã nói như vậy thì anh cũng đừng nên che giấu. Triệu Thiết Trùy là lãnh đạo xã, tuy kém xa Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân, thế nhưng Huyền Chân đạo nhân chủ yếu sợ Triệu Thiết Trùy hơn Vương Tử Quân. Dù sao thì quan lớn không bằng quan đang cai quản, Triệu Thiết Trùy là Bí Thư Đảng ủy xã, là người quản lý trực tiếp tam thanh quan. Huyền Chân đạo nhân đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đạo diễn Trần cười hì hì nói. Bí Thư Vương, lúc này xem như chúng tôi hưởng hào quang của anh, nếu không có ngài, chỉ sợ Huyền Chân quan chủ sẽ không chịu lấy Huyền Lộ Dịch ra. Huyền Lộ Dịch là gì? Nhan Sĩ Tắc là Bí Thư huyện ủy. Hắn không ngờ trong huyện của mình lại có đặc sản thế này, thế nên cảm thấy có chút mất mặt. Lúc này hắn dùng giọng mơ hồ hỏi đạo diễn Trần. Huyền Lộ Dịch là một loại rượu mà tam thanh quan tự ủ, cũng không biết bọn họ làm như thế nào. Trước đó vài ngày tôi vô tình thấy Huyền Chân đạo nhân uống rượu, vì vậy đến góp vui hai ly. Rượu này thật sự rất ngon,
hơn nữa không đau đầu, đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu là uống xong thì hôm sau tinh thần cực kỳ phấn chấn. Đạo diễn Trần nói đến đây thì giống như vẫn còn chìm đắm trong hương vị uống rượu huyền lộ dịch. Đáng tiếc là Huyền Chân đạo nhân quá keo kiệt, tôi bỏ ra 1.000 đồng thế nhưng ông ấy không chịu bán. Đám người ngồi nơi đây đều là cao thủ thử rượu trong quan trường, đặc biệt là Nhan Sĩ Tắc, khi không có việc gì càng thích uống vài ly. Bây giờ khi nghe thấy đạo diễn Trần nói như vậy thì trong bụng ngứa như sâu bò. Khi mọi người chờ đợi thì Huyền Chân đạo nhân mang đến một chiếc bình nhỏ, tuy Huyền Chân là đạo nhân, nhưng xã hội bây giờ đã khá cởi mở, cũng không quá gò bó hành vi của các đạo nhân. Các vị lãnh đạo, huyền lộ dịch không cao độ nhưng uống nhiều cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, bạn bè không ép nhau, thế nên mong các vị nên uống ít một chút. Huyền Chân đạo nhân vừa nói vừa mở bình rượu ra. Một mùi hương rượu thơm ngát truyền khắp phòng, Vương Tử Quân nghe mùi rượu, tuy hắn không thích rượu nhưng cũng sinh ra xúc động muốn uống một ly. Huyền Chân quan chủ, rượu huyền lộ dịch này là các vị tự ủ ra sao? Vương Tử Quân nhìn ly rượu màu xanh nhạt rồi khẽ hỏi. Bí thư Vương, huyền lộ dịch là chúng tôi tự ủ ra. Huyền Chân đạo nhân nói đến đây thì giống như nghĩ đến thứ gì đó. Đây là một món rượu thuốc mà tổ sư đầu tiên của quan chúng tôi để lại, uống vào có thể tăng cường sức khỏe, tráng kiện cơ thể, vì vậy mới được truyền lưu đến hôm nay. Uống vào có thể tráng kiện cơ thể. Vương Tử Quân nghe mà hai mắt sáng ngời, hắn chợt trầm giọng hỏi. Huyền Chân quan chủ, ngài nói thật sao? Người xuất gia không nói dối, đạo nhân của Tam Thanh Quan bình thường đều sống hơn 80 tuổi, sư phụ của Bần Đạo năm nay đã 85 tuổi, mắt không mở tai không ảnh hưởng, chủ yếu là nhờ tác dụng của rượu này. Huyền Chân đạo nhân dùng giọng chăm chú nói. Nhan Sĩ Tắc lúc này cũng không nói gì, nhưng Triệu Thiết Trùy lại trầm giọng nói. Huyền Chân, sao có món tốt như vậy mà không lấy ra cho mọi người cùng hưởng dụng, chỉ biết giữ lại cho mình như vậy? Triệu Thiết Trùy nói làm cho gương mặt Huyền Chân đạo nhân có chút ửng hồng, vì sao mình giữ lại, điều này còn phải nói sao? Dù hắn là người xuất gia, thế nhưng ai mà không có chút tư tâm? Chẳng qua những lời như vậy lại không thích hợp nói ra vào lúc này. Không thích hợp nói thì đừng nói, vì thế Huyền Chân đạo nhân chỉ mỉm cười mà không nói lời nào với câu hỏi của Triệu Thiết Trùy. Chúng ta phải thử mới biết có phải giống như những lời của Huyền Chân đạo nhân hay không. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên cười nói. Hôm nay có thể gặp đạo diễn Trần, tôi thật sự rất vui, chúng ta uống một ly chúc bộ phim Thiên Kiếm Vấn Tình thành công tốt đẹp. Vương Tử Quân nâng ly, những người trong phòng cũng nâng ly. Nhan Sĩ Tắc vừa định đại biểu cho huyện Dương Phong nói vài lời kiên quyết chứng thực chỉ thị của Bí Thư Vương, đột nhiên đạo diễn Trần ở bên kia đã dùng giọng trịnh trọng nói. Bí Thư Vương, ly rượu đầu tiên này tôi kính mời ngài, vốn tôi còn có chút nghi kỵ với bộ phim này, nhưng bây giờ nghe được lời nói của ngài thì tôi rất yên tâm. Dựa theo sắp xếp của ngài, bộ phim này nhất định sẽ thành kinh điển trong nước. Tôi cũng tin tưởng vào điều này. Vương Tử Quân thầm biết rõ kết quả của bộ phim, hắn thầm nói một câu. Khi hắn nâng ly cùng với đạo diễn Trần, người bên cạnh xem như càng thêm khâm phục bản lĩnh vuốt mông ngựa của đạo diễn Trần. Uống rượu gặp chi kỷ thường sẽ uống nhiều hơn, huyền lộ dịch vốn là rượu thuốc, không nặng độ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn giữ đúng mực, chỉ uống 3 ly. Sau khi dùng cơm xong thì hắn nghỉ ngơi 1 giờ trong Tam Thanh Quan, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tốt hơn trước đó rất nhiều. Tuy hiệu quả của nó không quá mức rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vẫn thật sự có nhận thức về tác dụng của rượu huyền lộ dịch. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó cho đồng chí Tân mời Huyền Chân đạo nhân đến. Bí thư Vương. Huyền Chân đạo nhân đi vào phòng của Vương Tử Quân, đầu tiên là niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó mới ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không che giấu, hắn đi thẳng vào vấn đề. Huyền Chân đạo trưởng, tác dụng của rượu huyền lộ dịch là rất tốt, hôm nay tôi đi một ngày có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Huyền Chân đạo nhân có thể trở thành quan chủ, tất nhiên là người thông minh kiệt xuất, hắn cười cười nói. Nếu như Bí Thư Vương yêu thích, tôi sẽ cho ngài 2 vò đưa về, nếu khi nào ngài muốn uống thì có thể đến tìm tôi. Vương Tử Quân khẽ gõ 2 cái lên bàn, trên mặt treo nụ cười, cũng không nói lời nào. Huyền Chân đạo nhân nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Bí Thư Vương, phương thuốc này chính là tổ sư của Tam Thanh Quan truyền thừa lại. Huyền Chân đạo nhân còn nói chưa dứt lời nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng, đây là phương thuốc bí truyền, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vương Tử Quân cũng căn bản không có ý muốn phương pháp ủ rượu này, hắn cười nói.
Huyền Chân quan chủ, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi cảm thấy đây là thứ tốt, cũng không nên che giấu, nên làm cho nhiều người được uống, phổ độ chúng sinh, dù sao đây cũng là rượu thuốc tráng kiện sức khỏe. Huyền Chân đạo nhân tuy không nói lời nào nhưng trong lòng lại run rẩy, thầm nghĩ ngài nói như vậy không phải cũng giống như nhau sao? Cái gì là để cho càng nhiều người được hưởng dụng, không phải cũng muốn tôi dùng hai tay cống hiến phương thuốc ra ngoài sao? Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Huyền Chân quan chủ không biết đã nghe qua câu chuyện này chưa, có một người nước Sở có phương pháp bí truyền chữa bệnh tê tay, dựa vào phương pháp bí truyền này mà một năm bọn họ thu lợi được 10 lượng vàng. Nhưng khi bọn họ bán phương pháp đi với giá 100 lượng vàng, người mua không những dựa vào phương pháp này mà tìm được ngàn vàng, còn chiếm được phong thưởng của quốc vương nước Ngô. Thì ra là muốn lấy phương pháp bí truyền. Huyền Chân đạo nhân chợt cảm thấy khổ sở, thế nhưng lúc này đối mặt với bí thư vương, hắn thật sự không dám có ý nghĩ từ chối. Cuối cùng thì hắn cũng phải cắn răng, coi như cho anh bí pháp, nhưng anh phải đồng ý không được truyền ra ngoài. Khi Huyền Chân đạo nhân định nói ra bí pháp của mình cho Vương Tử Quân, chợt nghe Vương Tử Quân nói. Lúc này đạo quan hương khói cũng không thịnh, nếu muốn mở rộng lực ảnh hưởng thì nhất định phải có cơ sở kinh tế. Bí pháp này là một cơ hội của các ngài, chỉ cần dùng tốt sẽ có tiền lời nhiều. Ngài ngồi trên núi vàng lại đi xin cơm, chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Hai mắt Huyền Chân đạo nhân chợt mở lớn, hắn làm quan chủ của Tam Thanh Quan, tất nhiên tâm nguyện sẽ là làm cho Tam Thanh Quan phát dương quang đại. Hắn chợt lên tiếng. Bí thư vương, ngài nói thật sao? Tất nhiên là thật, bây giờ có câu, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất. Dựa vào bí pháp này thì Tam Thanh Quan hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác với một vài xí nghiệp sản xuất mặt hàng bảo vệ sức khỏe. Chúng ta là người đưa ra bí pháp, xí nghiệp bọn họ sẽ nghiên cứu ra phương án khai thác, ngồi không có thể kiếm ra tiền. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ cười. Hơn nữa loại rượu này có thể tăng cường sức khỏe của mọi người, đây là việc làm đầy công đức. Sẽ có người đồng ý hợp tác với Tam Thanh Quan sao? Huyền Chân đạo nhân dù là người có tri thức, thế nhưng vì tính cực hạn của bản thân nên vẫn dùng giọng khó tin nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng động tâm của Huyền Chân đạo nhân, hắn chợt cảm thấy mình giống như có ý muốn xúi dục, nhưng vẫn cười nói. Điều này là tất nhiên, chẳng những có người hợp tác, hơn nữa còn có không ít. Đồng thời chúng ta nắm phần lợi cũng không ít hơn bọn họ. Ngài nói chúng ta sẽ thu được lợi nhiều hơn nhà máy sao? Huyền Chân đạo nhân chợt há hốc miệng, hắn dùng giọng dồn dập nói. Bí thư vương cuối cùng cũng thuyết phục được Huyền Chân đạo nhân, nhưng ý nghĩ thật sự của hắn chính là muốn Huyền Chân đạo nhân lấy ra bí pháp cùng kết hợp với xí nghiệp đầu tư, cùng nhau chèo chống tài chính cho thành phố La Nam. Sau khi Huyền Chân đạo nhân hiểu rõ tâm tư của bí thư vương, hắn chợt phó thác tất cả cho Vương Tử Quân. Dựa theo lời của Huyền Chân đạo nhân, nếu bí thư vương không ủng hộ thì Tam Thanh Quan vẫn mãi ôm lấy bí pháp để mèo khen mèo dài đuôi, cũng tuyệt đối không cho ra ngoài. Cuối cùng Huyền Chân đạo nhân cứ mãi kiên trì, Vương Tử Quân đành phải tiếp nhận yêu cầu. Hôm nay xem như Vương Tử Quân có thu hoạch không tệ ở hành trình đến huyện Dương Phong, thế cho nên hắn rất vui vẻ. Hắn thu phục được đạo diễn Trần, đối phương giúp mình một việc miễn phí, một bữa cơm ở Tam Thanh Quan lại phát hiện có bí pháp rượu thuốc. Vì để bí thư vương tận tình giúp đỡ Tam Thanh Quan tuyên truyền rượu huyền lộ dịch, Huyền Chân đạo nhân đã đưa đến 3 bình rượu lớn cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi trên xe, trong lòng không phải nghĩ về rượu huyền lộ dịch, hắn nghĩ đến ánh mắt của Liêu An Như nhìn mình trước khi đi. Tuy ánh mắt của nàng rất bình thản, thế nhưng Vương Tử Quân và nàng từng chung sống 30 năm, hắn hiểu rất rõ từng ánh mắt cử chỉ của nàng. Người phụ nữ này thật là... Vương Tử Quân nghĩ đến Liêu An Như mà không khỏi lắc đầu, tuy tất cả đã không còn quay về như xưa, thế nhưng cảm giác thân tình và tình nghĩa với nhau lúc hoạn nạn lại không thể nào lái đi đâu được. Không thể quên được. Khi xe chạy về huyện thành huyện Dương Phong, Vương Tử Quân mới áp chế được phần tình nghĩa của mình. Hắn là lãnh đạo thượng cấp, hắn có quyền lợi thu nhận ngoại vật, nhưng quyền lợi của hắn làm cho hạ cấp là Nhan Sĩ Tắc không có gì. Nhan Sĩ Tắc nhìn thấy bí thư vương cau mày, thế là trong lòng cực kỳ chú tâm, thầm cảm thấy có lẽ mình không làm quá tốt ở phương diện kia. Bí thư vương, huyện Dương Phong còn nhiều phương diện cần cải tiến, sau này chúng tôi sẽ cố gắng nhận rõ tình thế, chăm chú chứng thực chỉ thị của thành phố để cố gắng phát triển. Sau khi thấy Vương Tử Quân nhìn đến thì Nhan Sĩ Tắc vội vàng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Nhan Sĩ Tắc mà khẽ cười nói. Sĩ Tắc, huyện Dương Phong công tác rất tốt, cũng không cần kiểm điểm. Thế nhưng các anh nên chuẩn bị sẵn sàng, kinh tế thành phố chúng ta khá tụt hậu,
chúng ta nhất định phải thay đổi. Vì thế tình hình lúc này yêu cầu cán bộ chúng ta cần phải cung cấp điều kiện cực kỳ tiện lợi để thành phố phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng Nhan Sĩ Tắc lại chú tâm xem xét, Bí Thư Vương yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ có động tác gì lớn. Hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân có ý nghĩa rất sâu. Trước khi Bí Thư Vương ra tay đã nói rõ với mình, điều này có ý nghĩa gì? Điều này chứng tỏ mình đã là người của lãnh đạo. Nếu Nhan Sĩ Tắc được lãnh đạo coi trọng, như vậy hy vọng tấn chức sẽ là rất cao. Chương 700, một năm một bậc, hai năm biến đổi không ngờ. Thật ra có rất nhiều địa phương mà lãnh đạo đảng ủy và chính quyền tựa lưng vào nhau, đây chính là bố cục quyền lực thường thấy nhất. Dù là tổng kết cuối năm hay ở phương diện nhiệm kỳ mới, mỗi khi nói đến ban ngành, phần lớn lãnh đạo đều mở miệng nhấn mạnh đoàn kết, làm việc thực chất, có sức sống. Nhưng thực tế là như thế nào thì mọi người hiểu rất rõ ràng, căn bản là rất thấu hiểu. Trong quan trường chú trọng vòng quan hệ, tất nhiên điều này cũng không phải là danh chính ngôn thuận, không phô trương mà giữ lại trong người, ẩn giấu, có hương vị giống như thế giới ngầm. Nếu hai vị lãnh đạo đứng đầu có bất hòa, đám cán bộ bên dưới cũng chỉ có thể cố gắng đi thăng bằng giữa hai lãnh đạo, mắt nhìn chung quanh, lo sợ được mất, chỉ sợ mình vô ý sẽ bị lãnh đạo nhìn vào chằm chằm. Từ khi Vương Tử Quân đi đến thành phố La Nam, cũng không vung dao kiếm với các thành viên ban ngành, thế nhưng Nhan Sĩ Tắc cảm thấy ban ngành căn bản không thể nào đoàn kết lại. Ví dụ như lúc này, chẳng qua mâu thuẫn giữa bọn họ đang ẩn giấu đi mà thôi. Vương Tử Quân là người công tác quyết đoán, cũng có người thuộc về mình, chỉ là quá trẻ tuổi, trong quan trường trẻ tuổi là không có độ nặng, không đủ lý lịch lên tiếng. Có người nói Vương Tử Quân không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu lý lịch. Nhưng Lý Quý Niên lại là người sinh ra ở thành phố La Nam, tư cách và lý ích rất mạnh. Lý Quý Niên vốn sẽ là bí thư thị ủy La Nam, nhưng bây giờ thì sao? Thắng làm vua nhưng kẻ bại cũng sẽ không chịu xưng thần, điều này thật sự không đơn giản. Nhan Sĩ Tắc là người, trà trộn quan trường nhiều năm, hắn khắc sâu một bí kíp để cầu tiến, chính là vào thời điểm mấu chốt nếu muốn tiến lên mà không có ai kéo, chỉ dựa vào cái mông vểnh lên của mình, chỉ bằng năng lực của mình. Chỉ sợ anh có đổ hết mồ hôi sôi hết nước mắt cũng không có thành quả gì ra hồn. Điều này cũng giống như quả phụ, nằm ngủ mà bên trên không có người. Nhan Sĩ Tắc nghĩ đến địa vị càng ngày càng vững chắc của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam, hắn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, may mà chính mình trước kia không nghe lời của chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền thành phố để dựa vào Lý Quý Niên. Dù Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố nhưng độ nặng lời nói lại không bằng phó bí thư Lục Ngọc Hùng. Thế nhưng Phó Bí Thư Lục không phải đang cực kỳ cung kính trước mặt Bí Thư Vương sao? Điều kiện của huyện Dương Phong các anh rất tốt, cần phải biến huyện Dương Phong thành một điểm sáng của thành phố La Nam, thành một huyện điển hình. Bí Thư Nhan, trọng trách trên người anh cũng không nhẹ chút nào. Vương Tử Quân móc thuốc ra ném cho Nhan Sĩ Tắc một điếu. Nhan Sĩ Tắc dùng bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức phát triển kinh tế huyện Dương Phong, một năm lên một bậc, hai năm biến đổi lớn, nếu không làm được điều này thì ngài cứ trách tội. Sau khi kết thúc hành trình đến huyện Dương Phong thì Vương Tử Quân quay về chú tâm vào đường cao tốc Sơn La, vì có được sự thúc đẩy của Vương Tử Quân, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương. Trong thời gian một tuần này ngoài công tác thì cũng có vài việc gia đình được truyền đến, tất nhiên tất cả đều liên quan đến con trai của Vương Tử Quân. Vì cháu trai... Vương Quang Vinh gần đây căn bản không có yêu cầu gì với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Lão Gia Tử mở miệng, Lão đành phải kiên quyết gọi điện thoại cho con trai Vương Tử Quân. Thư ký trưởng Vương dùng giọng thấm thía cường điệu Vương Tử Quân về tầm quan trọng của giáo dục gia đình với con trẻ, vì vậy nên bố là người không thể thiếu trong công tác giáo dục và phát triển của trẻ nhỏ. Tổng hợp lại thì thư ký trưởng Vương cho ra một kết luận, Vương Tử Quân nhất định phải đảm đương trách nhiệm của người làm bố, phải đưa Mạc Tiểu Bắc và con trai về thành phố La Nam. Vương Tử Quân tất nhiên đồng ý với ý kiến của bố mình, hắn cũng hy vọng bố có thể nói vài lời với bố vợ, nhanh chóng để hai bên đạt thành ý kiến. Thư ký trưởng Vương nghe vậy thì cười ha hả, lại nói sang chuyện khác. Nhưng Vương Tử Quân lại không tha, kiên trì ép bố mình phải liên hệ. Cuối cùng Vương Quang Vinh vì quá bất đắc dĩ mà chỉ có thể mở miệng nói thật. Nói chuyện với bố vợ của con, bố thật sự thấy có áp lực. Vương Quang Vinh nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng không mở miệng ép buộc. Cũng may mà sự việc đã được thương lượng khá tốt, hắn cũng không quá lo lắng. Hắn gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, hỏi có cần nói với bố vợ và ông cụ hay không, Mạc Tiểu Bắc không ngờ lại thẳng thắn sảng khoái nói. Không cần. Thái độ của Mạc Tiểu Bắc làm cho Vương Tử Quân thật sự vui mừng.
khi vị trí của hắn ngày càng cao thì hắn càng cần một gia đình ổn định làm hậu thuẫn. Làm quan là như vậy, dù anh có đi thuận buồm xuôi gió thế nào cũng không thể gánh thêm phiền hà vì chuyện hôn nhân, nếu không sẽ vì nhỏ mà mất lớn. Dựa vào lời nói của phòng tổ chức thì thấy rõ ràng, đó là trong nhà đầy chuyện lớn nhỏ còn chưa giải quyết xong, sao có thể bình định thiên hạ. Sau 3 ngày chờ đợi thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng nhận được đáp án, Mạc Tiểu Bắc được chuyển đến phân khu La Nam, nhưng quân hàm của Mạc Tiểu Bắc khá cao, làm cho các đồng chí phân khu La Nam thật sự phải cân não. Cũng may tất cả cũng không cần Vương Tử Quân phải cân não nhiều, sau đó đã có tin tức Mạc Tiểu Bắc sắp đến nhận chức ở phân khu La Nam, điều này làm hắn cảm thấy rất vui. Khi ở một mình thì Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với nhà cửa, nhưng Mạc Tiểu Bắc và con trai sắp đến, hắn cũng không thể không tu sửa lại nhà cửa của mình. Nhưng đây là nhà cửa nhà nước, vì vậy Vương Tử Quân cũng không muốn đại tu, hắn thầm nghĩ trước khi Mạc Tiểu Bắc đến thì mình chỉ cần sơn lại là được. Tin tức Vương Tử Quân muốn sửa nhà vừa truyền đi thì trước cổng nhà đã rất náo nhiệt, mỗi tối luôn có người tìm đến tận cửa, hoặc là lãnh đạo đến báo cáo công tác, hoặc là đám cán bộ lòng vòng muốn tu sửa nhà cho Vương Tử Quân. Hơn nữa bây giờ vị trí lãnh đạo đứng đầu phòng quản lý sự vụ cơ quan đang trống, rất nhiều người căn bản không quen biết lại thông qua đủ mọi quan hệ để tìm đến với Vương Tử Quân. Tình cảnh ném một tảng đá làm bùng lên hàng ngàn con sóng như thế này không khỏi làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng Vương Tử Quân cũng không dám chậm trễ với đám người này, vì sợ mang đến danh tiếng xấu là không chịu nhận người, thế nhưng hắn lại nói rất khách khí với đám người có tâm tư nóng hổi, cũng không quên trở lại đường sống cho bọn họ. Nếu không cần gánh nặng tâm lý, như vậy cũng không cần đắc tội với bọn họ, biết đâu sẽ có ngày hắn phải dùng bọn họ. Ngày hôm nay Vương Tử Quân đang xem xét phương án của Lý Quý Niên với hội nghị xúc tiến thương mại trong phòng làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu nói mời vào, chợt thấy thư ký trưởng Kim Điền Lạc đi đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.